Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 111. Thanh Tuyền, Du Thược, hai người không sao chứ? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhìn thấy hai người Lăng Thanh Tuyền và Du Thược. Giờ phút này mẫu tử hai nàng đang bị cấm chế. Cổ Kiếm Phong cùng với một lão giả của Thiên Kiếm Môn đang cầm trường kiếm gác lên cổ mẫu tử các nàng. Trong lòng hắn đột nhiên run lên, hàn ý lạnh thấu xương lan tràn. Mẫu tử Du Thược, Lăng Thanh Tuyền nhìn thấy đạo thân ảnh mặc áo bào xanh này xuất hiện, ánh mắt đại biến. Ta và Du Thược không sao. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên, Lăng Thanh Tuyền do dự một lát rồi trả lời Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, xem ra hai tiện tỳ này đối với ngươi vô cùng quan trọng. Dám một mình tới đây, cũng tốt, giảm bớt một ít công phu cho ta. Hai mắt Huyết Kiếm Đại Đế lúc này tràn ngập quang mang đỏ tươi, mùi máu tươi lan tràn khiến cho lòng người rung động. Huyết Kiếm, có bản lĩnh thì động thủ với ta, thả mẫu tử các nàng ra. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua không trung, ánh mắt nhìn vào huyết chỉ sau lưng Huyết Kiếm. Huyết chỉ đỏ tươi này hình kiếm giống như một thanh kiếm lớn ở trong không gian này. Bên trong tràn ngập khí tức ngập trời, khói đen trong không gian chung quanh lượn lờ, khiến cho tim mọi người đập nhanh hơn, đồng thời ánh mắt của Lục Lâm Thiên cũng run rẩy. Muốn người sao, không dễ như vậy đâu. Huyết Kiếm Đại Đế âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt tràn ngập sát ý, giờ phút này hắn khẽ mỉm cười. Trong mắt hắn, lúc này Lục Lâm Thiên hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Huyết Kiếm, ta cảnh cáo ngươi, nếu như mẫu tử các nàng thiếu một cọng tóc, thì tất cả đệ tử Thiên Kiếm Môn, cho dù là chôn sâu ba thước ta cũng phải nghiền nát bọn chúng thành cho bụi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, nhìn thấy mẫu tử Du Thược bị cấm chế, ánh mắt hắn đã tràn ngập hàn ý. Hừ, nhìn Lục Lâm Thiên, Huyết Kiếm Đại Đế khẽ mỉm cười nói. Sợ rằng ngươi không có tư cách này, muốn cứu hai tiện tỳ này sao? Rất đơn giản, thứ nhất là mạnh mẽ đoạt, nhưng mà đừng nói ngươi đoạt được hay không. Huống chi chỉ cần ngươi khẽ động ta lập tức có thể khiến cho hai tiện tỳ này tan thành mây khói. Hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên dần dần nồng đậm, hàn ý trong mắt bắn ra. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, lúc này Huyết Kiếm cũng không để ý tới ánh mắt tràn ngập hàn ý, dường như nhìn thấy Lục Lâm Thiên như vậy trong lòng hắn càng thỏa mãn, hắn thản nhiên nói. Thứ hai, ngươi có thể trao đổi với ta. Huyết Kiếm Đại Đế dứt lời đột nhiên phất tay một cái, mùi máu tươi bắt đầu lan tràn. Nắm lấy Lăng Thanh Tuyền và Du Thược vào trong tay. Hai tiện tỳ, không ngờ lại có thủ đoạn đỡ upsilon.ng tới cấm chế của ta, thế nhưng các ngươi còn quá non. Ánh mắt Huyết Kiếm Đại Đế trầm xuống, quang mang huyết sắc trong tay lóe lên, hung hăng chút xuống cơ thể nhị nữ. Phụt, nhị nữ Lăng Thanh Tuyền và Du Thược đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Huyết Kiếm lão cẩu, dừng tay cho ta. Nhìn thấy Du Thược và Lăng Thanh Tuyền phun ra máu tươi, Lục Lâm Thiên biến sắc, thân hình không nhịn được run lên, hàn ý trong mắt ngập trời. Đột nhiên tập trung vào trên người Huyết Kiếm Đại Đế, khí tức bắt đầu khởi động. Lục Lâm Thiên, nếu như ngươi muốn hai tiện tỳ này còn sống, tốt nhất nên thành thật một chút cho ta. Huyết Kiếm Đại Đế lạnh nhạt cười, hai tay đánh ra hai cỗ xương mù đỏ như máu bao phủ thân thể Lăng Thanh Tuyền và Du Thược, chỉ cần tâm niệm hắn khẽ động là có thể đánh chết nhị nữ. Lục Lâm Thiên càng đau lòng, hắn càng vui vẻ. Trao đổi như thế nào? Giờ phút này Lục Lâm Thiên nhìn thấy khóe miệng mẫu tử hai nàng tràn ra máu tươi, sát ý trong lòng hắn ngập trời, hai tay nắm chặt. Đầu móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, có tia máu bắt đầu tràn ra. Thế nhưng lúc này hắn biết mình chỉ có thể tỉnh táo mà thôi. Lục Lâm Thiên, ngươi nói xem nếu như ta giết hai tiện tỳ này ngươi sẽ như thế nào? Huyết Kiếm Đại Đế lạnh lùng cười với Lục Lâm Thiên, ánh mắt lạnh lẽo, tất cả hiện tại đều đang nằm trong lòng bàn tay hắn. Huyết Kiếm lão cẩu, ta nhất định sẽ băm vằm ngươi thành vạn đoạn, nghiền nát ngươi thành cho bụi. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng vào mắt Huyết Kiếm, âm thanh có chút run rẩy, sát ý cùng với hàn ý ngập trời giờ phút này lấy thân thể hắn làm trung tâm hung hăng khuếch tán. Cả không gian bắt đầu rung động, có dấu hiệu phong vân biến sắc. Hàn ý cùng với sát khí ngập trời bắt đầu khởi động khiến cho ánh mắt Lăng Thanh Tuyền và Du Thược biến hóa. Có lẽ nhị nữ thật không ngờ Lục Lâm Thiên lại tức giận như vậy. Đừng quá khẩn trương, ngươi còn có cơ hội à. Huyết Kiếm Đại Đế không quan tâm tới Lục Lâm Thiên đang tức giận, một mình Lục Lâm Thiên tới đây, hắn không đặt vào trong mắt. Ở trong không gian này, lúc này cho dù Dương Đỉnh Thiên có tới, tuyệt đối cũng không tiến vào trong không gian này được.
Huyết kiếm nhìn Lăng Thanh Tuyền và Du Thược bị cấm chế trong tay mình, nhíu mày, lập tức nhìn Lăng Thanh Tuyền rồi nói. Đây là nữ nhân của ngươi đúng không? Nếu như ngươi muốn nàng ta sống, rất đơn giản, giao ra một vật. Nói, ngươi muốn thứ gì? Ánh mắt Lục Lâm Thiên bắt đầu lạnh lẽo nhìn Huyết Kiếm Đại Đế, âm thanh bắt đầu khàn khàn. Rất đơn giản, Vô Tự Thiên Thư của Lục gia. Huyết Kiếm Đại Đế nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sự khác thường, một mùi máu tươi bao phủ Lăng Thanh Tuyền, hắn nói. Ngươi đừng có nói ngươi không có. Lúc trước Độc Cô gia tộc và Linh Vũ giới nhìn chằm chằm vào Lục gia nho nhỏ của ngươi. Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn cũng tình nguyện dùng nữ nhân để đánh bạc với ngươi. Cho nên ngươi không có Vô Tự Thiên Thư mới là lạ. Huống chi Thiên Kiếm Môn ta đã sớm nhận được tin tức Lục gia các ngươi có Vô Tự Thiên Thư. Trong sát na, Lăng Thanh Tuyền nghe vậy trên khuôn mặt trắng bệch biến hóa, tự nhiên nàng biết rõ Vô Tự Thiên Thư, cũng biết rõ giá trị của nó. Trong lòng Lục Lâm Thiên giờ phút này cũng trầm xuống, hắn không ngờ Huyết Kiếm Đại Đế này lại muốn Vô Tự Thiên Thư. Xem ra đây mới là mục đích chính thức của Huyết Kiếm Đại Đế. Hắn ta cũng biết sự tồn tại của Vô Tự Thiên Thư. Ngày hôm nay nếu như không đưa cho hắn Vô Tự Thiên Thư, sợ rằng mẫu tử các nàng sẽ mất mạng. Thế nhưng Vô Tự Thiên Thư này quá mức quan trọng, trong lòng Lục Lâm Thiên ngưng trọng. Nếu như ngươi không quyết định, hoặc là nói không có, ta sẽ giết nữ nhân này. Huyết Kiếm Đại Đế nhìn Lục Lâm Thiên, nở nụ cười lạnh lẽo. Cảm giác này rất tốt, tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn, từng bước từng bước. Tốt, thả mẫu tử các nàng ra, Vô Tự Thiên Thư này sẽ là của ngươi. Lục Lâm Thiên không có bao nhiêu do dự, Vô Tự Thiên Thư quan trọng, thế nhưng coi như mất đi thì ngày sau hắn cũng có cơ hội thu lại. Nếu như mẫu tử hai nàng gặp chuyện không may, về sau hắn sẽ phải hối hận. Một bản Vô Tự Thiên Thư ở trong lòng Lục Lâm Thiên còn xa mới quan trọng bằng mẫu tử hai nàng. Dứt lời trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện bản Vô Tự Thiên Thư của Lục gia, không có chân khí và linh lực đưa vào nó chỉ giống như một khối ngọc thạch bình thường. Không có quá thu hút sự chú ý của mọi người. Vô Tự Thiên Thư, thật sự là Vô Tự Thiên Thư. Mà nhìn thấy Vô Tự Thiên Thư, Huyết Kiếm Đại Đế lập tức nhận ra, ánh mắt run lên. Tràn ngập nóng bỏng nhìn chăm chú vào Vô Tự Thiên Thư trong tay Lục Lâm Thiên. Vô Tự Thiên Thư. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền nhìn vào Vô Tự Thiên Thư trong tay Lục Lâm Thiên, nàng lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên, Vô Tự Thiên Thư rất quan trọng, dùng để đối lấy ta sẽ không cảm kích ngươi. Mẫu tử hai nàng so với Vô Tự Thiên Thư còn quan trọng hơn. Lục Lâm Thiên nhìn Lăng Thanh Tuyền nói. Trong sát na, trên khuôn mặt trắng bệch. Thanh xuân của Du Thược khẽ chấn động, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lục Lâm Thiên. Lăng Thanh Tuyền nghe vậy ánh mắt trên khuôn mặt trắng bệch lóe lên, nói. Cho dù ngươi giao nó cho Huyết Kiếm, không nhất định người này sẽ bỏ qua cho chúng ta. Ngươi đừng tin Huyết Kiếm. Khặc khặc, Huyết Kiếm Đại Đế nở nụ cười âm lệ, lập tức nói. Lục Lâm Thiên, ngươi không còn lựa chọn nào khác, giao ra Vô Tự Thiên Thư đi. Lục Lâm Thiên. Còn có thiên linh kim kiếm của ta, đem thiên linh kim kiếm trả cho ta. Phía xa, Cổ Kiếm Phong nhìn Lục Lâm Thiên lớn tiếng quát. Tín vật trưởng môn thiên linh kiếm kiếm của hắn đã bị Lục Lâm Thiên đoạt đi trong hư không bí cảnh. Thiên linh kim kiếm trong tay hắn lúc này chỉ là hàng chế tác lại mà thôi. Ngươi nghe thấy không, giao ra đây. Huyết Kiếm Đại Đế nhíu mày, ánh mắt đỏ tươi mang theo sự nóng bỏng nhàn nhạt tập trung vào trên Vô Tự Thiên Thư. Thả hai người bọn họ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm, lần nữa lấy ra thiên linh kim kiếm mà hắn đoạt của Cổ Kiếm Phong trong hư không bí cảnh. Thanh trường kiếm này giống thanh trường kiếm màu vàng trong tay Cổ Kiếm Phong như đúc. Ta chỉ nói thả một mình nàng ta mà thôi. Về phần nữ nhi của ngươi cần đồ vật khác đổi. Một đổi một, không nên gấp. Huyết Kiếm Đại Đế cười cười. Ngươi! Hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên ngập trời, thế nhưng giờ phút này hắn không thể không áp chế sự tức giận trong lòng. Lục Lâm Thiên, không nên tin Huyết Kiếm, người giao Vô Tự Thiên Thư cho hắn, chưa chắc hắn đã bỏ qua cho chúng ta. Đến lúc đó hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chết, ta và Du Thược cũng khó có thể thoát khỏi cái chết. Lăng Thanh Tuyền nói với Lục Lâm Thiên. Du Thược nhìn Lục Lâm Thiên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, muốn nói cái gì đó, thế nhưng cũng không thể thốt lên thành lời. Lục Lâm Thiên nhìn mẫu tử Lăng Thanh Tuyền. Không để ý tới Lăng Thanh Tuyền nữa mà nhìn Huyết Kiếm Đại Đế nói. Một tay giao vật, một tay giao người. Khặc khặc,
ta sẽ hào phóng một chút, giao người trước cho ngươi, ta cũng không sợ ngươi chạy. Huyết kiếm đại đế nở nụ cười âm lệ, cởi bỏ cấm chế trên người Lăng Thanh Tuyền, lập tức ném nàng về phía Lục Lâm Thiên. Nàng không sao chứ? Cánh tay Lục Lâm Thiên vung lên, lập tức dùng chân khí bao phủ lấy Lăng Thanh Tuyền, đặt nàng bên cạnh mình. Ta không sao, có lẽ ngươi nên cứu Du Thực trước. Lăng Thanh Tuyền lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lo lắng nhìn vào nữ nhi còn đang bị huyết kiếm đại đế cấm chế. Nhất định ta sẽ cứu nó. Lục Lâm Thiên nói với Lăng Thanh Tuyền xong, ném Vô Tự Thiên Thư cùng với thanh trường kiếm màu vàng về phía huyết kiếm đại đế, lạnh nhạt nói. Còn một người nữa, người muốn thứ gì? Siêu. Huyết kiếm đại đế đón thiên linh kim kiếm và Vô Tự Thiên Thư, ánh mắt nhìn chăm chú vào Vô Tự Thiên Thư. Về phần thiên linh kim kiếm hắn cũng không có quá coi trọng. Thỏa mãn thu hồi Vô Tự Thiên Thư, huyết kiếm đại đế cố nén sự kích động trong lòng, lúc này mới nhìn Du Thược trong tay, lại nhìn Lục Lâm Thiên nói. Còn nó hình như là nữ nhi của ngươi đúng không? Bớt nói nhảm đi, muốn trao đổi cái gì? Nếu như ngươi dám làm tổn thương nó một chút, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi hối hận. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Ta biết rõ ngươi bất phàm, trên người còn có thái cổ U Minh Viêm, lực phòng ngự của bản thể cũng đặc biệt cường hãn. Thế nhưng dường như thái cổ U Minh Viêm ở trong hư không bí cảnh gặp phải chuyện gì cho nên thực lực giảm lớn. Nhìn Lục Lâm Thiên, huyết kiếm đại đế như cười như không nói. Muốn trao đổi nữ nhi của ngươi rất đơn giản, ngươi hủy linh hồn phân thân của ta. Ta rất công bằng, không đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần ngươi tự bạo linh hồn phân thân và bản thể, để lại hồn anh là được. Thế nào, ta rất công bằng, khặc khặc. Lúc trước đại chiến một hồi, huyết kiếm đại đế không khó biết được dường như thái cổ U Minh Viêm gặp phải chuyện gì cho nên thực lực giảm lớn. Bằng không dùng thực lực trong lời đồn của thái cổ U Minh Viêm, sợ rằng hắn không phải là đối thủ. Có lẽ Lục Lâm Thiên này khống chế thái cổ U Minh Viêm, nếu như Lục Lâm Thiên chết. Hắn thu được thái cổ U Minh Viêm kia, thực lực không chừng còn tăng lên một mảng lớn. Cho nên thái cổ U Minh Viêm này hắn nhất định phải thu được. Đương nhiên, dùng quan hệ của Lục Lâm Thiên và thái cổ U Minh Viêm, đoạt xá linh vật trời sinh, dựa theo lời nói của mẫu đơn, trên đại lục này không có mấy người biết rõ. Tự bạo linh hồn phân thân và bản thể. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền biến đổi, tự bạo linh hồn phân thân cùng với bản thể, chỉ để lại hồn anh. So với chết chẳng khác là bao. Ánh mắt Du Thược giờ phút này nhìn chằm chằm vào trên người Lục Lâm Thiên. Tự bạo linh hồn phân thân và bản thể, nàng biết rõ hậu quả phía sau. Chỉ còn lại hồn anh, so với chết cũng không khác là bao. Phía xa xa, ánh mắt Nguyên Nhược Lan cũng theo đó mà chấn động, biến hóa. Thế nhưng giờ phút này nàng biết rõ mình vô lực, thực lực của nàng đã kém hắn quá xa. Lục Lâm Thiên, người có thể lựa chọn đáp ứng. Hoặc là nữ nhi của ngươi sẽ chết. Huyết kiếm đại đế nhìn Lục Lâm Thiên nở nụ cười lạnh lẽo, lạnh nhạt nói. Nhưng mà xem ra dường như ngươi không còn lựa chọn nào khác. Lục Lâm Thiên, ngươi không được đáp ứng. Nếu như ngươi chết ta và Du Thược cũng không có cách nào rời khỏi đây. Huyết kiếm này rõ ràng đang đùa bỡn ngươi. Hắn chỉ muốn ngươi chết mà thôi. Lăng Thanh Tuyền lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp có chút khẩn trương nhìn Lục Lâm Thiên. Nhìn ánh mắt Lăng Thanh Tuyền, trong lòng Lục Lâm Thiên có chút xúc động, cúi đầu nói. Chẳng lẽ nàng có biện pháp cứu Du Thược sao? Lăng Thanh Tuyền nghe vậy, nhìn Lục Lâm Thiên không nói gì. Lúc này nàng cũng không có biện pháp cứu Du Thược, thế nhưng nàng cũng không muốn hắn chết. Nàng cảm thấy bất lực, trừ phi. Những năm này khổ cho nàng rồi. Lục Lâm Thiên nhìn Lăng Thanh Tuyền, vươn tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Lăng Thanh Tuyền, lau vết máu ở khóe miệng nàng. Khẽ nói. Chuyện trước kia là ta không đúng, tha thứ cho ta. Ngươi không chết ta mới xem xét tha thứ cho ngươi. Đôi mắt của Lăng Thanh Tuyền nhìn về phía Lục Lâm Thiên, giờ phút này chỉ bằng một câu nói của Lục Lâm Thiên, dường như không ít ủy khuất trong lòng nàng đã biến mất. Khặc khặc, cảnh tượng thật cảm động, nhưng mà nhanh lựa chọn đi, ta không có thời gian nghe người một nhà các ngươi nói chuyện yêu đương. Huyết kiếm đại đế lạnh lẽo cười. Ta đồng ý. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn huyết kiếm đại đế nói. Lục Lâm Thiên, ta không muốn ngươi cứu ta. Ta không nhận ngươi, ngươi đừng có phí tâm cơ. Du Thược nghe vậy nhìn Lục Lâm Thiên quát lớn. Lục Lâm Thiên không để ý tới Du Thược, tiếp tục nhìn huyết kiếm nói. Ngươi thả người trước. Ngươi cho rằng ta ngu sao. Vừa rồi ta đã thả nữ nhân ngươi trước.
Hiện tại ngươi cứ tự bảo trước, ngươi có thể yên tâm. Huyết kiếm ta nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Huyết kiếm đại đế cười lạnh nói. Lục Lâm Thiên ngươi đi đi, ta không nhận ngươi đâu. Ngươi mau mang mẫu thân đi, ta không cần ngươi lo. Du Thừa quát lớn. Được, ngươi phải tuân thủ hứa hẹn. Mặt khác, ngươi thả mẫu tử các nàng, phải cam đoan để cho mẫu tử các nàng an toàn rời khỏi đây. Nếu không ta tuyệt đối không tự bảo. Trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra hàn ý, thân thể nhảy lên không trung. Ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi tự bảo linh hồn phân thân và bản thể, ta cam đoan sẽ thả mẫu tử bọn chúng. Sau khi giải quyết linh hồn phân thân và bản thể Lục Lâm Thiên, muốn đối phó với Lục Lâm Thiên này quá đơn giản. Nói không chừng tới lúc đó Thái Cổ U Minh Viêm sẽ thuận lợi rơi vào trong tay hắn. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là kế hoạch tinh vi của hắn. Vốn độ khó khi áp dụng kế hoạch này cũng không nhỏ. Ai ngờ lại có thể gặp mẫu tử này, tất cả lại thuận lợi như vậy. Cho nên hắn mới đáp ứng thả mẫu tử nhà này, cũng không có chuyện gì, huống chi hắn chỉ đáp ứng mà thôi. Ngươi không được làm vậy, mau dẫn mẫu thân rời khỏi đây đi. Ta không cần ngươi lo. Du Thược tiếp tục nói, trong lòng nàng giờ phút này cũng không muốn nhìn thấy người phụ thân này chết trước mặt nàng. Vì nàng và mẫu thân hắn lại có thể không chút do dự giao ra Vô Tự Thiên Thư, chuyện này khiến cho trong lòng nàng cảm động. Siêu. Lục Lâm Thiên nhìn Du Thược không nói gì, ánh mắt trầm xuống, thủ ấn lập tức biến hóa, trong mi tâm có một đạo lưu quang bắn ra, lập tức hóa thành một đạo linh hồn phân thân giống như bình thường. Linh hồn lực có thể so sánh với đế cấp nhất trọng lan tràn ra. Huyết kiếm, tốt nhất ngươi nên tuân thủ hứa hẹn. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát. Linh hồn phân thân cùng với bản thể bành trướng. Cuối cùng trong không trung xung quanh thân thể hắn xuất hiện vết nứt không gian khiến cho người ta rung động. Lục Lâm Thiên, không nên. Không. Lăng Thanh Tuyền và Du Thược biến sắc, đều quát lớn. Một giây sau, thân thể Lục Lâm Thiên và linh hồn phân thân bành trướng, trong nháy mắt đột nhiên nổ tung. Phanh phanh. Bản thể Lục Lâm Thiên và linh hồn phân thân nổ tung. Không gian vỡ nát. Bắn ra quang mang chói mắt, lực lượng ngập trời khuếch tán. Không gian chung quanh nổ tung, từng vết nứt không gian đen kịt lan tràn trên bầu trời. Từng vết nứt không gian giống như thực chất lan tràn ra quang mang đen kịt khiến cho tim người ta đập nhanh. Khục khục, kinh khí khủng bố khuếch tán, phá hủy một mảng lớn hư không, khiến cho đám người Nguyên Nhược Lan và Cổ Kiếm Phong lui lại. Nếu như bị lan tới gần, tuyệt đối sẽ mất mạng. Giờ phút này không gian đột nhiên hỗn loạn. Ai cũng khó có thể dò xét vào bên trong. Nguyên Nhược Lan biến sắc, Cổ Kiếm Phong và mấy trưởng lão Thiên Kiếm Môn có chút vui mừng. Lục Lâm Thiên, sao ngươi lại ngốc như vậy? Thân thể mềm mại Lăng Thanh Tuyền lảo đảo lui về phía sau, ánh mắt bắt đầu ngốc trệ, trong mắt có nước mắt chảy ra. Phụ thân, Du Thược nhìn không trung hỗn loạn, miệng không nhịn được kêu lên một tiếng. Trong không gian hỗn loạn, ánh mắt Huyết Kiếm Đại Đế lập tức nhìn về phía trước. Miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Ai nói Lục Lâm Thiên khó đối phó? Không ngờ hắn lại đối phó dễ dàng như vậy. Sớm biết như vậy lúc trước hắn đã bắt mẫu tử này, Thiên Kiếm Môn cũng không vì thế mà phải trả một cái giá lớn như vậy. Khi kinh khí gần tiêu tán hết, ánh mắt mọi người nhìn vào trong không gian, huyết vụ bắn tứ tung. Trên không trung lập tức xuất hiện một đạo quang mang, kinh khí gần tán đi, quang mang ngày càng sáng, đây chính là thân thể hồn anh của Lục Lâm Thiên. Trên thân thể hồn anh của Lục Lâm Thiên còn có một cây đao màu vàng, giữa không trung còn có một chiếc nhẫn chữ vật. Tử Lôi Huyền Đỉnh, Huyễn Ảnh Thanh Vũ, còn có một thanh đại đao màu đỏ và một chiếc nhẫn cổ quái đang lơ lửng trên không trung. Lục Lâm Thiên này chết chắc, có chạy đằng trời. Mắt nhìn cảnh này, Cổ Kiếm Phong cùng với mấy trưởng lão Thiên Kiếm Môn còn lại đều cười lạnh. Mọi người âm thầm cao hứng trong lòng, Lục Lâm Thiên chỉ còn lại hồn anh, đã không đủ để gây sợ hãi. Ánh mắt Huyết Kiếm Đại Đế nhìn về phía tước, tâm thần đã sớm dò xét chung quanh, sắc mặt biến hóa không ngừng, nhìn Lục Lâm Thiên rồi vội vàng hỏi. Lục Lâm Thiên, Thái Cổ U Minh Viêm đâu? Thái Cổ U Minh Viêm của ngươi đâu? Trong dự đoán của Huyết Kiếm Đại Đế, Thái Cổ U Minh Viêm kia ở trong đầu Lục Lâm Thiên. Lần trước hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy, hắn muốn bản thể và linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên tự bảo chính là muốn chiếm đoạt Thái Cổ U Minh Viêm làm của riêng. Giờ phút này trong tâm thần dò xét của Huyết Kiếm Đại Đế lại không cảm nhận được một chút dấu vết nào của Thái Cổ U Minh Viêm. Chỉ có dấu vết tàn hồn của linh hồn phân thân Lục Lâm Thiên sau khi tự bạo,
dường như còn mang theo sát khí. Thế nhưng rõ ràng là tàn hồn, linh hồn phân thân bị phá hủy, chuyện này khiến cho trong lòng hắn có chút kỳ quái. Không phải ngươi bảo một mình ta tới sao? Thái cổ U Minh Viêm không tới đây. Quang mang trên hồn anh Lục Lâm Thiên lóe lên, hóa thành bộ dáng bản thể hư ảo. Khí tức cực kỳ suy yếu, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Hừ, cũng tốt, bắt hồn anh của ngươi, đến lúc đó thái cổ U Minh Viêm nhất định là của ta. Huyết kiếm đại đế cười lạnh, dường như cũng không có hoài nghi Lục Lâm Thiên. Bởi vì hắn có tự tin, bên cạnh Lục Lâm Thiên không còn khí tức của những người khác. Lúc này chỉ còn lại thân thể hồn anh, lúc này trong mắt hắn, Lục Lâm Thiên tuyệt đối không có một chút uy hiếp nào. Chỉ cần bắt hồn anh của Lục Lâm Thiên, thái cổ U Minh Viêm sẽ là của hắn. Thực hiện hứa hẹn của ngươi đi, thân thể và linh hồn phân thân của ta đã tự bảo. Ngươi nên thả nữ nhi của ta rồi. Ánh mắt thân thể hồn anh của Lục Lâm Thiên âm trầm nhìn huyết kiếm đại đế nói. Đương nhiên, gần đây ta vô cùng giữ lời. Huyết kiếm đại đế cười nhạt một tiếng, cởi bỏ cấm chế trên người Du Thược, một đoàn huyết vụ bao phủ Du Thược ném về phía Lục Lâm Thiên. Du Thược, con sao rồi? Năng lượng trên thân thể hồn anh của Lục Lâm Thiên tiếp lấy Du Thược, dường như cũng không để ý tới việc linh hồn phân thân và bản thể tự bảo. Ngược lại trong lòng còn mừng rỡ, cao hứng nhìn Du Thược nói. Con vừa mới gọi ta là phụ thân đúng không? Con tha thứ cho phụ thân rồi sao? Ta không cần ngươi lo. Du Thược ổn định thân thể, mắt nhìn thân thể hồn anh của Lục Lâm Thiên, thân hình run lên, lập tức giãy giụa khỏi năng lượng của Lục Lâm Thiên bao phủ. Trong mắt có nước mắt chảy xuống, lập tức quay đầu lại nhìn huyết kiếm đại đế, quát lớn. Tuy rằng ta hận hắn, thế nhưng ta cũng không cho phép ai động tới hắn. Âm thanh vang vọng, quanh thân Du Thược có thuộc tính kim phô thiên cái địa tuôn ra, khí tức sắc bén vô cùng. Thân ảnh như thiểm điện, một đạo trưởng ấn được ngưng tụ, lập tức đánh về phía huyết kiếm đại đế. Trưởng ấn bao phủ không gian, bao phủ huyết kiếm đại đế vào bên trong, dùng tu vi vũ tôn bát trọng đỉnh phong của Du Thực hiện tại, tăng thêm bản thân bất phàm, tuy rằng bản thân bị thương, thế nhưng uy thế cũng không bình thường. Du Thực, dừng tay, con không phải là đối thủ của huyết kiếm đâu. Lăng Thanh Tuyền biến sắc, thực lực của Du Thực sao lại là đối thủ của huyết kiếm. Thân ảnh xinh đẹp lập tức phóng về phía trước, nàng không thể để cho nữ nhi mình xảy ra bất kỳ chuyện gì. Phanh! Trường ấn của Du Thược mang theo khí tức sắc bén khuếch tán, đánh nát không gian chung quanh huyết kiếm đại đế thành mảnh vỡ. Một mảng lớn không gian hư vô đen kịt, nhưng mà thân ảnh huyết kiếm đại đế kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Du Thược, mau lui lại, nhanh! Trong sát na này, thân ảnh Lăng Thanh Tuyền dừng lại. Hừ, tự mình muốn chết! Không thể trách ta được. Cũng tại thời điểm này, thân ảnh huyết kiếm đại đế xuất hiện sau lưng mẫu tử Lăng Thanh Tuyền, dưới ánh mắt âm trầm có sát ý lan tràn, khẽ phất tay dẫn động năng lượng thiên địa bàng bạc, bao phủ mẫu tử Lăng Thanh Tuyền vào bên trong. Dưới lực lượng trói buộc của không gian, Lăng Thanh Tuyền cùng với Du Thực cảm thấy chân khí, linh lực đình trệ, ngay cả lùi lại cũng khó khăn. Tu vi cách biệt quá xa, thực lực hơn kém quá lớn, căn bản khó có thể chống lại. Các ngươi lui ra phía sau. Thân thể hồn anh của Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện bên người nhị nữ, năng lượng bàng bạc lan tràn bao phủ nhị nữ. Lúc này áp lực trên người Lăng Thanh Tuyền và Du Thược mới biến mất. Lục Lâm Thiên, ngươi chỉ là thân thể linh hồn còn dám đi lên sao? Cái gọi là linh vũ song tu, thuộc tính đại thành, trở thành hoàng tộc cũng chỉ có thế. Ngày hôm nay ngươi khó tránh khỏi bàn tay của huyết kiếm ta. Huyết kiếm đại đế lạnh lùng quát. Thân ảnh trong sát na lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, mùi máu tươi lan tràn, dẫn động năng lượng thuộc tính phong bàng bạc, hội tụ tạo thành một trường ấn khổng lồ trên không trung. Phía trên trường ấn do huyết kiếm đại đế ngưng tụ có uy áp huyết tinh lan tràn ra. Trong nháy mắt bao phủ ba người Lục Lâm Thiên và mẫu tử Lăng Thanh Tuyền. Trường ấn khổng lồ đánh xuống, bao phủ không gian cực lớn, mang theo một mùi máu tươi ngập trời, khiến cho linh hồn người ta bỡ ngỡ. Lăng Thanh Tuyền cùng Du Thược dưới sự bảo hộ của Lục Lâm Thiên cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Phá! Lục Lâm Thiên nhìn trưởng ấn trên không trung, trong mắt bắn ra hàn ý, linh hồn lực minh mông bắt đầu lan tràn, đột nhiên ngưng tụ thành một đầu cự hổ màu trắng bằng linh hồn cực lớn, uy áp linh hồn minh mông tràn ngập không gian. Uy áp linh hồn minh mông bao phủ, huyết kiếm đại đế biến sắc, thân là vũ giả, đương nhiên hắn cực kỳ cố kỵ công kích linh hồn. Cự hổ màu trắng lập tức đánh về phía trưởng ấn,
một chảo ấn sắc bén xé rách không gian tạo thành vết nứt đen kịt trong không gian. Hung hăng đập vào phía trên trường ấn khổng lồ kia. Trường ấn khổng lồ bao phủ cự hổ bằng linh hồn, lập tức va chạm vào một chỗ. Không gian bắt đầu mở đi, cả không gian bắt đầu bành trướng, trong giây lát bắn ra quang mang mạnh mẽ. Sau đó cả không gian đột nhiên co rút lại, một âm thanh cực lớn quanh quẩn trên không trung. Phanh phanh, trường ấn và cự hổ bằng linh hồn bỗng nhiên hóa thành năng lượng khủng bố bạo tạc, khuếch tán. Kinh khí cường hãn vô cùng và lực lượng linh hồn khuếch tán trên không gian. Năng lượng đáng sợ lan tràn phá hủy gợn sóng trong không gian. Không gian chấn động kịch liệt, gợn sóng trong không gian giống như pháo hoa tán loạn. Khục khục, thân thể linh hồn của Lục Lâm Thiên lập tức lảo đảo lui lại, lại kéo tay mẫu tử Lăng Thanh Tuyền lảo đảo lui tiếp về phía sau 10 bước, lúc này thân thể hắn mới đứng vững được. Thân thể linh hồn run lên, dường như mờ ảo đi một chút. Chỉ lạ là trên thân thể hồn anh, kim đao màu vàng vẫn xoay quanh cách đó không xa. Linh hồn vũ đế nhị trọng, không ngờ ngươi đã đột phá vũ đế nhị trọng. Thân thể huyết kiếm đại đế lảo đảo lui lại mấy bước, dưới công kích linh hồn, hắn cũng bị ảnh hưởng. Mà lúc này Lục Lâm Thiên ra tay, hắn có thể nhận ra không ngờ tu vi của Lục Lâm Thiên đã là vũ đế nhị trọng. Vũ đế nhị trọng a, làm sao trong lòng hắn không thể khiếp sợ cơ chứ? Từ lúc Lục Lâm Thiên đi ra khỏi hư không bí cảnh mới được bao lâu a? Lúc trước ở Thiên Kiếm Môn mới là vũ đế nhất trọng, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã là vũ đế nhị trọng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có thể đột phá cấp độ đế giả đều là nhân trung chi long, là tồn tại giống như lông phượng sừng lân. Mà tới đế giả, người khác đột phá, cho dù thiên phú có mạnh mẽ ra sao, ít cũng phải hơn 1.000 năm, nhiều thì vạn năm. Hoặc là vĩnh viễn không có cách nào đột phá. Thế nhưng Lục Lâm Thiên này trong thời gian ngắn lại đột phá. Lúc này dò xét tu vi của Lục Lâm Thiên, huyết kiếm đại đế mới chính thức ý thức được Lục Lâm Thiên này đáng sợ ra sao. Sắc mặt hắn cứng ngắc, tu vi của Lục Lâm Thiên trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh tới tình trạng như vậy. Giờ phút này huyết kiếm đại đế cảm thấy may mắn vì mình đã đối phó với Lục Lâm Thiên này, để cho người này chỉ còn lại thân thể linh hồn. Lúc này Lục Lâm Thiên đã không còn bao nhiêu sự uy hiếp. Lúc này hắn nhất định phải bắt được thân thể linh hồn này. Chờ sau khi hắn đạt được thái cổ U Minh Viêm, nhất định phải đánh chết Lục Lâm Thiên diệt trừ hậu hoạn. Hai người lui về phía sau đi. Thân thể Lục Lâm Thiên ổn định lại, quay đầu nhìn Lăng Thanh Tuyền, ánh mắt chăm chú nhìn vào người Du Thược, khẽ nói. Du Thược, có phụ thân ở đây, mẫu tử con tuyệt đối không có việc gì. Phụ thân sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào động vào một sợi tóc của con. Nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền giờ phút này cực kỳ phức tạp, âm thanh mang theo chút ân cần, khẽ nói. Ngươi thế nào rồi, không được cậy mạnh, ngươi chỉ còn lại thân thể hồn anh, nếu như thân thể hồn anh cũng tiêu tán, vậy thì... Yên tâm đi, không ai có thể động tới mẫu tử nàng, ta cam đoan. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Nhìn qua ánh mắt Lục Lâm Thiên, giờ phút này trong lòng Lăng Thanh Tuyền cảm thấy ấm áp, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt thâm thúy. Nàng đột nhiên cảm thấy kỳ thực tên vô sỉ này cũng không quá vô sỉ, hạ lưu. Ít nhất vì mẫu tử các nàng ngay cả tính mạng mà hắn cũng không muốn. Có lẽ sâu trong lòng nàng, cho tới bây giờ chưa từng thật sự ghét hắn. Ngươi vẫn nên tự bảo vệ mình thì hơn. Du Thược nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt giờ phút này tuyệt đối có quan tâm, thế nhưng lúc mở miệng thì quả thực nói chuyện không dễ tí nào. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, tiểu nha đầu này có tính tình giống y Lăng Thanh Tuyền. Đều quật cường như vậy. Thế nhưng tình tính quật cường này dường như cũng giống hắn. Thật sự là một màn cảm động, một nhà đoàn tụ a. Huyết kiếm đại đế nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt âm trầm, sát ý trong mắt không thèm che giấu lan tràn. Hiện tại Lục Lâm Thiên này khiến cho hắn có cảm giác uy hiếp, nếu như không phải muốn đạt được thái cổ U Minh Viêm thì hiện tại hắn sẽ không chút do dự nào mà đánh chết hồn anh của Lục Lâm Thiên. Cho dù là một đạo hồn anh cũng khiến cho hắn có chút bất an trong lòng. Huyết kiếm lão cẩu, khoản sổ sách giữa chúng ta nên tính toán được rồi. Lục Lâm Thiên phất tay ý bảo mẫu tử Lăng Thanh Tuyền và Du Thược lùi về phía sau, ánh mắt nhìn thẳng về phía huyết kiếm đại đế, lạnh nhạt nói. Dám đỡ upsilon.ng tới nữ nhân và nữ nhi của ta, ngươi nhất định phải trả giá. Ai là nữ nhân của ngươi? Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt run lên. Giờ phút này nhìn về bóng lưng Lục Lâm Thiên,
Đột nhiên nàng cảm thấy trên người bóng lưng này có khí tức đáng sợ. Khí tức này bành trướng khiến cho trong lòng nàng cảm thấy khó chịu. Khí tức âm trầm vô cùng, làm cho linh hồn người ta bỡ ngỡ. Lục Lâm Thiên, hiện tại ngươi có tư cách gì mà nói vậy? Giao dịch của chúng ta đã hoàn thành, cũng là thời điểm nên giải quyết mối thù của Thiên Kiếm Môn. Huyết Kiếm Đại Đế nhìn linh hồn thể của Lục Lâm Thiên, ánh mắt này khiến cho trong lòng hắn vô hình run lên, đồng thời còn cảm thấy lạnh lẽo. Trong lòng mơ hồ có chút bất an. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì được ta sao? Vũ Đế tứ trọng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Lâm Thiên đột nhiên cười lạnh, trong đôi mắt đen láy của linh hồn thể đột nhiên bắn ra hàn ý. Huyết Kiếm lão cẩu này dám động tới nữ nhân và nữ nhi của hắn. Giờ phút này Lục Lâm Thiên đã động sát tâm, sát ý nồng đậm tới mức tận cùng. Huyết Kiếm lão cẩu này nhất định phải chết. Ngươi không cần phải xen vào chuyện này, mang mẫu thân đi đi. Ánh mắt Du Thược trầm xuống, khẽ cắn răng, thân thể mềm mại định tiến lên phía trước. Lùi ra sau đi. Ngay lúc đó, trên người Du Thược có năng lượng tàn hồn và sát khí chấn động, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhị nữ, một đạo thân ảnh đột nhiên ngưng tụ, năng lượng linh hồn mênh mông chấn động, lan tràn, một Lục Lâm Thiên khác hiện lên. Không phải đã. Hai mẫu tử Lăng Thanh Tuyền và Du Thược lập tức biến sắc. Lục Lâm Thiên, linh hồn phân thân ngươi không phải đã tự bạo rồi sao? Rõ ràng đã biến thành tàn hồn, không có khí tức khác. Tại sao lại còn có thể ngưng tụ? Cho dù là tồn tại cũng không trách khỏi sự dò xét của ta. Huyết Kiếm Đại Đế lúc này đột nhiên biến sắc, cảnh này khiến cho hắn khiếp sợ. Một đạo linh hồn phân thân cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi vẫn khó tránh khỏi cái chết, bất quá chỉ khiến cho ta tốn sức hơn một ít mà thôi. Bản thể ngươi đã tự bạo, khó có thể làm nên chuyện gì. Sau khi khiếp sợ, ánh mắt Huyết Kiếm Đại Đế trầm xuống, càng quyết tâm diệt trừ Lục Lâm Thiên. Linh hồn phân thân này nhất định phải diệt trước. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, cái này căn bản không phải là linh hồn phân thân. Chỉ là đại hồn anh mà thôi, chỉ tiếc Huyết Kiếm Đại Đế không biết quá nhiều, đối với sự tồn tại của đại hồn anh không có ai biết rõ. Đồng thời cũng không có ai có thể giải thích sự tồn tại của đại hồn anh. Tăng thêm đại hồn anh lúc này có thể thực sự so với đế cấp nhất trọng, thậm chí linh hồn chấn động so với đế cấp nhất trọng còn mạnh hơn. Muốn gạt Huyết Kiếm này cũng không quá khó khăn. Về phần đại hồn anh tự bạo, chuyện này vốn cũng không phải việc khó. Đại hồn anh vốn là tàn hồn và sát khí, thân thể bởi vì tử kim huyền lôi và một ít nguyên nhân đặc thù cho nên mới có thể ngưng tụ thành thân thể. Chia năm xẻ bảy rồi ngưng tụ lại cũng không thành vấn đề. Bản thể của ta không dễ diệt như vậy, chỉ cần ta không chết thì bản thể của ta cũng không bị diệt. Lục Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, thủ ấn kết xuất. Siêu. Lúc này, trên mặt đất đột nhiên có vô số huyết nhục bị nghiền nát cấp tốc ngưng tụ. Vô số huyết nhục rõ ràng đã chia năm xẻ bảy, thế nhưng lúc này cẩn thận nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy đám huyết nhục này dùng một phương thức huyền ảo dính lấy với nhau. Đây là vô số huyết nhục thật nhỏ, rậm rạp, chằng chịt, ngay trong ánh mắt kinh hãi của Du Thược, Lăng Thanh Tuyền, Nguyên Nhược Lan, Cổ Kiếm Phong cùng với những trưởng lão xa xa, năng lượng mênh mông hội tụ, thế tích càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt bắt đầu ngưng tụ không ít, giống như trong lúc mơ hồ bắt đầu khôi phục. Cả không trung gió nổi mây phun, không gian run rẩy không ngớt. Thân thể bất tử sao? Huyết Kiếm Đại Đế cũng kinh ngạc, cái dấu hiệu này, bản thể Lục Lâm Thiên không ngờ lại có dấu hiệu lần nữa khôi phục. Trong lúc kinh hãi, Huyết Kiếm Đại Đế khẽ phất tay một cái, trong lòng bàn tay có năng lượng thuộc tính phong bàng bạc ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn bằng năng lượng cực lớn. Trưởng ấn cực lớn mang theo kình phong bằng bạc, đánh về phía Lục Lâm Thiên. Hắn không thể để cho Lục Lâm Thiên ngưng tụ thành công, Lục Lâm Thiên này thật quỷ dị. Huyết Kiếm lão cẩu, bắt đầu tính sổ đi. Cùng lúc đó, một âm thanh lạnh lẽo như băng từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra. Trước thân thể linh hồn của Lục Lâm Thiên, không gian cấp tốc chấn động, khí tức nóng bỏng lan tràn, lần nữa có một đạo thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh này xuất hiện. Trong sát na đánh ra một đạo quyền ấn nóng bỏng, hung hăng đánh vào trưởng ấn bằng năng lượng của Huyết Kiếm Đại Đế. Oanh! Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đạo trưởng ấn mang theo năng lượng khủng bố lập tức ầm ầm va chạm vào nhau. Một âm thanh đinh tai nhức óc giống như sấm sét vang vọng, khiến cho màng nhĩ mọi người đau đớn. Kinh khí bàng bạc phô thiên cái địa tán loạn, năng lượng khủng bố khuếch tán ra hư không. Siêu! Trên không trung,
hai đạo thân ảnh đồng thời bị đẩy lui hơn trăm thước mới đứng vững được. Thái cổ U Minh Viêm. Thân hình huyết kiếm đại đế ổn định lại, lập tức ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện. Đạo thân ảnh kia xuất hiện, trong nháy mắt ngắn ngủi, cả phiến hư không có nhiệt độ kinh khủng trong chốc lát tuôn ra. Nhiệt độ kinh khủng này đúng là thái cổ U Minh Viêm. Vừa mới xuất hiện chính linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên ẩn thân trong cơ thể đại hồn anh. Thừa dịp đại hồn anh nổ tung, ẩn giấu trong không gian. Dùng thiên phú ẩn giấu của thái cổ U Minh Viêm, huyết kiếm đại đế này cũng khó có thể dò xét ra được. Linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên chính thức xuất hiện, trong không gian có nhiệt độ cao vô hình lan tràn. Nhiệt độ cao này khiến cho da rẻ mọi người cảm thấy nóng bỏng. Nguyên Nhược Lan, Cổ Kiếm Phong và những người khác đột nhiên nhìn về phía thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa mới ngưng tụ lại trên không trung. Hai đạo linh hồn phân thân sao? Chuyện này khiến cho mọi người nghi hoặc, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong mắt Lăng Thanh Tuyền và Du Thược thì không tự chủ được mà có chút vui mừng. Không phải ngươi nói không mang thái cổ U Minh Viêm sao? Huyết kiếm đại đế nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cũng không biết quan hệ của Lục Lâm Thiên và thái cổ U Minh Viêm. Còn tưởng rằng Lục Lâm Thiên chỉ khống chế thái cổ U Minh Viêm mà thôi. Hắn không biết lúc này có thể nói Lục Lâm Thiên kỳ thật chính là thái cổ U Minh Viêm. Huyết kiếm đại đế cho rằng, nếu như khí tức của người ngoài ở đây thì hắn nhất định sẽ biết. Trong không gian này có cấm chế đặc biệt, cho dù là có người trốn trong thần khí hắn cũng có thể dò xét ra. Cho nên ngay từ đầu hắn không chút hoài nghi bên trong thần khí của Lục Lâm Thiên cất giấu đám người Dương Đỉnh Thiên. Tất cả đều khó có thể tránh khỏi sự dò xét của hắn. Bởi vì trong không gian này nằm trong sự khống chế của hắn. Mà cảnh này đương nhiên khiến cho hắn kinh ngạc. Ta nói ngươi lại tin sao? Xem ra ngươi không chỉ già mà còn ngốc. Ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên quát lớn, sát ý bắt đầu lan tràn ra trong không gian. Hừ, bất kể như thế nào, ngươi khó tránh khỏi cái chết. Ánh mắt huyết kiếm đại đế trầm xuống, thủ ấn biến hóa, mùi máu tươi quanh thân phô thiên cái địa tuôn ra. Trường bào đỏ tươi tung bay, trong không gian này lập tức vang lên tiếng quỷ khóc thần sầu. Siêu siêu. Cùng lúc, sau lưng huyết kiếm đại đế, trong cái đầm hình kiếm kia bắt đầu có khí tức ngập trời tràn ra. Khói đen chung quanh lượn lờ, huyết thủy trong cái đầm cuồn cuộn, tựa như nước đang sôi. Âm thanh quỷ khóc thần sầu vang vọng không ngừng trên không trung. Siêu siêu. Huyết thủy trong cái đầm kia hóa thành bọt nước phóng lên trời, tạo thành vòng xoáy xoay tròn quanh thân huyết kiếm đại đế, đều bị huyết kiếm đại đế thôn vệ vào trong thân thể. Lần trước huyết kiếm lão tổ bị trọng thương, trong thời gian ngắn không có cách nào khôi phục, cho nên lúc này phải vận dụng lực của ma kiếm chỉ để khôi phục tới trạng thái đỉnh phong đối phó với Lục Lâm Thiên. Chẳng lẽ thực lực của Lục Lâm Thiên đã khiến cho huyết kiếm lão tổ coi trọng như vậy sao? Nhìn không gian trước mặt, Cổ Kiếm Phong cùng với chúng trưởng lão Thiên Kiếm Môn nghị luận, âm thanh tràn ngập vẻ kinh hãi. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan run run, chăm chú nhìn về phía trước. Bằng vào sự hiểu biết của nàng về Lục Lâm Thiên không phải là người dễ đối phó. Lúc này nàng mới coi như triệt để hiểu rõ, Lục Lâm Thiên đã sớm sắp xếp tất cả các thủ đoạn. Toàn là những thủ đoạn không thể tưởng tượng được, khiến cho huyết kiếm lão tổ cũng khó có thể phát giác ra. Siêu siêu. Huyết kiếm đại đế hấp thu huyết thủy trong ma kiếm trì, khí tức trên người dường như khôi phục tới trạng thái đỉnh phong trước trọng thương. Trường bào màu đỏ tung bay, ánh mắt đỏ rực, mùi máu tươi trên người càng thêm nồng đậm. Lấy bản thân làm trung tâm, một mùi máu tươi vô hình lập tức lan tràn, khiến cho lòng người rung động. Siêu. Trong chớp mắt ngắn ngủi, dưới không trung, vô số huyết nhục vốn đã vỡ nát từ bản thể Lục Lâm Thiên lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu. Toàn thân không có một chút dấu vết nào, nhẫn chữ vật và thiên trụ giới cũng trở lại tay hắn. Linh hồn thể Lục Lâm Thiên lập tức tiến vào trong mi tâm, kim đao màu vàng không rời một tấc, lập tức theo đuôi vào. Ông! Trong nháy mắt, sau khi Lục Lâm Thiên khôi phục bản thể, quang mang trên người lóe lên, bố trí thanh linh khải giáp. Sau đó huyễn ảnh thanh vũ xuất hiện sau lưng. Tiếng sấm minh vang vọng, huyết lục cũng nắm trong tay. Huyết kiếm đại đế vốn định thừa dịp bắn hồn anh Lục Lâm Thiên, sau đó mới đoạt bảo vật của Lục Lâm Thiên. Bởi vì thân thể và linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên bị phá hủy, linh hồn thể vẫn còn. Cho nên nhẫn chữ vật và thần khí vẫn là vật có chủ, cho nên chưa thể cướp đoạt được ngay.
Giờ phút này Lục Lâm Thiên bố trí thanh linh khải giáp, huyễn ảnh thanh vũ khẽ vỗ. Tay cầm huyết lục, khí tức lạnh lẽo lan tràn, cả không gian gió nổi mây phun. Nhìn cảnh này, ánh mắt Du Thược chớp động, giờ phút này nàng đã hiểu được một chút về vị phụ thân trước mắt này. Rõ ràng khôi phục, hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lại một lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu. Cổ Kiếm Phong, Nguyên Nhược Lan, thậm chí là Lăng Thanh Tuyển kinh hãi, nghẹn họng. Tự bạo như vậy khiến cho toàn thân Lục Lâm Thiên hóa thành mảnh vỡ, thế nhưng không ngờ lại có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Đây rốt cuộc là lực phòng ngự như thế nào, quả thực quá đáng sợ. Đây là bất tử chi thân, lực phòng ngự tới tình trạng như vậy so với bất tử bất diệt cũng không khác bao nhiêu. Bất kể như thế nào ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Cơ mặt Huyết Kiếm Đại Đế co rúm lại, một tiếng quát lạnh vang lên, trường kiếm màu đỏ tựa như máu tươi phóng lên trời. Trường kiếm màu đỏ được rút ra khỏi vỏ, cả không trung bỗng nhiên biến sắc. Tay cầm trường kiếm màu đỏ, đối mặt với Lục Lâm Thiên và Thái Cổ U Minh Viêm, Huyết Kiếm Đại Đế rõ ràng cũng không dám chủ quan. Lão cẩu, động nữ nhân và nữ nhi của ta, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Bản thể Lục Lâm Thiên vừa mới nói xong, huyết lục chỉ thẳng về phía Huyết Kiếm Đại Đế, sát ý bành trướng, lập tức tràn ngập phiến không gian này. Siêu! Cùng một thời gian, trên linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên có quang mang màu xanh da trời tràn ra. Bên trong quang mang màu xanh da trời này có khí thức nóng bỏng kinh khủng, khiến cho linh hồn cũng không có cách nào chịu được nhiệt độ nóng bỏng như vậy. Sát ý trong mắt Huyết Kiếm Đại Đế bắn ra, trường kiếm màu đỏ trong tay vung lên. Mùi máu tươi phô thiên cái địa lan tràn. Mùi máu tươi ngập trời nương theo khí tức nóng bỏng ngưng tụ trên không trung. Rất rõ ràng, Huyết Kiếm Đại Đế cũng là vũ giả song thuộc tính phong hỏa. Siêu siêu. Mùi máu tươi ngập trời cùng với khí tức thuộc tính hỏa phô thiên cái địa tuôn ra. Sau lưng Huyết Kiếm Đại Đế được ngưng tụ vô số hư ảnh trường kiếm bằng hỏa diễm. Trên hư ảnh trường kiếm bằng hỏa diễm có mùi máu tươi ngập trời lan tràn ra. Hư ảnh trường kiếm giống như thực chất, trước mũi kiếm có vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Lục Lâm Thiên, cẩn thận. Lăng Thanh Tuyền ở phía xa trầm giọng nói với Lục Lâm Thiên. Giờ phút này, mẫu tử Lăng Thanh Tuyền, Du Thược được Đại Hồn Anh bảo hộ. Lục Lâm Thiên dùng Đại Hồn Anh chuyên môn bảo hộ mẫu tử nàng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn lên không trung, vô số hư ảnh trường kiếm kia nhìn qua có chút bất phàm. Chỉ bằng vào mùi máu tươi kia cũng khiến cho người có tu vi đồng cấp bị ảnh hưởng cực lớn. Thực lực của Huyết Kiếm tuyệt đối khủng bố. Lục Lâm Thiên, đi chết đi. Vô số hư ảnh trường kiếm huyết sắc lơ lửng, âm thanh âm trầm của Huyết Kiếm Đại Đế quanh quẩn trong không gian, trường bào màu đỏ bay phất phới, Huyết Kiếm bắt đầu rung rung. Lão cẩu, để xem ai chết trước. Linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên bước ra một bước, không gian run lên. Trong âm thanh của hắn cũng tràn ngập sát ý cùng với hận ý bàng bạc. Linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên vừa mới dứt lời, quang mang màu xanh da trời nóng bỏng lập lòe, thân thể lập tức hóa thành một cự nhân bằng hỏa diễm màu san HDA trời. Cự nhân này giống như một ngọn núi sừng sững, hỏa diễm nóng bỏng màu xanh da trời cuồn cuộn, không gian bị đốt cháy thành hư không. Siêu siêu! Huyết Kiếm Đại Đế phất tay, trường kiếm trong tay run lên. Trên trường kiếm có hỏa diễm cùng với mùi máu tươi ngập trời lan tràn ra. Bên trong còn có âm thanh giống như quỷ khóc thần sầu, phóng về phía Lục Lâm Thiên. Vô số kiếm ảnh bắn ra, mỗi một đạo hư ảnh trường kiếm bằng hỏa diễm xé rách không gian tạo ra vết nứt không gian đen kịt. Sợ rằng ngay cả đế giả bình thường nếu như bị kiếm ảnh cắt qua thì thân thể cũng bị xuyên thủng thành mảnh vỡ. Hừ! Giờ phút này Lục Lâm Thiên không để cho linh hồn phân thân xuất thủ trước, trên bản thể. Hàn ý trong đôi mắt đen láy lan tràn ra. Sát ý ngập trời trong nháy mắt phóng ra. Trong mắt hiện lên hàn ý cùng với giận dữ, thủ ấn biến hóa. Thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Trong sát na, trước người Lục Lâm Thiên, thời không lao ngục thuộc tính hỏa 16 lần uy năng ngưng tụ rồi khuếch tán ra chung quanh. Năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc hội tụ, cả không gian lập tức giống như lung lay sắp đổ. Theo Lục Lâm Thiên thành đế. Tu vi và lĩnh ngộ tăng mạnh, uy lực của thời không lao ngục so với trước kia lần nữa mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Thời không lao ngục 16 lần uy năng cuồn cuộn, khí tức lạnh lẽo trong khoảnh khắc khuếch tán. Cả không gian giống như rung chuyển, đột nhiên giống như sắp bị đóng băng. Ken két. Bên trong thời không lao ngục cũng ẩn chứa ngũ hành tương khắc,
Lúc này huyết kiếm đại đế lại vận dụng chân khí thuộc tính hỏa cho nên lập tức bị khắc chế. Vô số kiếm ảnh bằng hỏa diễm biến đổi quỹ tích, kiếm ảnh vặn vẹo không thôi. Từng đạo kiếm ảnh bằng hỏa diễm rốt cuộc không có cách nào kiên trì, dưới năng lượng quỷ dị, phai nhạt, giống như gặp khắc tinh trời sinh. Ken két. Kiếm ảnh bằng hỏa diễm còn chưa đỡ Upsilon.ng phải Lục Lâm Thiên đã phai nhạt trên không trung. Chuyện này khiến cho huyết kiếm đại đế ngạc nhiên. Loại cảm giác chói chân chói tay này không biết tại sao lại áp chế công kích của hắn, Lục Lâm Thiên này quá quỷ dị. Vũ đế tứ trọng chỉ có thế mà thôi. Tiếng gầm của Lục Lâm Thiên truyền ra, khí tức lạnh lẽo ngập trời tán loạn. Cánh tay khẽ vỗ về phía xa, thời không lao ngục thuộc tính thủy đột nhiên co rút lại, đóng băng một phiến không gian to lớn. Khí tức lạnh lẽo vô hình giống như kéo theo năng lượng trong phiến thiên địa này, cả không gian tràn ngập hàn ý. Hóa thành một ngọn núi băng khổng lồ chừng hơn ngàn thước. Oanh! Ngọn núi băng cực lớn từ bên trên đánh xuống, đánh về phía huyết kiếm đại đế, trong gợn sóng không ngừng truyền ra tiếng răng rắc, từng khe nứt giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Bên trong xen lẫn khí tức lạnh lẽo vô hình, không gian đóng băng chung quanh hóa thành mảnh vỡ. Khe nứt đen kịt cực lớn xuất hiện. Ngọn núi băng khổng lồ dùng xu thế như sấm sét, bao phủ huyết kiếm đại đế, khiến cho tất cả mọi người đều có thể cảm giác được khí tức lạnh lẽo tựa như hủy diệt. Huyết kiếm đại đế là vũ đế tứ trọng, thế nhưng dưới nhiều loại công kích quỷ dị trong không gian này, hắn khó có thể thuận lợi thoát thân. Ngọn núi băng khổng lồ bao phủ hắn, lúc này hắn mới biết được Lục Lâm Thiên khó dây vào ra sao. Rõ ràng chỉ có tu vi vũ đế nhị trọng, thế nhưng thực lực giờ phút này hoàn toàn không dưới hắn. Huyết ảnh kiếm quyết. Rơi vào đường cùng, huyết kiếm đại đế cảm giác thuộc tính hỏa của hắn trong không gian này vô hình bị khắc chế. Chân khí thuộc tính phong tuôn ra, khẽ phất tay một cái. Huyết kiếm biến hóa ra vô số kiếm ảnh, tựa như tạo thành một cái động sâu bằng kiếm ảnh. Trong sát na thôn phệ ngọn núi băng đang đánh xuống. Kiếm ảnh và ngọn núi băng ầm ầm va chạm vào nhau, tàn ảnh huyết kiếm và băng vụn bắn tứ tung. Ken két. Huyết kiếm bị nghiền nát. Ngọn núi băng nổ tung, khí tức lạnh lẽo thấu xương từ trên trời khuếch tán, kinh khí lạnh lẽo đáng sợ khiến cho gợn sóng đóng băng, trường kiếm đỏ tươi nhanh chóng bắn ra, tạo thành từng vết nứt không gian đen kịt. Nhị nữ Lăng Thanh Tuyền và Du Thược khẩn trương nhìn động tĩnh cực lớn trên không trung. Trong mắt có khẩn trương, khóe miệng khẽ nhếch lên, có chút khiếp sợ. Siêu! Dưới kinh khí lạnh lẽo ngập trời, thân thể huyết kiếm đại đế không ngờ lại bị đẩy lui. Ánh mắt hắn vốn đắc ý lúc này đã chuyển thành khiếp sợ và ngưng trọng. Huyết kiếm lão cẩu, đi chết đi. Cùng một lúc, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, thân ảnh xẹt qua không gian, lao thẳng về phía huyết kiếm đại đế. Đồng thời thân thể nhanh chóng bành trướng, hóa thành một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời lớn chừng ngàn thước. Cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời này tựa như ngọn núi đứng sừng sững. Chung quanh là hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn. Nhiệt độ khủng bố kéo lên, không gian bị thiêu đốt thành hư không. Không có một chút do dự nào, cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời đột nhiên phất tay, một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh da trời được ngưng tụ, đánh về phía huyết kiếm đại đế. Xoẹt! Nhiệt độ nóng bỏng trên trường ấn khiến cho những nơi nó đi qua không gian bị thiêu đốt thành hư vô. Mắt nhìn một quyền này đánh tới, sắc mặt huyết kiếm đại đế biến sắc. Thực lực của thái cổ U Minh Viêm này trong thời gian ngắn cũng tăng lên, so với lúc trước cường hãn hơn quá nhiều. Dưới một quyền của thái cổ U Minh Viêm, huyết kiếm đại đế có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng một quyền này có thể thiêu đốt cả không gian, có thể khiến cho không gian trở thành hư vô, tất cả mọi thứ biến thành tro tàn. Siêu! Huyết kiếm đại đế không dám trì hoãn, chân khí thuộc tính phong phô thiên cái địa lan tràn ra. Trên thân thể còn bố trí một kiện khải giáp màu trắng đỏ bất phàm. Trường kiếm màu đỏ trong tay kéo theo từng đường vòng cung huyền ảo, trong giây lát đánh ra một đạo kiếm ảnh mang theo vết nứt không gian đen kịt hung hăng bổ vào trường ấn bằng hỏa diễm. Ầm ầm, một kiếm này đánh ra, dưới kiếm quang, trường ấn bằng hỏa diễm màu xanh ra trời cùng với kiếm ảnh đồng thời tán loạn. Trong miệng huyết kiếm đại đế phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt, ánh mắt kinh hãi. Thực lực của thái cổ U Minh Viêm so với trong tưởng tượng của hắn còn cường hãn hơn nhiều. Nhiệt độ nóng bỏng tăng thêm thực lực khủng bố khiến cho hắn không có cách nào chống lại, còn có lực lượng âm hàn khiến cho linh hồn hắn bỡ ngỡ, và bị áp chế. Trong sát na ngắn ngủi, thân ảnh huyết kiếm đại đế cấp tốc biến mất tại chỗ,
khi xuất hiện đã ở bên đám người Cổ Kiếm Phong đang kinh ngạc. Hắn khẽ phất tay đánh ra một đạo quang mang huyết sắc bao phủ đám người Nguyên Nhược Lan, Cổ Kiếm Phong vào bên trong. Đi! Một tiếng quát vang lên, huyết kiếm đại đế xé rách không gian trước người rồi nhanh chóng rời đi. Thực lực của Lục Lâm Thiên tiến bộ quá nhanh, tăng thêm thái cổ U Minh Viêm bất phàm, chuyện này khiến cho hắn có cảm giác vô lực. Hắn chỉ còn một bản thể, linh hồn phân thân cũng không có, hắn không thể không cẩn thận một chút. Nhanh rời khỏi nơi này. Đại hồn anh vừa mới lên tiếng, hai tay đánh ra năng lượng bao phủ Lăng Thanh Tuyền và Du Thược, lập tức đuổi theo huyết kiếm đại đế. Lục Lâm Thiên, các ngươi cứ chờ chết ở trong này đi. Muốn rời khỏi không gian của ảo ảnh ma kiếm không dễ đâu. Huyết kiếm đại đế lạnh lùng quát một tiếng, vết nứt không gian sau lưng biến mất, thân ảnh cũng không còn dấu vết. Xuy, đại hồn anh phá không lao tới nhưng lập tức bị phản lực đẩy lui. Ở trong không gian này có năng lượng trói buộc khiến cho hắn không có cách nào thoát thân được. Không gian này thực quỷ dị. Sắc mặt Lục Lâm Thiên biến hóa. Siêu siêu. Huyết kiếm đại đế mang theo Cổ Kiếm Phong, Nguyên Nhược Lan và những người còn lại từ trong không gian của Kiếm Sơn ra. Thân hình đáp xuống phía xa, nhìn Kiếm Sơn cao vê upsilon t trong mây, vô cùng khổng lồ, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Huyết kiếm lão tổ, không gian ảo ảnh ma kiếm liệu có thể vây khốn được Lục Lâm Thiên hay không? Cổ Kiếm Phong từ trong kinh ngạc hồi phục lại một chút tinh thần, lập tức hỏi huyết kiếm đại đế. Không gian ảo ảnh ma kiếm của thiên kiếm môn ta là do ma kiếm lão tổ khi luyện ma kiếm mở ra. Lục Lâm Thiên này cho dù có thực lực mạnh hơn nữa cũng không có cách nào thoát thân. Sớm muộn gì cũng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Huyết kiếm đại đế lạnh nhạt nói xong khẽ vươn tay lau vết máu ở khóe miệng mình, đồng thời nở nụ cười âm trầm lạnh lẽo. Đây cũng là một trong những kế hoạch của hắn. Vạn nhất thực lực của Lục Lâm Thiên mạnh mẽ khó đối phó. Ở trong không gian ảo ảnh ma kiếm cũng đủ để đối phó với Lục Lâm Thiên này. Huyết kiếm lão cẩu, chỉ bằng vào không gian ảo ảnh ma kiếm chó má này mà đã muốn vây khốn ta sao? Ngươi quá coi trọng mình rồi. Ngay khi huyết kiếm đại đế vừa mới dứt lời, âm thanh của Lục Lâm Thiên từ trong kiếm sơn vang lên. Đột nhiên trên kiếm sơn có quang mang màu lam chói mắt giống như mặt trời ban trưa lan tràn ra. Xoẹt! Trong giây lát ngắn ngủi. Quang mang màu lam giống như thác nước trút xuống. Nhiệt độ kinh khủng trong chốc lát lan tràn. Trong khoảnh thời gian ngắn cả không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời, bên trong hỏa diễm lan tràn ra khí thức cổ xưa. Ầm ầm, không gian lập tức run lên, hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn tạo thành một biển lửa. Khí thức khiến cho lòng người run sợ lặng lẽ lan tràn. Trong biển lửa có một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời bước ra. Bên người còn có hai Lục Lâm Thiên và Lăng Thanh Tuyền, Du Thược. Thái cổ U Minh Viêm có thiên phú thiêu đốt tất cả cấm chế không gian. Không gian ảo ảnh ma kiếm này căn bản không có cách nào vây khốn thái cổ U Minh Viêm. Không xong. Huyết kiếm đại đế kinh ngạc. Hắn thật sự không ngờ không gian ảo ảnh ma kiếm lại không vây khốn được Lục Lâm Thiên này. Dựa theo lẽ thường mà nói, cho dù có thực lực mạnh hơn nữa cũng không có thể thoát thân khỏi không gian ảo ảnh ma kiếm. Đồn rằng lúc trước ma kiếm lão tổ đã dùng không gian ảo ảnh ma kiếm này vây khốn một vũ đế lục trọng, khiến cho người đó bị tẩu hỏa nhập ma, sau đó tự bạo mà chết. Huyết kiếm lão cẩu, nhận lấy cái chết đi. Không có một chút trì hoãn nào, trong lòng Lục Lâm Thiên xuất hiện sát ý. Hắn không thể buông tha cho huyết kiếm này được. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm hét lớn một tiếng, khẽ phất tay một cái. Trong biển lửa màu xanh ra trời đột nhiên có mấy đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời bắn ra. Lập tức phóng về phía huyết kiếm đại đế và đám người Cổ Kiếm Phong. Các ngươi mau lui lại. Huyết kiếm đại đế quát đám người Nguyên Nhược Lan và Cổ Kiếm Phong. Sắc mặt vô cùng khó coi, khẽ phất tay một cái, huyết kiếm trong tay vung lên khiến cho cả không gian gió nổi mây phun. Mấy đạo kiếm quang lập tức va chạm với quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời. Phanh phanh. Hai cỗ lực lượng va chạm khiến cho giữa không trung run rẩy. Quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời và kiếm ảnh va chạm. Hỏa diễm màu xanh ra trời bắn tứ tung, giống như pháo hoa nổ tung. Khí tức hủy diệt bắn tán loạn, phá hủy một phiến không gian lớn thành hư không. Lão cẩu, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cái miệng của linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên đột nhiên mở to ra, trong khoảnh khắc có quang mang bắn ra. Hóa thành hỏa diễm màu xanh ra trời ngập trời, trong nháy mắt bành trướng, khuếch tán ra chung quanh.
trong không gian xuất hiện khe nứt ngập trời. Quang mang màu xanh da trời lan tràn, trong nháy mắt háo thành hỏa diễm màu xanh da trời. Trong chớp mắt ngắn ngủi tất cả đã hóa thành một biển lửa màu xanh da trời, bao phủ cả phiến không gian này. Những nơi hỏa diễm màu xanh da trời đi qua, vạn vật hóa thành hư vô. Huyết kiếm đại đế huy động thần khí huyết kiếm trong tay, ngăn cản hỏa diễm, khiến cho hỏa diễm màu xanh da trời không có cách nào lan tràn tiếp về phía hắn. Thế nhưng sắc mặt hắn cúc càng ngày càng khó coi. Hắn không ngờ tới thực lực của Lục Lâm Thiên và thực lực của Thái Cổ U Minh Viêm trong khoảng thời gian ngắn lại tiến bộ nhanh như vậy. Lúc này hắn đã có cảm giác lực bất tòng tâm khi đối phó với Lục Lâm Thiên và Thái Cổ U Minh Viêm. Siêu! Hỏa diễm màu xanh da trời giống như dung nham tập trung trên không gian trước người huyết kiếm đại đế, hỏa diễm cuồn cuộn, không gian run rẩy, khí tức đáng sợ lặng lẽ lan tràn. Các ngươi đi mau! Huyết kiếm đại đế hét lớn với đám người cổ kiếm phong. Đồng thời bản thân cũng muốn thoát thân. Hắn hiểu rõ, hôm nay hắn đã khó có thể chống lại Lục Lâm Thiên. Lại còn phải cố kỵ an nguy của đám người Nguyên Nhược Lan trong sơn môn. Mấy trưởng lão cuối cùng của Thiên Kiếm Môn cùng Nguyên Nhược Lan đã là vốn liếng cuối cùng của Thiên Kiếm Môn. Mặt khác còn một ít người trẻ tuổi, không có đám người Nguyên Nhược Lan và cổ kiếm phong, cũng không còn cơ hội trùng kiến Thiên Kiếm Môn nữa. Muốn chạy trốn sao, người có chạy được không? Cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ hét lớn một tiếng, trong biển dung nham màu xanh da trời nổi lên sóng to gió lớn. Dung nham cuồn cuộn, tạo thành từng cơn sóng hơn trăm thước, không ngừng dũng mãnh phóng về phía huyết kiếm đại đế. Tiểu tạp chủng, lão phu muốn rời khỏi đây bằng vào ngươi còn chưa ngăn được ta. Huyết kiếm lạnh lùng nói, lời này của hắn cũng là nói thật, coi như thực lực so với hắn có mạnh hơn, nhưng nếu như hắn thật lòng muốn chạy trốn, cho dù là ai cũng khó có thể ngăn hắn lại. Ông! Tiếng sấm minh vang vọng, bản thể Lục Lâm Thiên xuất hiện trước người huyết kiếm đại đế, huyễn ảnh thanh vũ chấn động, trong đôi mắt đen lấy có sát lập lòe. Có bản lĩnh ngươi cứ rời khỏi đây cho ta xem. Tiếng quát vừa dứt, Lục Lâm Thiên cười lạnh, trong đôi mắt thâm thúy đen láy lúc này cũng có quang mang màu xanh vô cùng quỷ dị. Trong nháy mắt, từng đạo thủ ấn phức tạp trong tay Lục Lâm Thiên nhìn như chậm chạp, thế nhưng lại nhanh chóng được ngưng tụ tới mức tận cùng. Chân khí thuộc tính mộc quanh thân phô thiên cái địa lan tràn ra. Quang mang màu xanh chói mắt xuất hiện, mang theo mộc hoàng khí của Bắc Cung gia tộc bên trong. Sinh sinh bất tức. Tất cả đều nhanh như thiểm điện, Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, quang mang màu xanh đậm lấy bản thân làm trung tâm hóa thành một vòng quang mang màu xanh cực lớn, bao phủ không gian to lớn. Trong khoảnh khắc, khí tức sinh cơ trên người Lục Lâm Thiên đột nhiên tăng mạnh, thôn vệ sinh cơ vạn vật, khí tức nhanh như thiểm điện khuếch tán. Đây chính là sinh sinh bất tức mà Bắc Cung lão tổ khi trước đã lĩnh ngộ ra. Không gian to lớn bị sinh sinh bất tức bao phủ vào bên trong. Năng lượng đáng sợ giống như một cơn bão quét qua tạo ra vết nứt đen kịt trong không gian. Lực lượng thôn phệ sinh cơ trong không gian lan tràn, gợn sóng trong không gian dao động mạnh rồi nứt vỡ từng khúc. Trong khoảnh khắc huyết kiếm đại đế bị bao phủ vào bên trong, cả không gian khiến cho người ta có cảm giác như cho tàn, mất đi sinh cơ. Chỉ có một mình Lục Lâm Thiên là có sinh cơ dạt dào đứng trong không gian này. Đây là vũ khí quỷ dị gì? Ở trong không gian màu xanh này, huyết kiếm đại đế biến sắc, hắn cảm giác được chân khí trên người mình đang bị lực lượng mạnh mẽ thôn phệ. Đợi một khi chân khí tiêu hao hết, sinh cơ của hắn sợ rằng cũng sẽ bị thôn phệ. Ánh mắt huyết kiếm đại đế tràn ngập vẻ hoảng hốt, cho dù dùng toàn lực hắn cũng khó có thể ngăn cản lực lượng quỷ dị trong không gian này. Ở trong không gian sinh sinh bất tức, Lục Lâm Thiên đạp không đứng thẳng, có năng lượng cuồn cuộn không dứt trèo trống, lúc này hắn có thể vây khốn huyết kiếm đại đế vào bên trong. Để cho người này không có cách nào giãy giụa, thoát khốn. Siêu. Chân khí bị thôn phệ, huyết kiếm đại đế khó có thể ngăn cản Thái Cổ U Minh Viêm. Thái Cổ U Minh Viêm giờ phút này đang mạnh mẽ đột phá phòng ngự của huyết kiếm đại đế. Hỏa diễm cuồn cuộn giống như hồng thủy, vây khốn huyết kiếm đại đế vào bên trong. Hỏa diễm màu xanh da trời của Thái Cổ U Minh Viêm và không gian sinh sinh bất tức đồng thời vây khốn huyết kiếm đại đế. Không gian vô cùng hỗn loạn. Huyết kiếm đại đế càng cảm thấy cố sức, mùi máu tươi ngập trời cùng với chân khí thuộc tính phong phô thiên cái địa tuôn ra. Huyết kiếm không ngừng vung lên, thế nhưng khó có thể ứng phó với không gian khủng bố trói buộc cùng với nhiệt độ cao khủng bố này. Ám ma phân thân bí pháp. Bản thể Lục Lâm Thiên lần nữa nhảy ra, trong đôi mắt đen láy tràn ngập quang mang màu xanh. Trong không gian của sinh sinh bất tức, địch yếu ta mạnh,
có năng lượng cuồn cuộn không dứt chống đỡ, loại cơ hội như thế này Lục Lâm Thiên làm sao có thể bỏ qua được. Tiếng quát vừa mới vang lên, từng đạo thủ ấn quỷ dị được Lục Lâm Thiên kết xuất, chân khí quanh thân khởi động. Linh lực cùng với chân khí từ trong cơ thể lan tràn ra. Đồng thời thúc giục linh lực và chân khí, đối với Lục Lâm Thiên mà nói đã không phải là việc khó. Linh lực tuôn ra, quanh thân Lục Lâm Thiên có quang mang quỷ dị lóe lên, mang theo khí tức linh hồn mênh mông. Linh hồn phân thân liên tiếp phóng ra, từng cỗ linh hồn phân thân đều có khí tức linh đế nhất trọng hậu kỳ. Liên tiếp có từng thân ảnh phóng ra, tổng cộng có 18 đạo linh hồn phân thân. Tăng thêm bản thể Lục Lâm Thiên tổng cộng có 19 Lục Lâm Thiên đứng trên không trung. Trong đó 18 đạo linh hồn phân thân mặc trường bào màu xanh, còn bản thể Lục Lâm Thiên thì được thanh linh khải giáp bao phủ. 18 đạo linh hồn phân thân này đều là do ám ma phân thân bí pháp thúc dục ra, sau khi đột phá đế cấp, tăng thêm chỗ tốt từ linh hồn, cho nên lúc này Lục Lâm Thiên mới có thể thúc dục ra 18 đạo linh hồn phân thân. Có thể không chút do dự mà nói, trên phương diện linh hồn lực, thì linh hồn lực của Lục Lâm Thiên lúc này so với vũ đế nhất trọng đồng cấp mà nói, đã cường hãn hơn gấp 18 lần. Bí pháp ám ma phân thân. Cùng lúc đó, đại hồn anh đang thủ hộ Lăng Thanh Tuyền và Du Thực đột nhiên nhảy về phía trước. Dùng tu vi của Lăng Thanh Tuyền và Du Thực hiện tại, căn bản không cần lo lắng tới đám người Nguyên Nhược Lan và Cổ Kiếm Phong. Huyết kiếm đại đế bị nhốt, hắn chỉ cần tập trung đánh chết người này là được. Đại hồn anh nhảy ra, liên tiếp tách ra linh hồn phân thân. Tổng cộng có 21 đạo linh hồn phân thân, tăng thêm bản thể đại hồn anh là 22 linh hồn phân thân. Mỗi một đạo linh hồn phân thân đều mang theo sát khí ngập trời. Tăng thêm bản thể và đại hồn anh Lục Lâm Thiên, lúc này tổng cộng có 41 Lục Lâm Thiên. Trong đó có 39 là do bí pháp ám ma phân thân thúc dục ra. Sát khí ngập trời lan tràn, linh hồn lực bàng bạc chấn động khiến cho không gian lung lay sắp đổ, hỗn loạn không chịu nổi. 41 đạo thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, đám người Lăng Thanh Tuyền, Du Thực Nguyên Nhược Lan, Cổ Kiếm Phong kinh hãi. Ánh mắt tràn ngập sự rung động, không thể tưởng tượng nổi. 41 đạo thân ảnh, khí tức của mỗi một đạo thân ảnh đều vô cùng khủng bố. Ánh mắt Du Thực run rẩy, đây là phụ thân nàng sao? Cường hãn như thế sao, quá khủng bố rồi. So với mọi người huyết kiếm đại đế càng cảm nhận được sự khủng bố của Lục Lâm Thiên. Mấy chục Lục Lâm Thiên này không phải là hư ảnh, toàn bộ đều có khí tức như thực chất. Huyết kiếm đại đế căn bản không thể tưởng tượng ra được Lục Lâm Thiên lại quỷ dị, mạnh mẽ tới tình trạng này. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy, thế nhưng hắn vẫn không thể tưởng tượng nổi. Không thể tin được tại sao lại có người cường hãn tới tình trạng như vậy. Trong không gian hỗn loạn của Sinh Sinh Bất Tức và Thái Cổ U Minh Viêm, 41 Lục Lâm Thiên đặt chân trên không trung, thân thể lăng không đứng thẳng, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, khiến cho người ta nhìn vào lập tức cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Siêu siêu, Lục Lâm Thiên không có một chút trì hoãn nào, 41 đạo thân ảnh đạp mạnh xuống hư không, khí tức linh hồn mênh mông đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra, tạo thành linh hồn chấn động khủng bố. Thiên linh diệt hồn chỉ, toái hồn sư tử hống. 40 Lục Lâm Thiên mang theo công kích linh hồn khủng bố, năng lượng khiến cho không gian vỡ nát. Cơn lốc linh hồn khuếch tán, cả không gian phong vân biến sắc. Không gian bị xé rách, năng lượng hủy diệt lan tràn. Trong khoảnh khắc bao phủ huyết kiếm đại đế vào bên trong. Tu vi linh lực của đại hồn anh và Lục Lâm Thiên chỉ là đế cấp nhất trọng hậu kỳ mà thôi. Thế nhưng lúc này 40 đạo công kích linh hồn đồng thời đánh ra, uy lực không cần phải nói. Tăng thêm huyết kiếm đại đế ở trong không gian của Sinh Sinh Bất Tức và Thái Cổ U Minh Viêm đã bất lực, ốc không mang nổi mình ốc, chỉ có thể liều mạng chống lại. Tình huống lúc này đối với huyết kiếm đại đế mà nói, tuyệt đối là đổ dầu vào lửa, mưa trong bão tuyết. Huyết kiếm đại đế toàn lực thúc giục trường kiếm màu đỏ trong tay, kiếm quang ngập trời giống như một cơn lũ đột nhiên bộc phát. Những nơi kiếm quang huyết sắc đi qua, cả không gian cực lớn đột nhiên run lên. Phụt! Kiếm quang được thúc giục, thế nhưng huyết kiếm đại đế lập tức bị không gian Sinh Sinh Bất Tức và Thái Cổ U Minh Viêm áp chế, nhiệt độ cao cùng với công kích chặt đứt sinh cơ đánh tới, khiến cho miệng hắn lại phun ra máu tươi. Công kích linh hồn khủng bố lập tức va chạm với kiếm quang, hung hăng đánh về phía trước. Không gian chung quanh rạn nứt, từng vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Siêu siêu. Trong không gian hỗn loạn, kiếm quang màu đỏ cùng với công kích linh hồn phô thiên cái địa bắn ra tạo thành vết nứt không gian. Vết nứt không gian đen kịt lan tràn, nơi nó đi qua,
tất cả hóa thành mảnh vỡ. Phụt! Dưới công kích linh hồn như vậy, huyết kiếm đại đế lần nữa phun ra máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, mái tóc màu đỏ rối tung, thân hình vô cùng chật vật. 40 đạo công kích linh hồn đánh tới, phối hợp với Sinh Sinh Bất Tức và Thái Cổ U Minh Viêm, hắn đã không có cách nào chống lại. Hắn vốn đã tổn thất linh hồn phân thân, linh hồn lực bị trọng thương nặng nề. Mà ở trong ma kiếm chỉ kia, tuy rằng thực lực đã khôi phục, nhưng linh hồn lực lại vĩnh viễn không có cách nào khôi phục. Lúc này công kích linh hồn khủng bố phô thiên cái địa đánh tới, miệng hắn phun ra máu tươi, linh hồn bị ảnh hưởng cực lớn, ánh mắt ngây dại. Trong không gian Sinh Sinh Bất Tức, chân khí bàng bạc nhanh chóng bị cắn nuốt. Đi! Ngay lúc đó, trong hỏa diễm màu xanh ra trời mênh mông, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên đột nhiên phất tay một cái, một đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời lập tức như thiên thạch đánh vào trên người huyết kiếm đại đế. Phanh phanh! Công kích mạnh mẽ đánh tới, cả không trung run rẩy. Đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời trong nháy mắt đánh vào trên người huyết kiếm đại đế. Hỏa diễm màu xanh ra trời trên không trung bắn tứ tung, giống như pháo hoa rực rỡ. Chỉ là bên trong lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Phụt! Thân hình huyết kiếm đại đế trong không gian hỏa diễm đột nhiên bắn ngược về phía sau. Miệng lần thứ ba phun ra máu tươi. Dưới công kích liên miên không ngớt, hắn khó có thể ứng phó được. Duệ kim hồn đao! Thân thể huyết kiếm đại đế lảo đảo lui lại, khi thân thể còn chưa ổn định thì huyễn ảnh thanh vũ trên bản thể Lục Lâm Thiên chấn động. Lần nữa phóng tới trước mặt hắn. Ánh mắt tràn ngập sát ý, chân khí phô thiên cái địa lan tràn. Huyết lục khống chế thuộc tính kim ngập trời hội tụ, quanh thân trong giây lát kim quang đại thịnh, huyết lục kéo theo một đường vòng cung, trong giây lát chém xuống một đao. Dưới một đao này còn có lực lượng thời gian quỷ dị, cùng với lực lượng không gian mà Lục Lâm Thiên vừa mới lĩnh ngộ ra gần đây. Khiến cho đạo công kích này có cảm giác hỗn loạn. Ngao! Tiếng long ngâm vang lên. Đao mang mang theo khí tức sắc bén bàng bạc xẹt qua không trung. Đao mang xé rách không gian tạo thành vết nứt đen kịt. Bên trong ẩn chứa lực lượng linh hồn vô hình. Lực lượng thời gian, lực lượng không gian, lực lượng của Sinh Sinh Bất Tức, lực lượng nóng bỏng của Thái Cổ U Minh Viêm, uy áp của Kim Hoàng Khí. Dưới lực lượng khủng bố này huyết kiếm đại đế căn bản không có cách nào tránh thoát. Siêu! Trong khoảnh khắc, một đạo kia đánh xuống huyết kiếm đại đế. Dưới kim hoàng khí còn có lực lượng thiên địa minh mông. Giờ phút này Lục Lâm Thiên giống như thiên thần giáng thế, lộ ra uy thế sắc bén, lạnh lẽo khiến cho người ta không dám phản kháng. Hắn là phụ thân của ta sao? Du thượng ở phía xa nhìn đạo thân ảnh màu vàng giống như thiên thần trên không trung, dưới thuộc tính kim, khiến cho nàng có thể cảm nhận được thuộc tính kim trong cơ thể mình không tự chủ được mà hô ứng. Trong lòng nàng từ nhỏ đã thầm phác họa hình dáng của phụ thân. Thế nhưng không ngờ phụ thân nàng lại cường hãn, khủng bố như vậy. Đạo thân ảnh màu vàng kia vô cùng mạnh mẽ khiến cho trong lòng nàng vô cùng rung động. Phụt! Đao mang đánh xuống, khi đánh tới trước mặt huyết kiếm đại đế thì huyết kiếm đại đế mới bừng tỉnh, toàn lực chống cự dãy giụa khỏi nhiều loại công kích hỗn hợp, lực lượng trói buộc. Thế nhưng cho dù có liều mạng chống cứ, hắn lại một lần nữa bị không gian Sinh Sinh Bất Tức và Thái Cổ U Minh Viêm làm cho trọng thương, lần nữa phun ra máu tươi. Huyết kiếm diệt không? Huyết kiếm đại đế khôi phục lại một chút, sắc mặt càng thêm kinh hãi. Nhiều loại công kích khiến cho lòng hắn sợ hãi, cũng khiến cho hắn cảm nhận được tử vong đang tới gần. Cho dù là Dương Đỉnh Thiên kia hắn cũng không đặt vào trong mắt. Trên phương diện thực lực, hắn vẫn còn hơn Dương Đỉnh Thiên một chút, dù sao Dương Đỉnh Thiên không thể làm gì được hắn. Mà bây giờ, trước mặt Lục Lâm Thiên này, dưới đạo đao mang màu vàng kia hắn lại cảm thấy tử vong tới gần. Cho nên hắn không thể không toàn lực ra tay. Huyết kiếm toàn lực chém về phía đao mang màu vàng. Trên thân trường kiếm màu đỏ lập tức có một đạo kiếm quang bắn ra, dùng xu thế mạnh mẽ xé rách không gian tạo thành vết nứt không gian đen kịt. Kiếm quang, đao mang lập tức va chạm vào với nhau, trong nháy mắt không gian bị nghiền nát, năng lượng khủng bố giống như một cơn lốc khuếch tán ra chung quanh. Không gian chung quanh rạn nứt, sụp đổ trong cơn lốc năng lượng này. Ken két. Đạo kiếm quang huyết sắc của huyết kiếm đại đế bị phá hủy, vô cùng dễ dàng. Đao mang ránh xuống, phá vỡ không gian, khải giáp màu trắng trên người huyết kiếm đại đế nghiền nát, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Phụt! Tại sao lại mạnh như vậy? Mạng ta xong rồi! Huyết kiếm đại đế triệt để kinh hãi, uy lực một đao kia đã vượt quá dự đoán của hắn.
khiến cho trong lòng hắn có cảm giác vô lực, hắn hoàn toàn không có cách nào chống lại, thậm chí hắn còn hoài nghi, trước đó Lục Lâm Thiên này nhất định đã ẩn giấu thực lực. Bằng không trong khoảng thời gian ngắn làm sao thực lực của Lục Lâm Thiên lại tiến bộ, tăng vọt kinh khủng như vậy. Huyết kiếm lão tổ. Nguyên Nhược Lan phía xa biến sắc, nàng không ngờ ngay cả huyết kiếm lão tổ cũng không phải là đối thủ của Lục Lâm Thiên. Lĩnh ngộ thuộc tính kim, trở thành hoàng tộc, Lục Lâm Thiên quả nhiên bất phàm. Nhưng vào lúc này, ngay khi đao mang của huyết lục phá hủy khải giáp màu trắng trên người huyết kiếm đại đế, thân thể sắp đứt làm đôi dưới đao mang thì một âm thanh sâu kín vang lên. Xoẹt! Âm thanh vang lên, cùng lúc đó trên không trung đột nhiên xuất hiện một vết nứt không gian. Không gian chung quanh lập tức nứt vỡ từng khúc, không gian mà ngay cả Dương Đỉnh Thiên cũng không thể xé rách lúc này lại bị chia năm xẻ bảy. Sau đó một đạo thân ảnh cao ngạo, to lớn lăng không xuất hiện. Người này vừa xuất hiện cả không gian lập tức cứng lại. Mà ngay cả Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy áp lực trong lòng. Ông! Khi người này xuất hiện khiến cho kim đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên đột nhiên run lên, phát ra một tiếng đao minh như sấm rền. Vũ đế tứ trọng nho nhỏ đã dám động tới nữ nhi ta. Bắt tôn nữ của ta, ngươi chán sống rồi sao? Thân ảnh to lớn cao ngạo này xuất hiện, không gian tựa như cứng lại, đạo thân ảnh to lớn này dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xẹt qua không gian sinh sinh bất tức và thái cổ u minh viêm, xuất hiện sau lưng huyết kiếm đại đế. Một đạo chảo ấn mang theo không gian vặn vẹo, bắt huyết kiếm đại đế vào trong tay. Phanh! Cùng một thời gian, một đao của Lục Lâm Thiên đánh vào chỗ huyết kiếm đại đế vừa đứng. Dưới một đao này không gian bị nghiền nát, không gian chung quanh liên tiếp bị phá hủy. Từng vết nứt đen kịt trong không gian hiện lên trên không trung. Kinh khí khủng bố ngập trời khuếch tán. Khi kinh khí khủng bố khuếch tán tới một phạm vi nhất định thì lặng lẽ biến mất trong thiên địa. Siêu! Khi kinh khí tiêu tán hết, một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện trên không trung. Trên người mặc một bộ áo dài, trên vai có áo choàng tung bay. Trên mặt đeo một mặt nạ màu vàng, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy mà sắc bén. Tay phải người này đang nắm lấy huyết kiếm đại đế. Giờ phút này không ngờ huyết kiếm đại đế kia lại không có cách nào nhúc nhích. Không biết lúc này bị trói buộc, hay là vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết từ tay Lục Lâm Thiên mà ánh mắt hắn tràn ngập vẻ kinh hãi. Trong thái cổ u minh viêm ngập trời, nhiệt độ khủng bố cùng với không gian sinh sinh bất tức dường như không tạo thành tác dụng quá lớn với đạo thân ảnh to lớn kia. Hắn có thể nhẹ nhõm đạp không đứng thẳng trên không gian này. Tác dụng thần dị của không gian sinh sinh bất tức cũng không tạo thành bao nhiêu hiệu quả với người này. Thái cổ u minh viêm, sinh sinh bất tức của Bắc Cung lão tổ. Trong không gian của sinh sinh bất tức, thái cổ u minh viêm, ánh mắt đạo thân ảnh to lớn, cao ngạo này kinh ngạc. Thế nhưng dường như cũng không cảm thấy bất ngờ, giống như đã sớm biết rõ Lục Lâm Thiên có thái cổ u minh viêm và sinh sinh bất tức của Bắc Cung lão tổ vậy. Phụ thân, trên không trung xa xa, Lăng Thanh Tuyền nhìn thấy người này khuôn mặt lập tức vui mừng. Thân ảnh lập tức nhảy về phía thân ảnh to lớn kia. Ngoại công, sao người lại tới đây? Du Thược nhìn thấy người này, khuôn mặt xinh đẹp kinh hỉ, thân ảnh hóa thành lưu quang phóng tới bên cạnh người này. Nhà đầu này, may mà không xảy ra việc gì, sau này không được chạy loạn nữa. Nhìn thấy Du Thược, trong mắt thân ảnh to lớn kia hiện lên chút hiền lành. Ngoại công, người này muốn giết con và mẫu thân, người không thể buông tha cho hắn. Nhìn huyết kiếm đại đế đang bị ngoại công bắt, trong mắt Du Thược bắn ra hàn ý. Mắt nhìn huyết kiếm đại đế, ánh mắt dưới lớp mặt nạ màu vàng của thân ảnh to lớn kia có chút lạnh lẽo, sát ý lan tràn, lạnh nhạt nói. Dám đỡ upsilon.ng tới tôn nữ của ta, nhất định ta sẽ không bỏ qua cho huyết kiếm này. Chẳng lẽ đây là giới chủ linh vũ giới? Lục Lâm Thiên nhìn thân ảnh to lớn trên không trung, ánh mắt hơi trầm xuống. Thực lực của người này tuyệt đối đã tới tình trạng khủng bố. So với huyết kiếm đại đế còn cường hãn hơn nhiều. Huyết kiếm đại đế là vũ đế tứ trọng, thế nhưng người này lại không đặt vào trong mắt. Chỉ bằng như vậy cũng chứng minh thực lực của người này vô cùng mạnh mẽ. Chuyện này khiến cho lần đầu tiên Lục Lâm Thiên rung động vì thực lực của Linh Vũ Giới. Đối với Linh Vũ Giới, Lục Lâm Thiên có không ít cửu hận, vì Nam Thúc, vì Lục Gia. Còn có ân oán của hắn và Linh Vũ Giới khi trước. Thế nhưng người này lại là ngoại công của Du Thược, phụ thân của Lăng Thanh Tuyền. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên có chút rối loạn. Thân ảnh to lớn cao ngạo kia nhìn về phía thái cổ U Minh Viêm một hồi,
lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Dứt lời, tay trái khẽ vung lên, một đám quang mang lập tức bao phủ Lăng Thanh Tuyền và Du Thược vào bên trong. Chúng ta đi. Dứt lời, thân ảnh to lớn này định rời đi. Các hạ chậm đã, ngươi có thể đi, thế nhưng huyết kiếm lão cẩu này nhất định phải chết. Thanh Tuyền và nữ nhi của ta phải ở lại đây. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, lập tức ngăn cản trước người thân ảnh to lớn kia. Lập tức đại hồn anh cùng với 39 đạo linh hồn phân thân vây quanh đạo thân ảnh to lớn, cao ngạo kia. Vì Du Thược, còn có Vô Tự Thiên Thư trong tay huyết kiếm đại đế, Lục Lâm Thiên không muốn để cho Du Thược, Lăng Thanh Tuyền và huyết kiếm đại đế rời đi. Ngươi cảm thấy mình có thể giữ lại ta sao? Thân ảnh to lớn, cao ngạo kia nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Ánh mắt đảo qua linh hồn phân thân và thái cổ U Minh Viêm chung quanh, khẽ nói. Chẳng lẽ chỉ bằng vào linh hồn phân thân do thúc dục bí pháp ám ma phân thân này sao? Lại còn thái cổ U Minh Viêm chưa khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh to lớn, cao ngạo kia. Ánh mắt mênh mông kia khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên chấn động. Dùng tu vi của Lục Lâm Thiên hiện tại, ánh mắt này khiến cho hắn nhìn vào cũng bị ảnh hưởng. Đủ thấy được thực lực cường hãn của người này. Du Thược là nữ nhi của ta, cho dù ta liều cái mạng này cũng phải giữ mẫu tử nó lại. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh to lớn, cao ngạo kia. Ánh mắt nhìn chăm chú, không có chút nhượng bộ nào. Nữ nhân cùng với nữ nhi ở bên cạnh mình thì Lục Lâm Thiên mới yên tâm. Cho dù không giữ lại được Vô Tự Thiên Thư trong tay huyết kiếm đại đế, hắn vẫn muốn giữ nữ nhi ở lại bên cạnh mình. Ngươi có tin ta sẽ giết ngươi hay không? Ánh mắt dưới lớp mặt nạ của thân ảnh to lớn kia bắt đầu âm trầm. Lục Lâm Thiên, ta không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi còn không mau đi, ta sẽ không nhận ngươi. Ngươi nhanh đi đi. Du Thược nghe vậy ánh mắt chớp động, nghe ngoại công muốn giết phụ thân mình. Trong lòng nàng lập tức căng thẳng, nàng cũng không biết vì sao mình lại lo cho phụ thân. Phụ thân, Lục Lâm Thiên dù sao cũng cứu mạng con và Du Thược. Thả hắn một lần đi. Lúc Du Thược bị bắt, Lăng Thanh Tuyền đã cảm thấy không ổn cho nên mới dùng thủ đoạn đặc thù thông báo cho phụ thân. Lúc này phụ thân nói vậy ánh mắt nàng lập tức biến đổi. Đối với vị phụ thân này so với Du Thược nàng còn e dè hơn nhiều, bởi vì nàng biết tính phụ thân mình. Lục Lâm Thiên, huyết kiếm có tác dụng với ta. Thanh Tuyền và Du Thược là nữ nhi và tôn nữ của ta. Nể mặt ngươi cứu Thanh Tuyền và Du Thược, hôm nay ta tạm tha cho ngươi một lần. Bằng vào ngươi còn chưa ngăn cản được ta. Thân ảnh to lớn cao ngạo kia nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt khẽ đổi, lập tức phất tay một cái. Lực lượng mênh mông lan tràn, trong khoảnh khắc khiến cho không gian hỗn loạn. Năng lượng thiên địa trong không gian chấn động, mà ngay cả thái cổ U Minh Viêm lúc này cũng giống như bị phong tỏa, trong lúc mơ hồ có cảm giác bị trói buộc. Dưới cỗ lực lượng mênh mông này Lục Lâm Thiên có cảm giác trong khoảnh khắc bản thân bị áp chế. Chân khí linh lực trong cơ thể đình trệ, lực áp chế trên người mấy chục đạo linh hồn phân thân kia còn lớn hơn. Có cảm giác như sắp tiêu tán. Siêu siêu. Dưới biến hóa bực này, Lục Lâm Thiên không thể không lập tức thu tất cả linh hồn phân thân và đại hồn anh vào trong cơ thể. Hừ, dùng thực lực của ngươi bây giờ còn chưa xứng giao thủ với ta. Nếu như sau này dám dây dưa với Du Thược và Thanh Tuyền ta sẽ không khách khí với ngươi. Ngươi nhớ cho kỹ. Thân ảnh to lớn mà cao ngạo lạnh lùng nhìn qua Lục Lâm Thiên, khẽ phất tay một cái. Trước người xuất hiện vết nứt không gian, thân thể tiến vào trong vết nứt không gian rời đi. Lục Lâm Thiên bị áp lực áp chế, trong lúc nhất thời khó có thể thoát khỏi trói buộc, căn bản khó có thể ngăn cản. Không bao lâu nữa ta sẽ đích thân tới linh vũ giới của người đón nữ nhi ta. Thuận tiện tính toán sổ sách giữa chúng ta. Khi Lục Lâm Thiên thoát khỏi trói buộc thì thân ảnh to lớn mà cao ngạo đã mang theo Lăng Thanh Tuyền và Du Thược cùng với huyết kiếm đại đế tiến vào trong vết nứt không gian. Trong vết nứt không gian, có thể thấy được mẫu tử Lăng Thanh Tuyền, Du Thược đều quay đầu nhìn về phía sau. Trong ánh mắt có chút lưu luyến, lập tức quay đầu rời đi. Mặc dù có chút tiền vốn, có âm dương linh vũ quyết, còn thái cổ U Minh Viêm trở thành linh hồn phân thân của ngươi, thế nhưng trong thời gian ngắn ngươi còn xa không đủ. Về phần sau này, sợ rằng ngươi cũng không có ngày tốt lành đâu. Âm thanh lạnh nhạt từ trong vết nứt không gian truyền ra, vết nứt không gian lập tức biến mất. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào trong vết nứt không gian đang xác nhập, cũng chỉ có thể thu hồi thái cổ U Minh Viêm cùng với không gian sinh sinh bất tức. Hai tay hắn nắm chặt, ánh mắt âm trầm,
Không ngờ cuối cùng huyết kiếm lão cậu cùng với Du Thược, Lăng Thanh Tuyền đều bị giới chủ linh vũ giới mang đi. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, bây giờ hắn cũng khó có thể chống lại. Đối phương thậm chí còn biết rõ quan hệ của hắn và Thái Cổ U Minh Viêm. Trực giác nói cho Lục Lâm Thiên biết, giới chủ linh vũ giới này so với huyết kiếm đại đế tuyệt đối còn khủng bố, cường hãn hơn gấp mấy lần. Lục Lâm Thiên lập tức thu hồi Thái Cổ U Minh Viêm và không gian sinh sinh bất tức, cùng với huyết lục, thanh linh khải giáp, huyễn ảnh thanh vũ. Đám người Cổ Kiếm Phong phía xa lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút. Mặc dù cảm thấy tốt hơn, thế nhưng chân khí, linh lực trong cơ thể mấy người đình trệ. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị nhiệt độ cao áp chế. Thân thể giống như sắp bị hòa tan. Siêu siêu. Trên không trung xa xa có từng tiếng xé gió vang lên, lập tức có không ít thân ảnh phá không bay tới. Không sao chứ. Người xuất hiện đầu tiên chính là Dương Đỉnh Thiên của Vân Dương Tông, ánh mắt chăm chú dò xét về bốn phía, sau đó mới nói. Người vừa tới là giới chủ linh vũ giới sao? Thực lực quả thực cường hãn. Tiền bối, tiểu tử không sao. Lục Lâm Thiên lắc đầu, đám người mẫu đơn, Lục Tâm Đồng, Nam Dương Quá, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế lập tức đáp xuống bên cạnh Lục Lâm Thiên. Mọi người lo lắng không thôi, cho nên vẫn luôn ở phía xa nhìn về động tĩnh bên này. Nhị đệ, người vừa rồi thật mạnh. Dương Quá nhìn về phía trước, người thần bí kia vừa mới xuất hiện. Hắn đã cảm nhận cấm chế trong không gian bị xé rách tạo thành chấn động cực lớn. Mọi người không dám tới gần, cho nên cũng không biết quá rõ tình hình xảy ra trong không gian này. Đúng vậy, rất cường hãn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, hắn là người duy nhất cảm thấy khá hơn một chút. Bởi vì Lăng Thanh Tuyền và Du Thực hiện tại ít nhất sẽ không gặp nguy hiểm gì. Chỉ tiếc một bản Vô Tự Thiên Thư đã không còn nữa. Quan trọng nhất chính là hắn không được nữ nhi thừa nhận. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên cực kỳ thất vọng. Người này không biết là đế cấp thất trọng hay là bát trọng. Thật không ngờ trong linh vũ giới còn có cường giả loại này. Chống lại hoàng tộc cũng không có vấn đề quá lớn. Dương Đỉnh Thiên lúc này vẫn còn đang vô cùng rung động. Ở phía xa cảm nhận được khí tức cũng khiến cho hắn có cảm giác không có cách nào chống lại. Đại ca, người Thiên Kiếm Môn phải làm sao bây giờ? Ánh mắt Lục Tâm Đồng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Trong mắt hiện lên sát ý với đám người Cổ Kiếm Phong. Nghe vậy đám người Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế, Vân Thủy Đế Tiên cùng mọi người lập tức dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào đám người Cổ Kiếm Phong. Giết! Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, tuy rằng huyết kiếm Đại Đế bị giới chủ linh vũ giới mang đi. Thế nhưng vẫn còn mấy người Thiên Kiếm Môn, còn có Dư Nghiệt Thiên Kiếm Môn được che giấu khác, cho nên hắn không cần phải khách khí. Từng ánh mắt tràn ngập hàn ý của đám người Lục Tâm Đồng và Lục Lâm Thiên nhìn về phía đám người Nguyên Nhược Lan, Cổ Kiếm Phong. Trong lòng đám người Nguyên Nhược Lan cảm thấy lạnh lẽo. Bọn họ vốn cho rằng huyết kiếm lão tổ ra tay thì Lục Lâm Thiên này chắc chắn sẽ phải chết. Thế nhưng không ngờ Lục Lâm Thiên lại ép huyết kiếm lão tổ tới đường cùng. Cuối cùng lại bị giới chủ linh vũ giới bắt đi. Lúc này dưới ánh mắt tràn ngập sát ý không thèm che giấu của đám người Lục Lâm Thiên. Đám người Cổ Kiếm Phong đột nhiên có cảm giác giống như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Chỉ cần có một cường giả đế cấp thì đám người Cổ Kiếm Phong thậm chí còn không có dũng khí chạy trốn. Trước mặt đế giả bọn họ sao lại không biết bọn họ không có cơ hội chạy thoát. Giết sạch toàn bộ Dư Nghiệt Thiên Kiếm Môn. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng lan tràn sát ý. Váy dài tung bay, thân ảnh lập tức xuất hiện trước mặt Nguyên Nhược Lan. Lục Tâm Đồng dẫn đầu ra tay, đám người Lục Lâm Thiên. Dương Quá, Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế cũng không có ý định ra tay. Chỉ bằng vào mấy người này của Thiên Kiếm Môn, nếu như bọn họ ra tay đối phó thì quả thực đã quá coi trọng đám người này còn không xứng. Tâm Đồng, để lại một người sống, còn có chút tác dụng. Lục Lâm Thiên cũng không định động thủ, ánh mắt hắn trầm xuống, có lẽ hắn cũng không muốn tự mình ra tay đánh chết Nguyên Nhược Lan kia. Chỉ tiếc người Thiên Kiếm Môn, hắn không có ý định buông tha. Cho nên lúc này hắn mới không ra tay. Vâng. Lục Tâm Đồng đáp, khói độc quanh thân lập tức khuếch tán. Dừng tay, Lục Lâm Thiên, ta xin ngươi dừng tay. Nhìn thấy Lục Tâm Đồng định ra tay, Nguyên Nhược Lan biến sắc, lớn tiếng hô. Sắc mặt đám người Cổ Kiếm Phong trắng bệch, trước mặt đế giả coi như bọn họ tự bạo hồn anh cũng không có tác dụng. Nguyên Nhược Lan, ngươi còn mặt mũi cầu xin ca ca ta. Ngay cả chất nữ của ta cũng dám bắt. Thiên Kiếm Môn nhất định phải bị diệt, chó gà không tha.
Lục Tâm Đồng không chút khách khí nói. Lục Lâm Thiên, xin ngươi, coi như đây là lần cuối cùng ta cầu ngươi, được chứ? Nguyên Nhược Lan lớn tiếng cầu khẩn, nàng biết rõ Lục Tâm Đồng tuyệt đối sẽ không khách khí với bất kỳ người nào của Thiên Kiếm Môn. Cho nên nàng chỉ có thể cầu khẩn Lục Lâm Thiên. Nguyên Nhược Lan, chúng ta đã không còn một chút quan hệ nào. Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức nhíu mày, thân ảnh tiến lên phía trước một bước. Nhìn thấy ca ca tiến lên đáp lời Nguyên Nhược Lan, ánh mắt Lục Tâm Đồng khẽ biến đổi, thân hình chậm rãi dừng lại, cũng không định ra tay ngay. Lục Lâm Thiên, Huyết Kiếm lão tổ đã bị bắt đi. Nhất định sẽ chết, những người còn lại của Thiên Kiếm Môn ta đã không có cách nào uy hiếp được ngươi và Phi Linh Môn. Ta cam đoan, chúng ta tuyệt đối sẽ không gây bất lợi với bất kỳ ai trong Phi Linh Môn, ngươi buông tha cho chúng ta một lần, được không? Ánh mắt Nguyên Nhược Lan chăm chú nhìn vào Lục Lâm Thiên, ánh mắt vô cùng phức tạp, trong lòng nàng đột nhiên có cảm giác cực kỳ khập khiễng. Từ lúc đại hội Tam Tông Tứ Môn, nàng vẫn đuổi theo bước chân của Lục Lâm Thiên, đến trận chiến ở Vạn Thú Tông khiến cho nàng có cảm giác nàng đã sắp bước tới gần Lục Lâm Thiên. Mà bây giờ Lục Lâm Thiên ở trước mặt nàng đã là một ngọn núi lớn mà nàng không có cách nào vượt qua. Quan trọng nhất là loại cảm giác ở trong hư không bí cảnh khiến cho trong lòng nàng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng rất nhiều. Mà bây giờ nàng biết rõ tất cả đều không có khả năng, từ khi Đoạn Kiếm lão tổ đánh chết Đông Vô Mệnh, nàng và hắn đã không có cách nào giống như khi trước nữa. Người chết mới khiến cho ta yên tâm. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, không có một chút do dự nào, nói. Bằng không ngươi giết ta đi, ta chết rồi hy vọng cuối cùng của Thiên Kiếm Môn cũng không có. Ngươi giết ta thả sư phụ và mấy vị trưởng lão ra. Được không? Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên nói. Cơ mặt Lục Lâm Thiên co rúm lại, ánh mắt chớp động, lạnh nhạt nói. Ta không định buông tha ngươi, về phần những người khác nhất định sẽ chết. Lục Lâm Thiên, ngươi thực sự không nể tình trước kia sao? Ít nhất chúng ta đã từng cùng chung hoạn nạn qua, ta cũng biết ngươi không nợ ta cái gì, thế nhưng ta cầu xin ngươi thả sư phụ ta. Hoặc là ta làm nô tỳ cho ngươi. Nguyên Nhược Lan lần nữa đau khổ cầu xin Lục Lâm Thiên, ngừng một cái, nàng cắn răng, lập tức nói. Cho dù là thân thể của ta, ta cũng nguyện ý đem thân thể này cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả sư phụ ta cùng với người Thiên Kiếm Môn. Thân thể của ta ngươi đã xem qua, cũng không kém bao nhiêu so với nữ nhân của ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vang lên khiến cho ánh mắt chúng đế giả biến hóa. Ai? Chỉ có mẫu đơn bất đắc dĩ than thở. Ta không cần. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lần nữa chấn động, ngừng một lát rồi lập tức nói. Lục Lâm Thiên dứt lời, ánh mắt Nguyên Nhược Lan ngốc trệ, vẻ mặt uể oải, nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Lục Lâm Thiên, chẳng lẽ từ trước tới nay ngươi chưa từng nghĩ tới ta sao? Nếu như bỏ qua quan hệ với Thiên Kiếm Môn, ta có thể giống như nữ nhân của ngươi không? Khi đó ngươi cũng đã ở trên người ta, ngươi không có ý gì với ta sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, khẽ nói. Trong lòng ta đương nhiên ngươi không bằng tất cả nữ nhân của ta. Về phần có ý với ngươi, ta thấy có lẽ ngươi còn nhiều hơn. Khục khục, thể mềm mại của Nguyên Nhược Lan lùi về phía sau một bước, ánh mắt xám như cho tàn, hai mắt ngốc trệ, lập tức cười rộ lên, thấp giọng nói. Ta hiểu rồi, tất cả đều do ta tự mình đa tình. Một bên tình nguyện mà thôi, không ngờ ta lại không lọt vào nửa con mắt của ngươi. Nữ nhân ồn ào, mặc kệ ngươi. Tính nhẫn nại của Lục Tâm Đồng không phải là quá tốt. Miệng khẽ quát một tiếng, thân ảnh lao thẳng về phía Cổ Kiếm Phong. Một đạo trưởng ấn bằng linh lực mang theo khói độc nhanh như thiểm điện đánh vào trong mi tâm Cổ Kiếm Phong. Siêu! Trưởng ấn xuyên thủng không gian, xuyên thủng qua mi tâm Cổ Kiếm Phong, mang theo một vật màu trắng đen. Thân thể Cổ Kiếm Phong lập tức sưng vù, đen kịt. Thân thể từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Sư phụ! Tất cả mọi chuyện quá nhanh, Lục Tâm Đồng ra tay. Bằng vào tu vi bây giờ Nguyên Nhược Lan khó có thể ngăn cản. Lúc mi tâm Cổ Kiếm Phong bị xuyên thủng, Nguyên Nhược Lan mới phục hồi tinh thần lại, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, thế nhưng trước người nàng đột nhiên có một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện, Lục Lâm Thiên đã ngăn cản trước mặt nàng. Siêu siêu! Cùng một thời gian, Lục Tâm Đồng đã tiếp tục ra tay, trên cánh tay ngọc thon dài có mấy đạo trưởng ấn nhanh chóng được ngưng tụ, khói độc cùng với linh lực lan tràn ra. Mấy trưởng lão còn lại của Thiên Kiếm Môn căn bản không có bất kỳ lực chống lại nào, bị Lục Tâm Đồng giơ tay nhấc chân xuyên thủng mi tâm,
thân thể hóa thành huyết vụ rơi xuống phía dưới. Siêu! Mấy trưởng lão của Thiên Kiếm Môn chỉ có một người được Lục Tâm Đồng để lại, người này nhanh chóng bị Lục Tâm Đồng cấm chế vào trong tay. Lục Lâm Thiên, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ tiếc giữ chúng ta sớm muộn cũng có ngày này. Tiếng quát vừa dứt, quanh thân Nguyên Nhược Lan lập tức có khí tức quỷ dị lan tràn ra chung quanh. Đồng thời một thanh trường kiếm lập tức xuất hiện trong bàn tay trắng như ngọc của nàng. Ông! Ma kiếm kêu lên một tiếng, quanh thân lập tức tràn ngập kiếm quang, lấy quanh thân nàng làm trung tâm, từng đạo kiếm khí sắc bén lan tràn. Trong khoảnh khắc có từng đạo kiếm quang từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Quanh thân được ma khí ngập trời bao phủ, giờ phút này không gian quanh thân Nguyên Nhược Lan tràn ngập khói đen, khiến cho tim mọi người đập nhanh. Trên khuôn mặt tinh xảo lúc này thoạt nhìn có chút xinh đẹp mà yêu tà. Lục Lâm Thiên nhìn Nguyên Nhược Lan trước mắt, thanh thế cực lớn của Nguyên Nhược Lan đối với Lục Lâm Thiên giờ phút này mà nói đã không còn bao nhiêu uy hiếp. Ánh mắt hắn nhảy lên, chớp động một hồi rồi nói. Thực lực của ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu như ngươi tự phế tu vi ta có thể tha mạng cho ngươi. Cho dù ngày hôm nay có chết trong tay ngươi thì ta cũng phải liều mạng với ngươi. Bộ váy dài màu tím của Nguyên Nhược Lan tung bay, toàn thân tràn ngập ma khí, thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển. Mái tóc sau đầu bay múa, quanh thân có vô số hư ảnh trường kiếm, mang theo khí thức cực kỳ tà dị, không ngừng từ trong cơ thể nàng chui ra. Nhưng vào lúc này, dưới sự phá hủy của Thái Cổ U Minh Viêm, một mảnh lớn không gian bị phá hủy thành hư vô, chỉ còn kiếm sơn cao Vepsilon T trong mây, vô cùng khổng lồ kia. Ầm ầm. Cả kiếm sơn này dường như đã bị thứ gì đó dẫn dắt, đột nhiên run lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Ngay lúc đó kiếm sơn ầm ầm vang vọng, tạo thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không trung. Vô số kiếm quang chằng chịt, kiếm khí lạnh lẽo tràn ngập không gian. Trên ngọn núi Vạn Kiếm Tề Minh, vô số lợi kích lúc này giống như rời núi, khí tức kinh người tràn ngập thiên địa. Ma kiếm làm chủ, điều khiển vạn kiếm. Một tiếng quát từ trong miệng Nguyên Nhược Lan vang lên. Ma kiếm lần nữa có động tĩnh, tiếng sấm minh vang lên. Trong giây lát cả không gian gió nổi mây phun, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng. Trong chớp mắt, cả kiếm sơn khổng lồ lần nữa run lên, tựa như một đầu kiếm long ngẩng đầu lên trời. Cả không gian lúc này tràn ngập âm thanh quỷ khóc thần sầu, khắp nơi tràn ngập ma khí. Cả kiếm sơn khổng lồ lập tức run run, rốt cuộc tới tình trạng không có cách nào áp chế. Vô số trường kiếm giống như núi lửa phun trào. Từ trên kiếm sơn bắn ra. Giống như sống lại, kiếm khí bàng bạc bắn ra ngoài, đất rung núi chuyển, vạn kiếm tề phát. Trong nháy mắt vô số trường kiếm rậm rạp, chằng chịt lao ra khỏi kiếm sơn, hội tụ tạo thành một vòng xoáy. Kiếm khí sắc bén bàng bạc xé rách không gian, khí thế vạn kiếm tề phát tràn ngập thiên địa. Ông ông! Vạn kiếm tề minh, tạo thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không trung. Lục Lâm Thiên! Ngày hôm nay chúng ta cắt đứt quan hệ, chết trong tay ngươi đối với ta mà nói cũng là một loại giải thoát. Nguyên Nhược Lan lơ lửng trên không trung, toàn thân được ma khí bao phủ, ma kiếm vung lên, lợi kiếm phô thiên cái địa lập tức phóng về phía Lục Lâm Thiên. Siêu siêu! Vô số lợi kiếm phô thiên cái địa tựa như vật còn sống, khí tức sắc bén vô cùng lan tràn ra, lập tức phóng tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Kiếm khí sắc bén khủng bố xé rách không gian tạo thành vết nứt đen kịt. Tu vi vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, thực lực lúc này không ngờ lại có thể so với đế cấp nhất trọng A. Nguyên Nhược Lan này quả thực bất phàm. Nếu như Nguyên Nhược Lan này không phải là người của Thiên Kiếm Môn thì tốt biết mấy. Nếu như vẫn là quả thực là đáng tiếc. Nhìn Nguyên Nhược Lan ra tay, Dương Đỉnh Thiên, Vân Thủy Đế Tiên, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế rung động. Tự nhiên bọn họ có thể nhìn thấy chỗ bất phàm của Nguyên Nhược Lan. Mắt nhìn vô số lợi kiếm dập dạp chằng chịt xuyên thủng không gian trước mặt, Lục Lâm Thiên chỉ khẽ nhíu mày, quanh thân có khí tức vô hình bắt đầu lan tràn ra. Ầm ầm. Mà giờ phút này trên bầu trời đột nhiên vang vọng tiếng sấm. Nghe tiếng sấm này, ánh mắt đám người Dương Đỉnh Thiên, Dương Quá, Mẫu Đơn và mọi người lập tức nhìn lên trên không trung. Mọi người ngẩng đầu, trên bầu trời đêm lúc này đã phong vân biến sắc, vô số mây đen dày đặc kéo tới, cả thiên địa run run. Siêu siêu. Phong vân biến sắc, lúc này không gian đột nhiên lờ mờ, trong không gian lờ mờ này đột nhiên có vô số quang mang màu vàng giống như từ trên 9 tầng trời tuôn ra. Kim quang giống như mặt trời ban trưa, vô cùng rực rỡ. Chỉ một thoáng, cả thiên địa giống như mặt trời lên cao,
khí tức sắc bén, lạnh lẽo tới cực điểm lan tràn. Năng lượng thuộc tính kim tràn ngập, Lục Lâm Thiên lơ lửng trên không trung. Cả không gian tràn ngập kim quang rực rỡ, quang mang màu vàng bàng bạc vô cùng bao phủ lấy thân thể hắn. Vô số lỗ chân lông trên người dường như cũng đang có kim quang tuôn ra. Lúc này dường như cả trăng sao trên trời cũng bị biến hóa. Trên không trung, ánh mắt đám người Dương Đỉnh Thiên, Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế cùng những người khác nhìn lên không trung. Giờ phút này ngay cả bọn họ cũng cảm thấy bất an, đều bị uy áp cực lớn. Tại sao lại mạnh như vậy? Đặc biệt là Dương Đỉnh Thiên, ánh mắt hắn vô cùng kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được thực lực của Lục Lâm Thiên lúc này ngay cả hắn sợ rằng cũng khó có thể đối phó được. Ta nói rồi, ngươi không còn là đối thủ của ta nữa. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, lơ lửng đứng trên không trung. Ống tay áo màu xanh ở trong không gian tràn ngập kim quang lúc này dường như cũng bị nhuộm vàng. Trường bào tung bay, quang mang màu vàng trong không gian cuồn cuộn, bao phủ vô số lợi kiếm của Nguyên Nhược Lan. Trong chớp mắt, trong không gian tràn ngập khí tức sắc bén, vô số lợi kiếm rậm rạp chằng chịt trong khoảnh khắc bị phá hủy. Vô số lợi kiếm xé rách không gian trong giây lát bị Lục Lâm Thiên giơ tay nhấc chân phá hủy. Ngay cả góc áo của Lục Lâm Thiên cũng không bị chấn động. Phụt! Vạn kiếm bị phá hủy, trong giây lát Nguyên Nhược Lan phun ra máu tươi, sắc mặt trong khoảnh khắc trắng bệch. Nhưng mà giờ phút này trên không trung sau lưng Nguyên Nhược Lan, dường như đang có mây đen kéo tới. Lấy tâm ngự kiếm, mà kiếm diệt không. Mái tóc Nguyên Nhược Lan tung bay, y phục bồng bềnh, mười ngón tay uốn lượn. Dứt lời, không gian run run không ngừng, ngàn vạn kiếm ảnh hư ảo quanh thân mang theo khói đen ngập trời lập tức phóng về phía Lục Lâm Thiên. Vô số hư ảnh lợi kiếm không có cách nào ức chế, mà khí ngập trời ngưng tụ xuyên thủng không gian tạo thành một quỹ tích nhất định nào đó. Siêu siêu, ngàn vạn hư ảnh lợi kiếm lần nữa phóng tới. Không biết tự lượng sức mình. Lục Lâm Thiên lần nữa phất tay, áo bào xanh quét ngang, kim quang trong thiên địa bắt đầu khởi động. Siêu siêu, kim quang khởi động, vô số kiếm ảnh hư ảo do Nguyên Nhược Lan thúc dục ra dưới kim quang lập tức hóa thành hư vô. Trong miệng Nguyên Nhược Lan lần nữa phun ra máu tươi, ánh mắt tràn ngập ma khí, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, làn da toàn thân nhúc nhích, cả thân thể được ma khí ngập trời bao phủ. Thoạt nhìn lạnh lùng mà yêu tà, còn có một tia quỷ dị không nói rõ lên lời. Chung quanh thân thể là khói đen lượn lờ, khiến cho mọi người nhìn vào cảm thấy tim đập nhanh hơn vài phần. Nhưng vào lúc này, không biết từ khi nào sau lưng Nguyên Nhược Lan đã có mây đen ngập trời kéo tới. Không gian đột nhiên đen kịt, giống như thiên địa đột nhiên lâm vào trong bóng tối vậy. Ầm ầm, trên không trung, tiếng sấm minh vang vọng, trong không gian đen kịt bỗng nhiên có một đạo quang trụ khổng lồ từ trên trời cao phóng xuống, sau đó bao phủ lấy thân thể của Nguyên Nhược Lan. Cả thiên địa lúc này mặt đất lắc lư, trong sơn mạch, mặt nước cuồn cuộn, sóng to gió lớn, khí tức kinh khủng lan tràn khiến cho lòng người run rẩy, chấn động nhân tâm. Ma khí trên người Nguyên Nhược Lan cuồn cuộn lan tràn, quanh thân có năng lượng vô hình phóng lên trời, hô ứng với thiên địa, tiếng sấm minh ầm ầm vang vọng không ngừng. Dị tượng thiên địa, Nguyên Nhược Lan lại thành đế lúc này, có lẽ trước kia luôn có tâm ma gì đó ngăn cản cho nên mới không có cách nào đột phá. Không ngờ trong lúc chiến đấu với Lục Lâm Thiên lại có thể đột phá thành đế. Đột phá trong lúc giao thủ với Lục Lâm Thiên, có lẽ tâm ma này có quan hệ với Lục Lâm Thiên. Dương Đỉnh Thiên, Hàng Băng Đại Đế lập tức rung động lên tiếng. Lúc này cả không gian run rẩy, tiếng sấm vang vọng không ngừng. Có dị tượng thiên địa, chẳng lẽ có biến cố? Lúc này ở phía xa có một đạo thân ảnh xé rách không gian phóng tới, ánh mắt nhìn về phía trước lập tức biến hóa. Thân ảnh xé rách không gian lần nữa nhanh chóng phóng tới. Không ngờ lúc này lại đột phá thành đế. Lục Lâm Thiên nhìn Nguyên Nhược Lan trước mắt, lúc này trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ Nguyên Nhược Lan lại đột phá thành đế lúc này. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên do dự, có nên lập tức ra tay hay không, không nên để cho nàng ta bất kỳ cơ hội nào. Ầm ầm, cả không gian ầm ầm run rẩy, không bao lâu sau. Khí tức khủng bố bắt đầu phai nhạt, mây đen che khuất bầu trời bắt đầu tản đi. Trên không trung, lúc này Nguyên Nhược Lan lơ lửng đứng đó, khí tức trên người khiến cho người ta rung động. Cỗ khí tức này so với vừa rồi không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đế giả và tôn cấp cửu trọng đỉnh phong tuyệt đối là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nguyên Nhược Lan, thứ ta có thể làm chỉ có thể là phế bỏ tu vi,
giữ lại tính mạng cho ngươi mà thôi. Lục Lâm Thiên khẽ than, Nguyên Nhược Lan tuyệt đối không thể lưu lại. Nếu không hậu hoạn vô cùng, vì Phi Linh Môn, Lục gia và những người thân bên cạnh hắn, Lục Lâm Thiên biết rõ mình nên làm cái gì. Thân ảnh hắn lóe lên, kim quang đại thịnh, lao thẳng về phía Nguyên Nhược Lan. Ai, hủy thì quá đáng tiếc. Lúc này trên không trung đột nhiên có một tiếng than nhẹ vang lên. Một đạo thân ảnh cùng lúc đột nhiên xuất hiện trước người Nguyên Nhược Lan, người này khẽ phất tay một cái, thân ảnh mang theo Nguyên Nhược Lan trong nháy mắt biến mất trong không gian. Dưới tốc độ như vậy, đám người Hàn Băng Đại Đế, Mẫu Đơn chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh mơ hồ, mà ngay cả Dương Đỉnh Thiên cũng không phải là ngoại lệ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Thậm chí ngay cả khí tức cũng không cảm nhận ra được. Siêu! Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa mới xuất hiện tại nơi Nguyên Nhược Lan vừa mới đứng thì Nguyên Nhược Lan đã sớm biết mất không thấy gì nữa. Trong sát na vừa rồi rõ ràng Lục Lâm Thiên đã nhìn thấy đạo tàn ảnh kia xuất hiện, thế nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người này mang Nguyên Nhược Lan rời đi, hắn bất lực. Đạo thân ảnh này vô thanh vô tức xuất hiện, lập tức mang đi Nguyên Nhược Lan. Tất cả chỉ trong tích tắc, vô thanh vô tức, chỉ để lại một đạo tàn ảnh trong mắt mọi người. Khí tức cũng không có, bộ dáng cũng không. Siêu siêu. Không gian lần nữa bị xé rách ở hai phía. Ba đạo thân ảnh và Bắc Cung Vô Song xuất hiện, khí tức mạnh mẽ lan tràn. Một người là Bắc Cung Kình Thương, người thứ hai là một đại hán mặc áo xanh lục, làn da trắng nõn, toàn thân tỏa ra khí tức sinh cơ bàng bạc. Người này chính là Thiên Mộc Thần Thụ. Mà lão giả cuối cùng mặc trường bào ánh mắt thâm thúy vô cùng, khí tức vô hình khiến cho người rúng động. Mà ở không gian bên phải, người vừa mới xuất hiện là Độc Cô Cảnh Văn cùng Nam Thúc, còn có Độc Cô Ngạo Vũ cao ngất, khí chất bất phàm. Mặt khác còn có một lão giả mặc trường bào khác cũng xuất hiện. Cả không gian lặng lẽ xảy ra biến hóa, trong lúc vô thanh vô tức ảnh hưởng tới năng lượng thiên địa. Hai người thật mạnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhìn về phía hai lão giả mặc trường bào của Độc Cô gia tộc và Bắc Cung gia tộc. Hai người này khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác thực lực tuyệt đối mạnh hơn Huyết Kiếm Đại Đế. Lâm Thiên, chàng không sao chứ? Bắc Cung Vô Song cùng với Độc Cô Cảnh Văn xuất hiện, nhanh chóng đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Ta không sao. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, nhìn người Độc Cô gia tộc và Bắc Cung gia tộc tới, hắn không khó suy đoán ra, sợ rằng Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn và Nam Thúc tạm thời trở về tộc tìm cứu viện. Tất cả đế giả trên đại lục nghe rõ cho ta. Sau 3 năm tất cả đúng giờ tiến vào thiên chủng, ai không vào thì giết không tha. Lúc này một âm thanh cổ xưa mà thê lương vô thanh vô tức vang vọng trong không gian. Ở trong thiên địa này chỉ có đế giả mới có thể nghe thấy đạo âm thanh này. Trong Thiên Kiếm Sơn Mạch bị tàn phá có không ít người biến sắc. Bắc Cung Hoàng Tộc, Độc Cô Hoàng Tộc, Dương Đỉnh Thiên, Vân Thủy Đế Tiên, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song. Thân thể cả đám run lên, ánh mắt ngưng trọng tới tận cùng. Đế giả triệu hoán đã bắt đầu. Đế giả triệu hoán, ác mộng của tất cả đế giả sắp bắt đầu. Trong thiên địa, không ít thân ảnh cho dù là đang bế quan cũng khẽ thở dài. Không có ai biết, trong thiên địa, ở giữa một hải vực mênh mông có một ngọn tháp cực lớn nhô lên trên mặt nước. Dưới trời xanh lúc này xuất hiện một đạo thân ảnh tập tễnh, thân thể mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện. Trên người có khí tức cổ xưa, trường tồn với thời gian lan tràn ra. Ánh mắt của lão giả tập tễnh này nhìn xuống phía dưới, thì thào nói. Nhiều năm trôi qua như vậy, hy vọng lần này có thể thành công. Cần phải thành công mới được, bằng không bên kia sẽ ngày càng khó khăn. Hắn còn cần thời gian phát triển, không thể tiếp tục kéo dài. Bên đối phương đã xuất hiện không ít thế hệ tuyệt đỉnh. So với tiểu gia hỏa kia ít nhất hiện tại còn cường hãn hơn nhiều. Trên trời cao lại vang lên một âm thanh già nua. Chỉ nghe thấy tiếng người này mà không thấy bóng dáng đâu. Lão giả tập tễnh ngẩng đầu nhìn lên trên không trung nói. Chẳng lẽ ngươi dám hoài nghi lão nhân gia sao? Lão nhân gia tự nhiên ta không dám hoài nghi. Thế nhưng có lẽ ngươi cũng biết, đám người trẻ tuổi của đối phương mạnh bao nhiêu a? Cho dù là chúng ta, thì cũng không mạnh hơn đám người trẻ tuổi của đối phương bao nhiêu. Trên trời cao lại vang lên đạo âm thanh kia. Lão giả tập tễnh nhíu mày, lập tức nói. Cuối cùng tiểu tử này có thể đi tới mức nào thì còn cần phải tôi luyện. Người mà lão nhân gia tìm ra, có lẽ người đã sớm có sắp xếp. Ta cũng hy vọng là như vậy. Âm thanh trên trời cao dường như càng ngày càng xa. Ta cũng nên trở về,
lười biếng lâu như vậy, thật sự không có cách nào thoát thân. Hy vọng cửa ải cuối cùng này tiểu gia hỏa kia có thể thuận lợi thông qua a. Cửa ải cuối cùng. Mãi một lúc lâu sau, lão giả Tập Tĩnh mới thì thào nói nhỏ. Thân ảnh chậm rãi biến mất trong mây mù, giống như chưa từng xuất hiện qua. Sau đó cả đại điện khổng lồ lập tức biến mất trong không gian tràn ngập sương mù. Sáng sớm, trong Phi Linh Sơn mạch dường như còn được phủ một tấm lụa mỏng, liếc nhìn lại giống như tiên cảnh. Gió sớm thổi qua, mang theo hàn ý lạnh lẽo. Trong đại điện Phi Linh Môn giờ phút này chỉ có đám người Lục Lâm Thiên, Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế, Bắc Cung Vô Song, Nam Thúc, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Tâm Đồng, Mẫu Đơn cùng với Bắc Cung Kình Thương, Thiên Mộc Thần Thụ, Độc Cô Ngạo Vũ, còn có hai lão giả mặc trường bào kia. Sau khi mọi người giới thiệu nhau, Lục Lâm Thiên mới biết được lão giả mặc trường bào của Bắc Cung gia tộc gọi là Bắc Cung Tinh Mộc. Lão giả mặc trường bào của Độc Cô gia tộc gọi là Độc Cô Hồn Long. Được nhị nữ Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn vụ y gờ trộm thông báo, Lục Lâm Thiên mới biết rõ, Bắc Cung Tinh Mộc và Độc Cô Hồn Long này đều là cường giả đế cấp ngũ trọng. Lúc ở Thiên Kiếm Sơn Mạch mọi người đều nghe thấy đế giả triệu hoán, cho nên mọi người cũng không ở lại Thiên Kiếm Sơn Mạch bao lâu mà lập tức trở về Phi Linh Môn. Sau khi Độc Cô Ngạo Vũ và Bắc Cung Kình Thương nghe thấy đế giả triệu hoán, dường như cũng có chuyện muốn nói với Lục Lâm Thiên. Dương Đỉnh Thiên và Vân Thủy Đế Thiên không đi theo, bọn họ biết rõ những hoàng tộc như Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc đều không muốn dính dáng tới thế lực ngoại giới, đồng thời còn khinh thường có quan hệ. Cho dù Dương Đỉnh Thiên và Độc Cô Hồn Long có chút giao tình nho nhỏ, thế nhưng Dương Đỉnh Thiên cũng không đi tới Phi Linh Môn, mà lại còn chủ động trở lại Vân Dương Tông. Sau khi Lục Lâm Thiên ôm quyền từ biệt với Dương Đỉnh Thiên mới cùng đám người Độc Cô Ngạo Vũ, Bắc Cung Kình Thương trở lại Phi Linh Môn. Về tới nơi đã là sáng sớm. Trong đại điện, sau khi Lục Lâm Thiên hành lễ sau, tất cả đế giả đều ngồi xuống. Trên đường trở về, Lục Lâm Thiên cũng nói ra một chút đại khái về việc Lục Lâm Thiên đổi Vô Tự Thiên Thư, đại chiến với Huyết Kiếm Đại Đế, rồi chuyện Nguyên Nhược Lan được một người thần bí cứu đi. Quá trình bên trong, Vô Tự Thiên Thư được trao đổi, cuối cùng Huyết Kiếm bị giới chủ Linh Vũ giới mang đi. Mọi người nghe vậy lập tức biến sắc, không ít người còn đau lòng. Vô Tự Thiên Thư quan trọng ra sao, ngoại trừ Mẫu Đơn, Lục Tâm Đồng, Dương Quá Gia, những người khác đều hiểu rõ trong lòng. Lục Lâm Thiên có thể trà đạp Huyết Kiếm Đại Đế khiến cho chúng đế kinh ngạc. Mà ngay cả hai người Độc Cô Hồn Long và Bắc Cung Tinh Mộc dường như cũng không thể tin được. Bọn họ còn tưởng rằng Lục Lâm Thiên đang cố ý nói giỡn. Thực lực của Huyết Kiếm Đại Đế tuy rằng bọn họ không quá rõ ràng, thế nhưng cũng biết rõ một ít. Cường giả bên ngoài có thể khiến cho bọn họ để ý chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyết Kiếm cũng nằm trong phạm vi chú ý của bọn họ. Huống chi Huyết Kiếm là Vũ Đế tứ trọng, thực lực không cần phải nói. Bởi vậy hai người càng không dám tin. Rồi cường giả thần bí hiên ngang mang Nguyên Nhược Lan đi khiến cho mọi người không có cách nào hiểu được. Thế nhưng mọi người đều có thể cảm giác được đạo tàn ảnh kia mặc dù không có một chút khí tức nào, thế nhưng trong lúc vô hình có khí tức khiến cho người ta không có cách nào kháng cự quanh quẩn trong không gian. Có lẽ là một tồn tại mà mọi người không có cách nào đỡ upsilon.ng chạm được. Cường giả mang Nguyên Nhược Lan đi khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên mơ hồ bất an. Lâm Thiên, Vô Tự Thiên Thư của con lúc này lại rơi vào trong tay Linh Vũ giới kia. Có thể nói là thất sách a. Đế giả triệu hoán sắp tới, những đế giả như chúng ta đều phải đi vào thiên trùng. Vô Tự Thiên Thư vô cùng quan trọng. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, khí tức hoàng giả, bế nghệ thiên hạ của Bắc Cung Kình Thương làn tràn, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên cực kỳ đau lòng, miệng khẽ thở dài. Nhạc phụ, chẳng lẽ Vô Tự Thiên Thư có liên quan rất lớn tới đế giả triệu hoán sao? Lục Lâm Thiên hỏi, nghe đạo âm thanh cổ xưa kia, cái gọi là đế giả triệu hoán tiến vào thiên chủng là gì Lục Lâm Thiên cũng không biết. Chứ đừng nói quan hệ giữa Vô Tự Thiên Thư và đế giả triệu hoán. Thiên chủng có quan hệ vô cùng lớn với Vô Tự Thiên Thư. Có lời đồn rằng sau khi hội tụ đủ 9 bản Vô Tự Thiên Thư là có thể tìm thấy bí mật trọng đại trong thiên chủng. Liên quan tới bí mật phá toái hư không cổ xưa trên đại lục. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Lâm Thiên, trên khuôn mặt vốn khí khái hào hùng lúc này cực kỳ ngưng trọng. Bên trên trường bào có thêu một ít hoa văn đơn giản. Phá toái hư không, còn có liên quan tới thiên chủng sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên bất định. Cái gì gọi là đế giả triệu hoán? Con mắt màu đỏ của Mẫu Đơn khẽ đổi, nhìn mọi người hỏi.
nàng mới từ trong hư không bí cảnh đi ra, đối với tất cả chuyện bên ngoài nàng đều không quá rõ ràng. Đế giả triệu hoán, tiến vào trong thiên chủng, ta cũng không biết là chuyện gì. Lục Tâm Đồng cũng nhìn về phía mọi người, nàng cũng không biết chuyện này. Đương nhiên, Lục Tâm Đồng giống như mẫu đơn đều không rõ chuyện này. Còn có Dương Quá và Lục Lâm Thiên nữa. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Lục Lâm Thiên thành đế quá sớm, nhiều chuyện trên đại lục này bọn họ cũng không quá rõ. Lâm Thiên, lúc này ta sẽ nói kỹ cho ngươi một chút. Thực lực trước kia của ngươi không đủ để biết rõ nhiều chuyện. Biết rõ càng nhiều sẽ ảnh hưởng với tâm cảnh và tu luyện của ngươi. Nam Thúc nói với Lục Lâm Thiên. Lập tức từ trong miệng nghĩa phụ Nam Thúc, Lục Lâm Thiên đã biết được cái gì gọi là đế giả triệu hoán. Cái gọi là đế giả triệu hoán trên đại lục này đã có vô số năm. Tục truyền từ thời viễn cổ, từ lúc nhân loại xuất hiện đã có chuyện này. Vô luận là linh vật trời sinh hay là thú tộc, chỉ cần tới đế giả đều không thể tránh khỏi đế giả triệu hoán. Nhưng là ở chỗ, người đi vào thiên chủng chưa từng có ai trở ra. Đối với tất cả đế giả mà nói, bọn họ không lo lắng tới chuyện còn bao nhiêu thọ nguyên. Đế giả chuyện hoán này mới chính là ác mộng của bọn họ. Tất cả cường giả đế cấp sau khi bước vào đế cấp đều đem tâm tư mình chú ý tới chuyện đế giả chuyển hoán. Cho nên bên ngoài cũng không thấy được đế giả xuất hiện. Tu vi đạt tới đế giả, có thể nói người có tu vi càng cao càng không muốn chết. Đế giả triệu hoán mới là chuyện mà những đế giả này quan tâm nhất. Thậm chí tổn tiên của thập đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc lúc trước đều đã tiến vào trong thiên chủng rồi không trở về. Tại sao lại có đế giả triệu hoán? Trong thiên chủng có cái gì cũng không có ai biết rõ cụ thể. Bên ngoài có không ít lời đồn, đế giả triệu hoán tiến vào trong thiên chủng, một khi tiến vào bên trong nhất định sẽ chết. Thế nhưng cũng vẫn còn một đường sinh cơ. Đây chính là cơ duyên lớn lao nhất trong trời đất. Chỉ tiếc những năm qua đã có mấy lần đế giả triệu hoán trôi qua. Đế giả đi vào tính hàng trăm, thế nhưng chưa từng có người nào đi ra. Càng không có ai biết được rốt cuộc có cơ duyên lớn gì hay không. Chuyện viễn cổ và thượng cổ, nghe nói thời đó còn có đế giả nhiều hơn. Cũng bởi vì đế giả triệu hoán này cho nên số lượng đế giả trên đại lục càng ngày càng ít. Lục Lâm Thiên nghe vậy ánh mắt khẽ đổi, ngẩng đầu nhìn qua Nam Thúc hỏi. Nghĩa phụ, người phát ra đế giả triệu hoán là người phương nào? Tiến vào thiên chủng, người khống chế thiên chủng này là ai? Người phát ra đế giả triệu hoán và khống chế thiên chủng đều là một người thần bí. Chưa từng có ai gặp qua người này. Chỉ biết người này không đâu không có mặt, dường như biết tất cả mọi chuyện trên đại lục, đế giả ở trước mặt hắn chỉ giống như con sâu cái kiến. Dễ dàng bị đánh chết, tất cả mọi người đều gọi hắn là Thiên Đế Đại Nhân. Độc Cô Ngạo Vũ chen vào nói với Lục Lâm Thiên. Ở thời viễn cổ, có đế giả phản kháng, thế nhưng không có ngoại lệ, lập tức bị đánh chết giống như giết một con kiến. Cuối cùng không có bất kỳ ai dám phản kháng. Bắc Cung Kình Thương nói. Nhưng mà thiên đế tồn tại từ thời viễn cổ tới nay chưa từng nhúng tay vào bất kỳ chuyện nào trên đại lục. Chỉ phụ trách đế giả triệu hoán tiến vào thiên chủng, mặt khác còn ra lệnh hai chuyện. Còn có hai chuyện gì vậy? Lục Lâm Thiên lập tức hỏi Bắc Cung Kình Thương. Chuyện thứ nhất chính là thời điểm viễn cổ hạn chế thập đại hoàng tộc không được nhúng tay vào chuyện trên đại lục. Bắc Cung Kình Thương nói. Tại sao người này lại làm vậy? Lục Lâm Thiên vô cùng nghi hoặc hỏi. Bởi vì tổ tiên thập đại hoàng tộc khi trước liên thủ đối phó với thiên đế, chỉ tiếc là cuối cùng nghe nói cũng thất bại. Cho nên từ đó về sau thập đại hoàng tộc bí quản chế, không được nhúng tay vào bất kỳ chuyện nào trên đại lục. Về sau thập đại hoàng tộc bị người ta xúc phạm cuối cùng đều bị đánh chết, mãi đến khi không còn ai dám xúc phạm nữa. Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương vô cùng ngưng trọng, tất cả các đại hoàng tộc những năm này đều đang đợi đế giả triệu hoán. Mà 3 năm sau... rốt cuộc đế giả triệu hoán cũng tới. Ánh mắt Lục Lâm Thiên vô cùng ngưng trọng, khóe mắt run rẩy. Tổ tiên của thập đại hoàng tộc thời viễn cổ khủng bố bực nào, 10 người liên thủ cũng không thể đối phó được thiên đế đại nhân. Thực lực của thiên đế đại nhân kia rốt cuộc đã đạt tới tình trạng nào? Từ thời viễn cổ tới nay có phải chỉ có một thiên đế đại nhân hay không? Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, nếu như thiên đế là cùng một người, vậy thì thực lực khủng bố ra sao không cần phải nói. Bắc Cung Kình Thương lắc đầu nói. Chuyện này không có ai biết được, thiên đế là ai, bộ dáng ra sao chưa từng có ai biết được. Vậy thì chuyện thứ hai thì sao? Lục Lâm Thiên tiếp tục hỏi. Bắc Cung Kình Thương nói.
Chuyện thứ hai chính là bố trí một lệnh cấm khác gần đây. Người có tu vi đế cấp không được ra tay với người có tu vi dưới đế cấp. Đế giả của Hóa Vũ Tông vì đối phó với người phi linh môn ngươi mà đã bị Thiên Đế đại nhân ra tay đánh chết. Xương cốt không còn, thân thể tan thành mây khói. Thiên Đế rốt cuộc là người như thế nào? Thiên chủng là nơi ra sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên hiện tại cũng không có cách nào biết được, cho dù nghĩ nát óc cũng không ra. Đột nhiên trong đầu lóe lên, sư phụ Chí Thánh Đại Đế khi trước bị nhốt trong một nơi, linh hồn phân thân mang theo thân thể chạy ra. Chủ thể linh hồn cũng bị vây khốn ở bên trong, người còn nói chờ sau khi hắn đột phá đế cấp, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết rõ. Tất cả những ai tới đế cấp đều không trốn thoát khỏi chuyện kia. Lúc này Lục Lâm Thiên ngẫm lại, tất cả đế giả trốn không thoát, khả năng lớn nhất chính là thiên chủng. Chủ hồn của sư phụ Chí Thánh Đại Đế hiện tại chắc chắn ở trong thiên chủng. Lâm Thiên, trước kia ta cũng không hy vọng ngươi đột phá nhanh như vậy là bởi vì thiên chủng. Tiến vào thiên chủng tương đương với việc tiến vào không có trở ra a. Nam Thúc khẽ than, hắn đã sớm biết rõ đế giả triệu hoán, bởi vậy trong lòng không ngừng mâu thuẫn. Kỳ thật thiên chủng cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng rời khỏi. Cũng không cần phải bi quan như vậy. Trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này phán đoán, sư phụ Chí Thánh Đại Đế hơn phân nửa tiến vào trong thiên chủng. Sư phụ Chí Thánh Đại Đế có thể khiến cho linh hồn phân thân và thân thể đi ra, đồng nghĩa với việc còn có một đường sinh cơ. Lục Lâm Thiên, thiên chủng không phải là một nơi bình thường. Vô cùng hung hiểm, lúc trước tổ tiên thập đại hoàng tộc cũng không thể đi ra được. Độc Cô Hồn Long nói với Lục Lâm Thiên, đối với lời nói Lục Lâm Thiên rõ ràng có chút khinh thường. Trong lòng hắn cho rằng Lục Lâm Thiên này ỷ vào thiên phú và bổn sự mà không biết trời cao đất rộng. Thiên chủng này hắn chưa vào, đương nhiên khi nói những lời này sẽ bị coi là lớn miệng một chút. Lâm Thiên, thiên chủng vô cùng nguy hiểm, người không thể không chú ý. Độc Cô Ngạo Vũ lập tức nhắc nhở Lục Lâm Thiên, dường như cảm thấy Lục Lâm Thiên đã quá coi thường thiên chủng. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ suy nghĩ của mọi người, hắn cười nhạt một tiếng rồi nói. Chư vị, tiểu tử không ăn nói lung tung, nếu như ta đoán không sai, một trưởng bối sư môn của ta đã từng đem một đạo linh hồn phân thân rời khỏi thiên chủng. Cũng cảm nhận được chủ hồn bị giam cầm, còn chưa tiêu tán. Nghe vậy đám người Độc Cô Hồn Long, Bắc Cung Tinh Mộc, Bắc Cung Kình Thương, Độc Cô Ngạo Vũ biến sắc. Lâm Thiên, chuyện này có thật không? Độc Cô Ngạo Vũ lập tức hỏi, kể cả nhị nữ Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn lúc này cũng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Hẳn là như vậy. Lâm Thiên, con nói trưởng bối sư môn không phải là vị trưởng bối có quan hệ với Hắc Sát Giáo đó chứ? Thánh Thủ Linh Đế nghi hoặc, đối với chuyện Lục Lâm Thiên và Hắc Sát Giáo hắn vẫn đang nghi ngờ, cũng không quá hiểu rõ. Không phải. Lục Lâm Thiên lắc đầu, sư phụ Chí Thánh Đại Đế không có bất kỳ quan hệ nào với Hắc Sát Giáo. Chư vị, kỳ thực gia sư cũng từng đi vào thiên chủng. Hơn nữa còn toàn thân trở ra. Chỉ tiếc là cuối cùng cũng vẫn lạc, thế nhưng chính xác là người rời khỏi được thiên chủng. Dương Quá do dự một chút rồi ngẩng đầu nhìn mọi người nói. Dương Quá, kỳ thực ta vẫn muốn hỏi, sư phụ ngươi hẳn là bất bại kiếm đế 3 vạn năm trước. Độc Cô gia tộc ta có ghi lại trong tay hắn có một thanh thần kiếm, cực kỳ giống thanh kiếm trong tay ngươi hiện tại. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Dương Quá. Ba huynh muội Lục gia quật khởi khiến cho các đại hoàng tộc không nhàn rỗi, lai lịch của sư phụ ba người đã sớm điều tra kỹ càng. Đúng vậy, Dương Quá chính là đệ tử thân truyền duy nhất của bất bại kiếm đế 3 vạn năm trước. Nam Thúc gật đầu, xác định sư phụ của Dương Quá với Độc Cô Ngạo Vũ. Từ trong miệng Kim Huyền hắn đã sớm biết được một chút chuyện. Thì ra là đệ tử thân truyền của bất bại kiếm đế, khó trách thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Nghe vậy đám người Độc Cô Hồn Long. Bắc Cung Tinh Mộc nhìn về phía Dương Quá, ánh mắt tràn ngập sự kính nể. Bất bại kiếm đế 3 vạn năm trước cả đời chưa từng có một lần bại. Dùng một thanh thần kiếm quét ngang cường giả trong thiên hạ. Mà ngay cả người mạnh nhất thập đại hoàng tộc lúc ấy cũng chỉ ngang tay với bất bại kiếm đế. Không có bất kỳ ai có thể chiếm được tiện nghi. Việc này trên tư liệu của thập đại hoàng tộc có ghi lại. Cũng là một trong những cường giả ít ỏi bên ngoài mà thập đại hoàng tộc kính trọng thời bấy giờ. Bên trong chúng cường giả mà thập đại hoàng tộc để ý tới, danh tự của bất bại kiếm đế tuyệt đối ở vị trí đầu tiên. Thậm chí không ít hoàng tộc còn có tổ huấn, ngàn vạn lần không được trêu vào bất bại kiếm đế hoặc là truyền nhân của hắn.
Thập đại hoàng tộc luôn xem thường người ngoài cũng phải đặt bất bại kiếm đế ở vị trí ngang hàng. Mà lúc này nghe thấy Dương Quá là truyền nhân của bất bại kiếm đế, lại là đệ tử thân truyền duy nhất, đối với hai người Bắc Cung Tinh Mộc và Độc Cô Hồn Long mà nói, thiên phú và thực lực của Dương Quá như hiện tại là đương nhiên. Tuyệt đối xứng với thân phận của Dương Quá. Theo lời Kim Huyền sư thúc của ta nói ra, sư vẫn là có liên quan tới thiên chủng. Sư phụ chạy khỏi thiên chủng không bao lâu thì vẫn lạc. Về phần mọi chuyện trong thiên chủng Kim Huyền thúc đã hỏi mấy lần, thế nhưng sư phụ lại không nói tới một chữ. Dương Quá nói, trưởng bối của sư môn tiểu tử cũng không nói tới một chữ. Chỉ nhắn lại bất luận đế giả nào cũng không thoát khỏi một cửa kia. Lục Lâm Thiên nói, đáng tiếc bất bại kiếm đế tiền bối và tiền bối sư môn ngươi không có lưu lại tin tức gì đó. Bằng không hiện tại chúng ta cũng biết được, dù sao vẫn tốt hơn đoán mò. Độc Cô Hồn Long nói, sau khi biết được tiền bối sư môn của Lục Lâm Thiên từ trong thiên chủng chạy thoát, hắn cũng không còn cảm thấy Lục Lâm Thiên nói mạnh miệng nữa. Lục Tâm Đồng, sư phụ ngươi có lẽ chính là Thiên Độc Tiên Tử, đúng không? Độc Cô Ngạo Vũ khẽ than, không có cách nào biết được một ít tình huống trong thiên chủng khiến cho hắn thất vọng. Ánh mắt lập tức nhìn vào người Lục Tâm Đồng. Y phục và khí chất trên người Độc Cô Ngạo Vũ đều có chút đơn giản, thế nhưng lại khiến cho người khác đứng trước mặt hắn lại có cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Giống như không gian đột nhiên cứng lại, nhất cử nhất động đều khiến cho không gian biến hóa. Độc Cô Ngạo Vũ mặc dù biết sư phụ của Lục Tâm Đồng là Đông Vô Mệnh, thế nhưng dùng tu vi của Đông Vô Mệnh kia hắn rất khó tin được Lục Tâm Đồng do một tay Đông Vô Mệnh bồi dưỡng ra. Sư phụ ta chỉ có một, Thiên Độc Tiên Tử là sư tổ của ta. Lục Tâm Đồng khẽ lắc đầu nói. Vậy cũng không khác là bao, nếu như ta đoán không sai, sư phụ Đông Vô Mệnh ngươi không đạt được truyền thừa của Thiên Độc Tiên Tử. Người đạt được truyền thừa của Thiên Độc Tiên Tử chính là ngươi. Độc Cô Ngạo Vũ nói. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng khẽ biến đổi, suy nghĩ một lát cũng cảm thấy như vậy cho nên mới gật đầu. Thiên Độc Tiên Tử là một vị cường giả khó dây vào 3 vạn năm trước. Một thân độc công vô địch đại lục. Ánh mắt Bắc Cung Tinh Mộc chấn động, công kích linh hồn là công kích khiến cho mọi người kiêng kỵ nhất. Nhưng so với công kích linh hồn còn có thứ khiến cho người ta không muốn đối mặt hơn chính là độc công. Mà độc công tăng thêm công kích linh hồn của linh giả, sợ rằng cho dù là ai cũng không muốn đỡ upsilon.ng vào loại người này. Lâm Thiên, bây giờ con cũng đã là hoàng tộc, người ngồi đây đều là người một nhà. Có một ít chuyện con cũng đã có tư cách biết rõ. Lại nói Lục gia trở thành tân hoàng tộc, chúng ta càng có hy vọng. Bắc Cung Kình Thương nhìn về phía Độc Cô Ngạo Vũ, lập tức nghiêm túc nói với Lục Lâm Thiên. Xin nhạc phụ đại nhân cứ nói. Lục Lâm Thiên nhìn Bắc Cung Kình Thương nghiêm túc, ánh mắt biến ảo, mở miệng nói. Lâm Thiên, thập đại hoàng tộc chúng ta, Lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc là đại biểu cho nhân tộc và thú tộc đại chiến từ thời viễn cổ. Cho tới ngày hôm nay đều có bí cảnh của riêng mình. Tất cả đều có quan hệ cùng thiên đế. Những năm gần đây thập đại hoàng tộc chúng ta chưa từng buông bỏ. Bắc Cung Vô Song đã sớm muốn nói những chuyện này cho Lục Lâm Thiên nghe, chỉ tiếc những chuyện này không có cách nào truyền ra bên ngoài. Coi như là trong các đại hoàng tộc cũng chỉ có đế giả và thần tử, thần nữ mới có thể biết rõ. Mặc khác vì không làm ảnh hưởng tới tâm tình Lục Lâm Thiên, nàng và Độc Cô Cảnh Văn dường như đều có chung một ý nghĩ, đều không nói tới một chữ. Đều không muốn làm ảnh hưởng tới tâm tình của Lục Lâm Thiên. Chẳng lẽ thập đại hoàng tộc định một lần nữa? Lục Lâm Thiên cũng không ngốc, chỉ cần hơi suy nghĩ là có thể biết thập đại hoàng tộc định một lần nữa liên thủ đối phó với thiên đế. Thập đại hoàng tộc từ cổ chí kim đã bị thiên địa áp chế không có cách nào nhúc nhích. Bọn họ can tâm mới là lạ. Huống chi từ thời viễn cổ bọn họ cũng đã liên thủ đối phó với thiên đế, mặc dù đã thất bại. Đúng vậy, nếu không đối phó với thiên đế, đại lục này vĩnh viễn đều nằm trong sự khống chế của thiên đế. Tất cả các đế giả chỉ có thể bị giết mà thôi. Độc Cô Cảnh Văn nói. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, ánh mắt biến ảo, không ngờ hoàng tộc lại lần nữa có mưu đồ. Thập đại hoàng tộc đã từng thất bại qua, ngay cả tổ tiên thập đại hoàng tộc liên thủ cũng thất bại. Không biết lần này có bao nhiêu phần cơ hội, hoặc nói cơ hội lần này cũng không lớn. Lục Lâm Thiên nói. Nghe Lục Lâm Thiên nói, Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ biến sắc. Bọn họ đối với chuyện đối phó với thiên đế cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nếu không tại sao lại chịu áp chế nhiều năm như vậy? Lâm Thiên,
Tổ tiên Lục đại nhân hoàng tộc đã sớm biết đối phó với thiên đế không dễ. Cho nên mới lưu lại thần điện. Tứ đại thú hoàng tộc lưu lại tứ điện Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là vì để hậu nhân đối phó với thiên đế. Tổ tiên thập đại hoàng tộc đã sớm tính toán có ngày hôm nay cho nên mới lưu lại thủ đoạn, để cho hậu nhân thập đại hoàng tộc lần nữa liên thủ đối phó với thiên đế, để cho cả đại lục thoát khỏi sự khống chế. Bắc Cung Vô Song nói. Trong lòng Lục Lâm Thiên cả kinh, hóa ra sự tồn tại của thần điện là đối phó với thiên đế trong truyền thuyết. Tổ tiên thập đại hoàng tộc đã sớm bố trí thủ đoạn từ thời xa xưa, cũng đủ để chứng minh tổ tiên thập đại hoàng tộc tuyệt đối không phải người bình thường, đều là người bất phàm. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên kinh ngạc, Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Lâm Thiên nói. Thần tử, thần nữ của lục đại hoàng tộc tồn tại là vì mở ra thần điện đối phó với thiên đế. Bí mật trọng đại nhất trong thần điện đều liên quan tới thiên đế. Không biết ở trong thần điện có bao nhiêu chuyện nói về thiên đế. Kỳ thực Lục Lâm Thiên cũng không có bao nhiêu khiếp sợ. Có thể từ tiền thế xuyên Việt tới nơi này, đối với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói, bất kỳ chuyện nào cũng không khiến cho hắn quá mức kinh ngạc. Hắn chỉ đang suy đoán không biết tổ tiên thập đại hoàng tộc có bao nhiêu kiến giải về thiên đế mà thôi. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp biến ảo, lập tức quay đầu lại nhìn Độc Cô Hồn Long, dường như đang hỏi có một ít chuyện có nên nói ra hay không. Nếu như không có Độc Cô Hồn Long có mặt, có lẽ nàng cũng không cố kỵ như hiện tại. Lâm Thiên hiện tại cũng là hoàng tộc, lại là trưởng khống giả thuộc tính mới. Có một ít chuyện cũng nên biết. Độc Cô Ngạo Vũ gật đầu nói với Độc Cô Cảnh Văn. Lâm Thiên, tổ tiên lục đại nhân hoàng tộc cũng không để lại quá nhiều chuyện liên quan tới thiên đế. Chỉ nói thiên đế đột nhiên hàng lâm đại lục này, thực lực cường hãn vô cùng, vượt quá sự nhận thức của tổ tiên thập đại hoàng tộc. Độc Cô Cảnh Văn nói. Đột nhiên hàng lâm đại lục, thực lực vượt quá sự hiểu biết của tổ tiên thập đại hoàng tộc. Lục Lâm Thiên thực sự khiếp sợ. Từ trong tin tức mà Bắc Cung lão tổ lưu lại, thiên đế đột nhiên hàng lâm đại lục này. Thập đại tổ tiên của 10 hoàng tộc đều nhất trí cho rằng thiên đế tới từ thế giới hư không. Mà thực lực của thiên đế đã vượt quá hiểu biết của tổ tiên thập đại hoàng tộc. Đôi mắt xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song lúc này cũng tràn ngập vẻ ngưng trọng. Chẳng lẽ nói thực lực của thiên đế còn nằm ở trên đế giả sao? Giờ phút này trong lòng Lục Lâm Thiên đang vô cùng rung động về thực lực của thiên đế. Đây cũng là vấn đề mà Lục Lâm Thiên quan tâm nhất. Mặt khác, có lẽ thiên đế đến từ thế giới hư không bên ngoài. Chuyện này khiến cho đám người Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế, Dương quá khiếp sợ. Thế nhưng Lục Lâm Thiên lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Bản thân hắn cũng tới từ không gian khác, đến từ một nơi gọi là địa cầu. Cho nên lúc này Lục Lâm Thiên cũng không quá kinh ngạc. Tổ tiên thập đại hoàng tộc lúc trước đối phó với thiên đế thì thực lực đã là đế cấp cửu trọng đỉnh phong. Mà thiên đế còn cường hãn hơn, vượt qua cấp độ đế giả. Độc Cô Cảnh Văn trầm giọng nói. Bên ngoài đế giả còn có cấp độ khác, không biết thực lực cường hãn tới mức nào a? Thánh Thủ Linh Đế nhịn không được mà lên tiếng, trong âm thanh tràn ngập vẻ rung động. Trên cấp độ đế giả quả nhiên còn có cấp độ khác. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên. Trong lòng hắn vẫn luôn hoài nghi, có lẽ trên đế giả còn có tồn tại khác. Thiên đế này chính là minh chứng tốt nhất, mà cấp độ cường đại hơn đế giả có lẽ có liên quan tới ngoài hư không. Có lẽ có liên quan tới vô tự thiên thư, bí mật phá toát hư không và cực hạn vũ đạo, linh đạo đều có thể phá toái hư không. Cấp độ trên đế giả không có ai biết được, người duy nhất biết rõ sợ rằng chỉ có người đi vào thiên chủng, hoặc là chỉ có tổ tiên thập đại hoàng tộc khi trước mới biết được. Bắc Cung Kình Thương nói với Thánh Thủ Linh Đế. Thực lực của tên U Minh kia lúc trước so với tổ tiên thập đại hoàng tộc các ngươi tuyệt đối không kém hơn. Thế nhưng lại bị phong ấn, có lẽ là do thiên đế gây ra. Con mắt màu đỏ của mẫu đơn đột nhiên lóe lên, âm thanh thanh thúy. U Minh. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn qua mẫu đơn, dường như cũng từ trong miệng Độc Cô Cảnh Văn biết được thân phận của mẫu đơn cho nên mới nói. Chẳng lẽ là thái cổ U Minh Viêm sao? Hắn bị phong ấn trong hư không bí cảnh sao? Đúng vậy, thái cổ U Minh Viêm bị phong ấn trong hư không bí cảnh rất nhiều năm. Thực lực cũng không còn bằng khi trước. Lục Lâm Thiên nói, giờ phút này Lục Lâm Thiên tuyệt đối không chút hoài nghi người phong ấn thái cổ U Minh Viêm chính là thiên đế. Vì quan hệ của hắn và thái cổ U Minh Viêm cho nên Lục Lâm Thiên mới thay mẫu đơn trả lời, hắn không muốn tiết lộ quá nhiều chuyện.
Việc này Lục Lâm Thiên còn chưa muốn để cho người khác biết rõ. Tuy rằng có quan hệ của hắn và Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, thế nhưng hắn lại không yên tâm về Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc. Hư không bí cảnh chính là nơi mà tất cả đế giả trên đại lục liên thủ đối phó với thiên đế. Bất quá nghe nói lần đó xuất hiện một ít chuyện ngoài ý muốn cho nên trong đế giả đại lục xuất hiện nội loạn. Cuối cùng đều vẫn lạc trong hư không bí cảnh. Bắc Cung Tinh Mộc nói. Lâm Thiên, bây giờ con cũng là hoàng tộc, nên chuẩn bị đối phó thiên đế với chúng ta. Cả đại lục phải dựa vào 11 hoàng tộc chúng ta. Nếu như thất bại, cả đại lục sau này tiếp tục bị thiên đế khống chế, vĩnh viễn không có tự do. Cấp độ đế giả không phải là thứ mà tất cả mọi người truy cầu, mà là ác mộng của tất cả mọi người. Bắc Cung Kình Thương không hỏi kỹ Lục Lâm Thiên, đã coi Lục Lâm Thiên như người một nhà, lại trở thành hoàng tộc mới, tự nhiên Bắc Cung Kình Thương cho rằng đối phó với thiên đế cũng có một phần trách nhiệm của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, không biết tổ tiên của thập đại hoàng tộc rốt cuộc lưu lại thủ đoạn gì đối phó với thiên đế. Thế nhưng ngay cả tổ tiên thập đại hoàng tộc cũng không có cách nào đối phó với thiên đế. Hiện tại hậu nhân thập đại hoàng tộc lại muốn đối phó với thiên đế, hậu quả này, Lục Lâm Thiên phán đoán tuyệt đối không lạc quan một chút nào. Nhạc Phục, lần này rốt cuộc có bao nhiêu thành cơ hội? Lục Lâm Thiên nhìn Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ hỏi. Cái này, vẻ mặt Bắc Cung Kình Thương ngưng trọng. Hắn không dám can đoan có bao nhiêu phần cơ hội. Sau khi tổ tiên thập đại hoàng tộc tiến vào thiên chủng đều lưu lại một đạo linh hồn phân thân cùng với 8 chữ, sau đó lập tức tiêu tán. Bắc Cung Vô Song nói với Lục Lâm Thiên. 8 chữ. Lục Lâm Thiên lập tức nhìn Bắc Cung Vô Song, sợ rằng tổ tiên của thập đại hoàng tộc đã phát hiện ra thứ gì đó trong thiên chủng. Hội tụ 9 bản vô tự thiên thư. Bắc Cung Vô Song nói. Có ý gì? 9 bản vô tự thiên thư có thể đối phó với thiên đế sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo, xem ra 9 bản vô tự thiên thư có vô số bí mật. Ý tứ cụ thể không ai biết, bất quá chúng ta suy đoán, 9 bản vô tự thiên thư nhất định có liên quan tới việc đối phó với thiên đế. Nếu như hội tụ 9 bản vô tự thiên thư thì tuyệt đối có nắm chắc. Chỉ tiếc bản vô tự thiên thư trên người con lại bị huyết kiếm lấy. Hiện tại lại rơi vào trong tay Linh Vũ Giới. Bắc Cung Kình Thương thở dài nói. Lục Lâm Thiên không nói gì, chuyện trên người hắn còn có 3 quyển vô tự thiên thư đương nhiên hắn sẽ không nói ra. Cho tới bây giờ Lục Lâm Thiên cảm thấy vô tự thiên thư vô cùng quan trọng. Cho nên chuyện về vô tự thiên thư hắn chưa từng nhắc tới với bất kỳ ai. Huyết kiếm rơi vào trong tay Linh Vũ Giới. Trong tay Linh Vũ Giới hiện tại có lẽ có 2 quyển vô tự thiên thư. Nam Thúc đã sớm khôi phục bộ dáng trước kia, khuôn mặt trơn nhẵn. Góc cạnh, an tuấn, ánh mắt đen nhánh mà thâm thúy. Nghĩa phụ, chẳng lẽ trong tay Linh Vũ Giới vốn đã có một bản vô tự thiên thư sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, nếu như tăng thêm một bản của Linh Vũ Giới thì 9 bản vô tự thiên thư đã xuất hiện 5 bản, chỉ còn lại 4 bản vô tự thiên thư mà hắn không biết nơi hạ lạc. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên cảm thấy có lẽ muốn thu thập đủ 9 bản vô tự thiên thư là chuyện không có khả năng. Lúc trước trong tay Linh Vũ Giới đã từng có một bản vô tự thiên thư, là do ta tự tay đoạt được. Ánh mắt Nam Thúc trầm xuống, trong đôi mắt đen láy hiện lên chấn động khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Bản vô tự thiên thư khi trước là do hắn đoạt được ở trong một mật địa. Ngạo Nam huynh, chuyện Linh Vũ Giới huynh hiểu rõ nhất. Rốt cuộc nó có lai lịch gì? Linh Vũ Giới này xuất hiện từ lúc nào mấy hoàng tộc chúng ta cũng không biết quá rõ. Bắc Cung Kình Thương nhìn Nam Thúc. Dường như cũng biết một ít chuyện của Nam Thúc và Linh Vũ Giới. Nam Thúc cũng không có giấu giếm, đem quan hệ của mình và Linh Vũ Giới nói ra một lần. Đám người thánh thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế đã sớm biết rõ. Bắc Cung Kình Thương nghe vậy, khẽ nhíu mày, lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, trong tay Linh Vũ Giới có 2 bản vô tự thiên thư, còn định làm thế nào? Lục Lâm Thiên trầm mặc một hồi, nói. Hai vị nhạc phụ. Nếu như Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc đối phó với Linh Vũ Giới kia thì có lẽ sẽ đơn giản hơn một chút đúng không? Lâm Thiên, hoàng tộc chúng ta ra tay đối phó với Linh Vũ Giới đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ khó hoàng tộc hiện tại trừ con ra đều bị lệnh cấm. Thời điểm này nếu như chúng ta ra tay sẽ khiến cho thiên đế chú ý. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên có chút ngưng trọng, thực lực của giới chủ Linh Vũ Giới quá mạnh mẽ.
bằng vào thực lực của hắn hiện tại còn xa không phải là đối thủ. Nếu như hắn muốn đối phó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lâm Thiên, việc này chỉ có thể để cho con đi làm. Nếu như con có thể đoạt lại hai bản vô tự thiên thư trong tay Linh Vũ Giới, đến Thiên Trùng, cho dù không hội tụ đủ 9 bản vô tự thiên thư, thế nhưng chỉ cần có vô tự thiên thư trong tay con sẽ có một đường sinh cơ. Lần này chúng ta nhất định phải tìm đủ 9 bản vô tự thiên thư, nếu không cơ hội sẽ không lớn. Bắc Cung Kình Thương nói. Linh Vũ Giới, tiểu tử sẽ xem xét. Trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra tinh quang, thù của Nghĩa Phụ Nam Thúc, Lăng Thanh Tuyền và Du Thược còn ở trong Linh Vũ Giới, hắn tuyệt đối sẽ đi tới Linh Vũ Giới. Linh Vũ Giới khó đối phó, thế nhưng dùng địa vị của con hiện tại trên đại lục. Chỉ cần vung tay lên, ta tin rằng con sẽ có biện pháp. Cho dù hoàng tộc không nhúng tay vào, con cũng không chỉ có một mình đi đối phó với Linh Vũ Giới. Bắc Cung Kình Thương mỉm cười, khóe miệng nở nụ cười có chút khác thường. Lục Lâm Thiên cười khổ, xem ra nhạc phụ của hắn không phải người bình thường. Trong lòng đã tính toán tới cả đế đạo minh, muốn dùng cả đế đạo minh đối phó với Linh Vũ Giới. Khoản sổ sách với Linh Vũ Giới ta nhất định sẽ đi thanh toán. Ánh mắt Nam Thúc trầm xuống, khí thế cuồng ngạo từ trên người lan tràn. Lâm Thiên, việc thập đại hoàng tộc liên thủ tạm thời không nên tiết lộ ra ngoài. Coi như trong thập đại hoàng tộc cũng chỉ có một số ít người rất nhỏ biết rõ. Vì phòng ngừa thiên đế phát hiện ra, cho nên không thể tiết lộ ra ngoài. Độc Cô Ngạo Vũ nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên gật đầu, trong lòng đối với việc thập đại hoàng tộc muốn đối phó với thiên đế lại có suy nghĩ khác. Không biết tổ tiên thập đại hoàng tộc lưu lại thủ đoạn nào, lại để cho hậu nhân có cơ hội đối phó với thiên đế. Đối với chuyện đế giả triệu hoán vào thiên chủng, việc này coi như Lục Lâm Thiên cũng lý giải được một chút. Đế giả triệu hoán này chung quy là chỗ tốt lớn nhất trong thiên địa. Chỉ tiếc từ thời viễn cổ tới nay tất cả các đế giả một khi tiến vào thiên chủng đều không có ra. Chưa bao giờ nhìn thấy ai đạt được chỗ tốt gì, chỉ cần tới đế giả, cũng không ai thoát khỏi kiếp nạn này. Đối với việc đế giả triệu hoán, giờ phút này Lục Lâm Thiên cũng không nghĩ nhiều. Hắn trải qua cửu tử nhất sinh cũng không ít, vào thiên chủng có lẽ sẽ khiến cho hắn biết thêm được nhiều tin tức che giấu. Nếu như đã không có cách nào thoát vậy thì cứ xông lên. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì trốn không thoát. Đúng rồi, thiên chủng ở nơi nào? Lục Lâm Thiên hỏi mọi người. Con còn biết quá ít. Độc Cô Ngạo Vũ mỉm cười, nói. Thiên chủng ở ngay dưới Phi Linh Môn con không xa. Cách Phi Linh Môn không xa. Lục Lâm Thiên nghi hoặc. Vị trí của thiên chủng chính là trong đại điện ở Vũ Tinh Hải. Độc Cô Cảnh Văn nói với Lục Lâm Thiên. 30 năm một lần Vũ Tinh Hải sẽ mở ra. Khi đó trong Vũ Tinh đại điện chỉ có người có tu vi xuất cấp mới có thể đi vào. Mà đế giả triệu hoán vào đại điện Vũ Tinh Hải là đi vào chỗ sâu trong đại điện. Dường như Lục Lâm Thiên đã hiểu ra một chút. Ban đầu ở trong đại điện Vũ Tinh Hải hắn cũng cảm giác được bất phàm, vốn hắn còn tưởng rằng chỉ đơn giản như vậy. Không ngờ lại có lai lịch lớn như thế. Thiên chủng cũng ở trong đại điện Vũ Tinh Hải. Lục Tâm Đồng nghe vậy cũng nhíu mày. Lúc trước nàng đạt được độc kinh, truyền thừa của thiên độc tiên tử sư tổ có lẽ là ở trong thiên chủng. Ta đã khôi phục hoàn toàn. Chuyện này phải cảm ơn Bắc Cung Hoàng tộc và thần thụ tiền bối. Đa tạ. Thánh thủ linh đế ôm quyền thi lễ với Bắc Cung Kình Thương, Bắc Cung Tinh Mộc và Thiên Mộc thần thụ. Lúc này hắn gặp được người của Bắc Cung gia cho nên cũng nên tỏ vẻ cảm tạ một phen. Đây cũng là do Vô Song và Lâm Thiên, không cần khách khí. Thiên Mộc thần thụ mặc trường bào màu xanh, ngũ quan thanh tú mang theo cảm giác không nói rõ nên lời. Lặng lặng ngồi đó không nói lời nào. Khí chất trên người cũng rất phức tạp, biến ảo, tuấn tú, tự nhiên. Tất cả mọi thứ lẫn lộn cùng một chỗ. Thiên Mộc thần thụ, không ngờ trên thế gian này ngoài U Minh còn có linh vật trời sinh khác. Mẫu đơn nhìn Thiên Mộc thần thụ, đều là linh vật trời sinh cho nên nàng càng chú ý hắn nhiều hơn. Linh vật trời sinh cũng không ít, thế nhưng có thể thuận lợi tới thông linh, đột phá đế cấp dường như đã ít càng thêm ít. Thiên Mộc thần thụ dường như cũng cực kỳ hứng thú với mẫu đơn. Toàn thân phóng ra sinh cơ bừng bừng. Khiến cho cả đại điện tràn ngập khí tức giống như có thể khiến cho người ta sống lại. Mọi người thương nghị mãi tới trưa mới rời đi. Bắc Cung Kình Thương, Bắc Cung Tinh Mộc, Thiên Mộc Thần Thụ, Độc Cô Ngạo Vũ, Độc Cô Hồn Long rời đi. Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn thì ở lại. Lâm Thiên,
ta cũng nên trở về Độc Cô gia. Một lát sau, trong hậu sơn Phi Linh Môn, Nam Thúc nói với Lục Lâm Thiên. Nghĩa phụ, người còn trở về làm gì? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Đại bá vì muốn Độc Cô gia tộc giúp chàng đối phó với Huyết Kiếm Đại Đế, mà trong tộc cũng biết đại bá khôi phục thần hoàng khí, cho nên trong tộc thừa cơ bắt đại bá trở lại tộc. Đại bá vì chàng, cho nên cũng chỉ có thể đáp ứng trở lại Độc Cô gia tộc. Độc Cô Cảnh Văn ở bên người Lục Lâm Thiên nói. Nghĩa phụ. Lục Lâm Thiên lập tức nhìn qua Nam Thúc. Ta cũng vì mình mà thôi. Ta đã khôi phục thần hoàng khí. Nếu như trở lại Độc Cô gia tu luyện ở mật địa truyền thừa nhất định sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Bây giờ ngươi đã phát triển vượt quá ta, không cần ta bảo hộ nữa. Mà ta lại muốn đuổi theo bước chân của ngươi. 3 năm này ngươi cũng nên tu luyện đi. Thực lực càng mạnh, đến lúc đó tiến vào thiên trùng, cơ hội bảo vệ tính mạng sẽ lớn hơn một chút. Nam Thúc nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên gật đầu, nghe nghĩa phụ Nam Thúc nói vậy trong lòng hắn lập tức thoải mái. Nghĩa phụ trở lại Độc Cô gia quả thực trăm lợi mà không có một hại, hắn ngẩng đầu lên nói. Nghĩa phụ, vậy thì người định bao giờ rời đi? Nhà đầu Cảnh Văn có lẽ muốn ở cùng ngươi vài ngày. Ta đi trước một bước, một lát nữa ta sẽ trở về. Nam Thúc nói. Nghĩa phụ, lúc con đi Linh Vũ giới sẽ thông báo cho người. Lục Lâm Thiên nói. Thời gian 3 năm không dài, thực lực của giới chủ Linh Vũ giới kia quá mạnh mẽ. Nếu như ngay cả ngươi cũng không đủ thực lực ta cũng không hy vọng ngươi đi mạo hiểm. Đương nhiên, đế giả triệu hoán đã phát ra, người Linh Vũ giới tuyệt đối không có thời gian đối phó với ngươi. Nam Thúc nói. Con hiểu rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Một lát sau Nam Thúc cáo từ Thánh Thủ Linh Đế và Hàn Băng Đại Đế, Thiên Địa Nhị Lão rồi rời đi. Ban đêm, màn đêm bao phủ Phi Linh Sơn Mạch. Trong phòng, Lục Lâm Thiên vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Bắc Cung Vô Song. Cúi đầu nhẹ hôn môi nàng. Đầu lưỡi hai người dây dưa giao hòa, hô hấp ngày càng trở nên dồn dập. Một lát sau, trên giường, y phục hai người không còn, Lục Lâm Thiên lập tức nhào lên thân thể động lòng người, hoàn mỹ kia. Cảm nhận eo thon rắn chắc cùng với bờ mông đầy đặn, năm ngón tay tùy ý xoa nắn da thịt trơn nhẵn như ngọc. Thưởng thức sự co giãn trên thân thể mềm mại này. Trong phòng, tiếng thở dốc liên tục vang lên, âm thanh động lòng người, xuân sắc khôn cùng. Mấy ngày kế tiếp Lục Lâm Thiên đều ở cùng người nhà, hưởng thụ ôn nhu khó có được. Cũng quan tâm tới việc tu luyện của Lục Kinh Vân, quan hệ giữa hai phụ tử ban đầu tuy rằng quen thuộc, thế nhưng lại có một loại cảm giác lạ lẫm không hiểu. Chỉ là thời gian ở cung càng dài, quan hệ của hai phụ tử càng hòa hợp. Chuyện này khiến cho La Lan Thị vui vẻ không thôi, nhưng mà trong lòng thường xuyên lẩm bẩm nhắc tới tôn nữ của mình. Mà đối với mẫu thân của Lục Kinh Vân, Lục Lâm Thiên cũng vô cùng bất đắc dĩ. Càng nghĩ càng không biết rốt cuộc là ai. Lại một ngày trôi qua, đêm xuống, trong phòng, hai thân thể dây dưa với nhau. Độc Cô Cảnh Văn thở gấp liên tục, thân thể mềm mại trắng nõn vặn vẹo, phối hợp với Lục Lâm Thiên. Tùy ý để Lục Lâm Thiên làm bậy, để cho độc long của Lục Lâm Thiên tùy ý tiến vào. Lấp đầy chỗ trống của nàng. Sáng sớm hôm sau, trong mật thất ở hậu sơn Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên nhìn thân thể lung linh bay bổng trên không trung, đường cong động lòng người như ẩn như hiện, mị hoặc vô cùng. Mái tóc màu đỏ rối tung, rũ xuống tới bờ mông ngạo nghễ, khuôn mặt tuyệt mỹ, hai mắt đỏ tươi. So với huyết mị còn hấp dẫn hơn nhiều. Lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không nhịn được thầm than. Mẫu đơn so với huyết mị còn hấp dẫn hơn, không dưới Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song. Cái má lúm đồng tiền ngọt ngào, thân thể kiều diễm mị hoặc. Lại cao quý trang nhã, thậm chí còn không kém Bạch Linh. Nhìn gì vậy, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy còn đánh chủ ý tới ta hả? Ngươi không sợ nữ nhân ngươi ghen sao? Con mắt đỏ tươi của mẫu đơn trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, âm thanh như chuông bạc giống như mang theo ma lực vang lên. Ánh mắt như cười như không, dùng ý tứ sâu xa nói với Lục Lâm Thiên. Mấy ngày nay dường như mỗi khi trời tối ngươi đều bận rộn a, khiến cho ta không thể tĩnh tâm tu luyện được. Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức ho một tiếng, hắn không ngờ mấy đêm nay hắn và Vô Song, Cảnh Văn, Hồng Lăng, Tiểu Linh lại bị nàng nghe thấy. Ánh mắt biến ảo, lập tức cười tà nhìn mẫu đơn nói. Nếu như ngươi cảm thấy ồn ào thì có thể tham gia cùng chúng ta. Mẫu đơn nghe vậy khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ ửng, không ngờ lại không có một chút tức giận nào, ngược lại còn cười một tiếng nói. Tên không có lương tâm nhà ngươi,
ngươi cũng phải biết trong lòng nàng có ngươi, thế nhưng cuối cùng không phải ngươi cũng không lưu tình một chút nào sao? Tốt hơn ta nên tránh xa ngươi một chút mới được. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, vốn hắn không muốn đi tới bước kia cùng Nguyên Nhược Lan. Lục Lâm Thiên cũng không ngốc, ở trong hư không bí cảnh, biểu hiện bên ngoài của Nguyên Nhược Lan, đủ để Lục Lâm Thiên suy đoán ra được một ít tâm tư của nàng. Ai? Lục Lâm Thiên khẽ than, chỉ tiếc Nguyên Nhược Lan là người của Thiên Kiếm Môn. Thiên Kiếm Môn giết Đông Lão, bắt Du Thược và Lăng Thanh Tuyền, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Không phải ngươi không có lương tâm, ít nhất cũng giữ lại cho nàng một mạng. Đôi mắt đỏ tươi của mẫu đơn nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Nàng được cường giả cứu đi, có lẽ về sau các ngươi còn có cơ hội gặp mặt. Có lẽ không gặp thì tốt hơn. Mấy ngày nay trong lòng Lục Lâm Thiên cũng nghĩ tới việc này, Nguyên Nhược Lan được người thần bí cứu đi, không nói tới giới chủ linh vũ giới, người thần bí kia là người phương nào, thực lực của người nọ cực kỳ khủng bố. Được rồi, không nói nữa. Hiện tại ta có thời gian cho nên xóa bỏ ấn ký trong linh hồn ngươi. Lục Lâm Thiên nói với mẫu đơn. Lúc trước hắn đã từng nói qua nếu như có thể thành công dung hợp thái cổ U Minh Viêm thì hắn sẽ xem xét xóa bỏ ấn ký trong linh hồn của nàng. Ta không phản đối. Mẫu đơn mỉm cười, thủ ấn được kết, trong mi tâm có một đạo huyết khí lan tràn ra. Trong tay lập tức có một đóa mẫu đơn màu đỏ như máu đang chảy xuôi, toàn thân sáng long lanh. Khí tức kinh khủng cùng với năng lượng linh hồn bàng bạc từ bên trên đóa mẫu đơn này lan tràn ra. Đây chính là linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn. Lục Lâm Thiên nhìn linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn, toàn thân dường như có quang mang huyết sắc quanh quẩn, tựa như bên trong có máu tươi lưu chuyển, lộ ra vẻ đẹp cao quý mà mị hoặc. Có thể khiến cho bất kỳ kẻ nào mê muội. Hắn nói. Bắt đầu đi. Dứt lời, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến hóa. Không gian quanh thân lập tức xuất hiện chấn động, từng đạo thủ ấn biến hóa. Từng đồ án bí văn mang theo năng lượng lập tức đánh lên trên linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn. Xóa đi ấn ký linh hồn và bố trí ấn ký linh hồn, đương nhiên cái trước đơn giản hơn nhiều. Huống chi lúc này thực lực của Lục Lâm Thiên đã cao hơn mẫu đơn. Một lát sau, trên linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn đột nhiên run lên. Khí tức huyết sát lan tràn, ấn ký linh hồn lập tức được Lục Lâm Thiên phá bỏ. Mẫu đơn thu hồi linh hồn bổn nguyên vào trong đầu, khẽ duỗi lưng một cái. Thân thể mềm mại, uyển chuyển càng thêm động lòng người. Ngươi tự do rồi, ngươi không cần ở bên ta 1000 năm nữa. Lục Lâm Thiên thu thủ ấn lại, nói với mẫu đơn. Dùng thực lực của ngươi hiện tại, ta ở bên cạnh ngươi quả thực không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá chuyện ta nói thì ta nhất định sẽ làm được. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi 1000 năm rồi mới rời đi. Huyết linh mẫu đơn nhìn Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt đỏ như máu bắn ra khí tức hấp dẫn. Đây cũng không phải do huyết linh mẫu đơn cố ý làm vậy, mà trời sinh nàng đã như vậy rồi. Ngươi định làm gì? Lục Lâm Thiên nhìn ánh mắt hấp dẫn này, dùng tâm cảnh kiên cố của hắn, tự nhiên hắn hoàn toàn không đặt vào mắt. Thế nhưng trong lòng hắn lúc này cực kỳ kinh ngạc, nếu như là linh đế nhất trọng và vũ đế nhất trọng, thậm chí ngay cả đế cấp nhị trọng bình thường tuyệt đối sẽ bị nàng hấp dẫn. Khanh khách! Nếu như ta nói người đối với ta rất tốt cho nên ta mới đi theo bên cạnh ngươi thì ngươi có tin không? Mẫu đơn cười khanh khách một tiếng, tiếng cười như chuông bạc khiến cho ngay cả linh hồn người ta cũng tê dại. Ở lại hay không tùy ngươi? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, thế nhưng trong lòng không khỏi chấn động. Mẫu đơn này không thua kém Bạch Linh lạnh lùng, giống như băng sơn nữ thần. Mẫu đơn này lại nhiệt tình như lửa, kiều diễm mị hoặc, lại cao quý trang nhã như ma nữ. Hai người đều vô cùng hấp dẫn. Ai, nhân loại nhà ngươi, không biết một chút khôi hài nào, giống như là đầu gỗ vậy. Ta thật không hiểu đám nữ nhân ở bên cạnh ngươi tại sao lại coi trọng ngươi như vậy. Mẫu đơn nhìn thấy Lục Lâm Thiên không có phản ứng gì, nàng có cảm giác giống như bị đả kích, lập tức nhìn Lục Lâm Thiên nói. Trực giác nói cho ta biết, đi theo bên người quái nhân như ngươi đối với ta an toàn hơn một ít. Dù sao chúng ta còn có thời gian 3 năm. Phải cùng tiến vào thiên chủng kia, đến lúc đó ngươi còn có thể bảo hộ ta. Đế giả triệu hoán, thiên chủng, 9 bản vô tự thiên thư. Lục Lâm Thiên xoa xoa thái dương, nghĩ tới những chuyện này khiến cho hắn có cảm giác đau đầu. Ta muốn đi tới chỗ lần trước tu luyện, bên trong có rất nhiều chỗ tốt với ta. Linh hồn phân thân của ngươi ở nơi này cũng nhận được chỗ tốt cực lớn. Có thể đẩy nhanh tốc độ khôi phục. Mẫu đơn nhìn Lục Lâm Thiên nói.
cùng đi chứ? Lục Lâm Thiên gật đầu, mật địa bên trong vạn thú tông khiến cho tốc độ khôi phục của Thái Cổ U Minh Viêm có chút khủng bố. 3 năm sau phải đi vào thiên trùng, Thái Cổ U Minh Viêm phải đẩy nhanh tốc độ khôi phục. Đến lúc đó hắn cũng có nhiều cơ hội hơn. Một lát sau Thái Cổ U Minh Viêm cùng với mẫu đơn biến mất trong phi linh môn. Lục Lâm Thiên nhìn không gian trước mắt, lần này linh hồn phân thân tĩnh tâm khôi phục, hắn hy vọng có thể khôi phục lại trạng thái khi trước. Ít nhất lúc đó hắn có thể đối phó với linh vũ giới. Du Thược, Thanh Tuyền. Lục Lâm Thiên nhìn lên không trung, lặng lặng đứng một lúc rồi mới rời đi. Vào đêm, trời xanh bị màn đêm bao phủ, trên bầu trời xuất hiện vầng trăng, có vô số ngôi sao lập lòe. Trong đại điện phi linh môn, lần này cơ hồ tất cả cường giả phi linh môn lúc này đều có mặt. Chỉ có một số ít đang ở ngoài địa bàn phi linh môn. Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí ở bên ngoài cũng chiến thắng trở về. Lần này hai người mang theo cường giả phi linh môn quét ngang tất cả các sơn môn lớn. Trên đại lục triệt để yên tĩnh, trong đám người trẻ tuổi, đã không còn ai có thể so sánh với hai người bọn họ. Sát Phát Quân, Cực Lạc Tam Quỷ, Thiên Địa Nhị Lão, Kim Xà Tôn Giả, Hỏa Xí Tôn Giả, Bàn Hủy, Bàn Vân, Xích Viêm, Long Linh, Huyết Mị, Độc Long, Như Hoa đều đã quay về. Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, người quan trọng của sáu đường cũng đều có mặt. Bái kiến trưởng môn. Trong đại điện, mọi người hành lễ, tất cả đều vô cùng cung kính từ trong lòng. Đạo thân ảnh màu xanh trên chủ vị là cái hồn của phi linh môn. Là tồn tại giống như thần trên đại lục, dùng lực lượng một người đánh chết mấy ngàn cường giả đỉnh cấp của thiên địa minh. Đồ sát trên trăm vạn đệ tử thiên kiếm môn. Hành động này của trưởng môn đã khiến cho cả đại lục rung động. Vị thế của phi linh môn hiện tại đã triệt để đứng trên đỉnh các sơn môn. Mà ngay cả Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn cũng khó có thể so sánh với phi linh môn. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh nhìn nam tử bên cạnh mình, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên chút dị sắc. Bọn họ đã không lựa chọn sai. Nam nhân của các nàng đã triệt để bước lê y đỉ y hát kim tự tháp trên đại lục. Trong đại điện, Thánh Thủ Linh Đế cũng có chút cảm thán, đệ tử của hắn trong khoảng thời gian ngắn đi tới một bước này đã vượt quá dự đoán của hắn khi trước, đồng thời còn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lúc này hắn không khó nhận ra, tiềm lực của đệ tử mình không chỉ có như vậy. Miễn lễ. Lục Lâm Thiên vùng ống tay áo màu xanh lên, ý bảo mọi người miễn lễ, khí tức thượng vị giả vô hình lan tràn. Mọi người đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh màu xanh kia không nói nên lời. Tất cả đều đang lẳng lặng chờ đợi, ánh mắt tràn ngập vẻ kích động. Về sau phi linh môn đã triệt để đứng trong hàng ngũ những tồn tại cao nhất đại lục. Đặc biệt là Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ cùng với những lão nhân của phi linh môn. Giờ phút này nhìn qua thân ảnh trước người kia, ánh mắt bọn họ kích động. Phi linh môn ngày đó và hiện tại đã là hai phi linh môn hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người trong đại điện. Giờ phút này phi linh môn đã không giống như lúc trước. Nhớ ngày đó phi linh môn chỉ có thể dựa vào Đông lão cùng Oánh tỷ, còn có Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ chèo chống. Hắn một đường khổ tu mong cường đại hơn để làm lớn mạnh phi linh môn. Ngày hôm nay hắn đã là đế giả, trong phi linh môn cũng có cường giả như mây. Cường giả tôn cấp vô số, tôn cấp cửu trọng cũng có không ít, phi linh môn đã không phải sợ bất kỳ một sơn môn nào. Tình huống bên ngoài thế nào? Lục Lâm Thiên nhìn Diệp Phi, Diệp Mỹ hỏi. Diệp Phi Diệp Mỹ lập tức đem tình hình bên ngoài gần đây tự thuật lại một lần. Thiên Vân Đảo, Thánh Linh Giáo, Kiền Hiên Đảo, đã thanh trừ Đông Hải một lần. Thực lực của ba sơn môn Nguyệt Long các còn lại bị diệt trừ, đã bị nhổ cỏ tận gốc. Về phần cổ vực và đại lục Linh Vũ đã bị thanh tẩy sạch sẽ. Thế nhưng những vấn đề sau đó trong khoảng thời gian ngắn khó có thể làm được. Diệp Mỹ nhìn nam tử trước mắt, ban đầu ở trong vụ tinh hải, trong lòng nàng đã sinh ra dao động. Giờ phút này khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng xa. Không có khả năng kéo lại gần, phần tình cảm trong lòng nàng chỉ có thể chôn sâu xuống. Lập tức đám người Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Độc Long, Hoa Mãn Lâu tiến lên báo cáo thì Lục Lâm Thiên mới biết được hiện tại nhân số ngoại đường của Phi Linh Môn đã hơn 600 vạn, đệ tử tinh anh của Vũ Đường có 300 vạn. Số lượng linh giả trong linh đường cũng không ít, tăng thêm hiện tại phi linh môn có vô số cường giả, có thể nói là nhân tài đông đúc. Mà hình đường hiện tại cũng phát triển không tệ. Trong yêu đường, cường giả như mây. Trong đám tôn sứ hộ môn,
hơn phần nửa đều là cường giả yêu thú, linh thú. Về phần Kim Đường, hiện tại phát triển thuận buồm xuôi gió. Dưới sự quản lý của đám người Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, sinh ý của Kim Đường đã bắt đầu lan tràn ra Đại Lục Linh Vũ và Đông Hải. Đối với sự phát triển trước mắt, Lục Lâm Thiên cực kỳ thỏa mãn. Sư phụ, lần này chúng con còn bắt được hai người Gia Cát Tây Phong và Gia Cát Tử Vân, không biết sư phụ có muốn tự mình xử trí hai người này hay không? Nhiếp Phong hỏi Lục Lâm Thiên. Dẫn tới đây. Lục Lâm Thiên mỉm cười, Gia Cát Tây Phong và Gia Cát Tử Vân cũng coi như người quen biết cũ của hắn. Lúc này cũng nên gặp một chút, nghe nói không ít chủ ý trong thiên địa mình đều từ Gia Cát Tây Phong này. Người này coi như một người có tâm cơ, tâm trí không dưới Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên. Nhiếp Phong vung tay lên, lập tức có đệ tử Phi Linh Môn dẫn hai phụ tử Gia Cát Tây Phong và Gia Cát Tử Vân vào trong đại điện, ném xuống đất. Gia Cát Tây Phong dường đường là trang chủ Lan Lăng Sơn Trang, thế nhưng lúc này đã không còn bộ dáng nho nhã lúc trước nữa. Toàn thân chật vật, khí tức uể oải, mà dáng vẻ Gia Cát Tử Vân thì kinh hãi. Nếu như không phải lúc này đang bị cấm chế, sợ rằng toàn thân hắn đã sớm run rẩy. Để lại xúc sinh này. Nhìn thấy Gia Cát Tử Vân, trong mắt Diệp Phi bắn ra hàn ý. Diệp đường chủ, sao vậy? Lục Lâm Thiên nhìn Diệp Phi, dường như nàng có không ít ân oán với Gia Cát Tử Vân. Trưởng môn có lẽ không biết Gia Cát Tử Vân này lần trước có ý đồ với Diệp đường chủ và Bạch Toa Toa, kết quả còn bị Diệp đường chủ phế mệnh căn. Về sau nghe nói Lan Lăng Sơn Trang tốn không ít thời gian chữa tốt cho tiểu tử này. Lưu Nhất Thủ nói. Tên tiểu tử này nhất định phải bị phanh thây xé xác. Khang Tử Vân mắng to một tiếng, dường như đặc biệt tức giận. Khang đường chủ không cần tức giận, Diệp đường chủ cũng không bị làm sao a. Lưu Nhất Thủ khẽ mỉm cười nói. Bớt ngồi đó châm ngòi thổi gió đi, nhớ năm đó nhị thế tổ của một tiểu gia tộc đùa giỡn Toa Toa cô nương, không phải ngươi còn mời Yêu Đường ra tay hay sao? Chạy ba ngày ba đêm, chém tiểu tạp chủng đang chạy nửa đường ra làm tám khối. Mà ngay cả tiểu gia tộc kia cũng bị ngươi diệt. Khang Tử Vân trừng mắt nhìn Lưu Nhất Thủ, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn về phía Gia Cát Tử Vân. Giống như hận không thể chém Gia Cát Tử Vân thành tám khôi vậy. Cái này là chuyện lúc trước, chỉ là đơn phương tương tư mà thôi. Không đề cập tới, không đề cập tới. Lưu Nhất Thủ có vẻ xấu hổ, cuối cùng Toa Toa cô nương cũng không vừa ý hắn, hắn cũng không muốn nhắc lại việc này. Khang đường chủ. Trước mặt trưởng môn ngươi phải chú ý thân phận của mình. Diệp Phi nhìn Khang Tử Vân nói. Khang Tử Vân nhìn Diệp Phi lập tức trung thực hơn. Lục Lâm Thiên nhìn Khang Tử Vân và Diệp Phi, dường như đã hiểu ra thứ gì đó. Có lẽ đường chủ linh đường Khang Tử Vân đang theo đuổi quỷ ảnh la sát Diệp Phi. Hắn mỉm cười, sau đó lập tức cởi bỏ cấm chế trên thân hai người Gia Cát Tử Vân. Gia Cát Tây Phong, chúng ta lại gặp mặt. Lục Lâm Thiên nhìn qua Gia Cát Tây Phong. Khẽ cười nhạt một tiếng. Được làm vua thua làm giặc, thua chính là thua, ta có thể cầu ngươi một chuyện được hay không? Gia Cát Tây Phong ngẩng đầu, khí tức vô hình trong đại điện này áp chế khiến cho hắn khó ngẩng đầu. Cuối cùng hắn vẫn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, tay nắm kiện linh khí hình quạt, bảo trì một phần phong độ cuối cùng. Nói đi. Lục Lâm Thiên hỏi, Gia Cát Tây Phong này cũng coi như một nhân vật có khí phách. Cho ta một cái chết có thể diện nhất, được không? Gia Cát Tây Phong nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt của Lục Lâm Thiên đã khiến cho hắn không dám nhìn thẳng. Giờ phút này hắn mới phát hiện ra, người thanh niên mà hắn chưa từng để trong mắt khi trước, cố kỵ sau này, tới bây giờ hắn đã không dám nhìn thẳng. Mà đây chỉ trong 10 năm ngắn ngủi mà thôi. Được, ta sẽ cho ngươi chết một cách có thể diện. Lục Lâm Thiên gật đầu, dứt lời, một đạo trưởng ấn đột nhiên lăng không đánh vào trong mi tâm Gia Cát Tây Phong, ánh mắt Gia Cát Tây Phong ngốc trệ. Thân thể ngã xuống đại điện, sinh cơ toàn thân không có, đã trở thành thi thể. Gia Cát Tử Vân bên người thấy thế lập tức run rẩy, không để ý tới Gia Cát Tây Phong mà đột nhiên run rẩy quỳ xuống đại điện, dập đầu với Lục Lâm Thiên nói. Lục trưởng môn, Lục minh chủ tha mạng, ta đã biết sai, ngài tha cho ta được không? Về sau ta can tâm tình nguyện phụng tùng Lục trưởng môn, muôn lần chết không chối từ. Lục trưởng môn coi như mở lòng thả kẻ hèn này đi. Gia Cát Tây Phong này cũng coi như có khí phách, an táng hắn cho tốt. Lục Lâm Thiên lập tức nhìn qua Gia Cát Tử Vân, ánh mắt khẽ thở dài. Lại cấm chế Gia Cát Tử Vân.
không ngờ Gia Cát Tây Phong lại sinh ra nhi tử vô dụng như vậy. Khang đường chủ, người này giao cho ngươi. Đa tạ trưởng môn, ta nhất định sẽ khiến cho tiểu tạp chủng này muốn sống không được muốn chết không xong. Khang Tử Vân vui mừng, tiến lên một bước nắm Gia Cát Tử Vân vào trong tay, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, bổn đường chủ sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Chuyện thiên kiếm môn xử lý thế nào rồi? Mấy ngày trước trong sơn mạch thiên kiếm, Lục Tâm Đồng bắt một trưởng lão của thiên kiếm môn còn lại, Lục Lâm Thiên thi triển siêu linh thuật, từ trong trí nhớ của hắn đã biết được thiên kiếm môn còn lại hơn ngàn đệ tử trẻ tuổi được thiên kiếm môn sắp xếp tới cổ vực, Đông Hải, Đại Lục Linh Vũ. Còn có khu vực gần Tổ Yêu Lâm và Linh Hoàng Nhai. Muốn để lại một cơ hội quật khởi cho thiên kiếm môn. Bẩm trưởng môn, đã xử lý sạch sẽ. Thiên Độc Yêu Long nói, mấy ngày nay yêu đường và ngoại đường liên thủ, đã phân tán ra mấy nơi, càn quét đệ tử thiên kiếm môn ẩn thân. Lục Lâm Thiên gật đầu, nhổ cỏ không nhỏ tận gốc, gió xuân tới sẽ mọc lại. Loại chuyện này Lục Lâm Thiên không thể không đề phòng, đây chỉ là trách nhiệm đối với người bên cạnh mình. Niếp Phong, Hồng Chí, lần này biểu hiện của hai người không tệ, ta có ý định lựa chọn một trong hai người làm người phụ trách phi linh môn sau này. Các ngươi định thế nào? Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn về phía hai người Đoan Mộc Hồng Chí và Niếp Phong, biểu hiện của hai người Lục Lâm Thiên đã sớm biết rõ. Hắn cũng luôn chú ý biểu hiện của hai người. Lần này Lục Lâm Thiên để cho Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí quét ngang thế lực còn sót lại trong thiên địa minh là muốn biết sốt cuộc ai phù hợp hơn một chút. Niếp Phong trầm ổn, Đoan Mộc Hồng Chí sát phạt, quyết đoán khiến cho Lục Lâm Thiên khó có thể lựa chọn, không có cách nào quyết định. Nghe vậy vô số ánh mắt trong phi linh môn nhìn vào trên người Đoan Mộc Hồng Chí và Niếp Phong. Theo đủ loại dấu hiệu khi trước mà nói, mọi người đã sớm suy đoán ra nhân tuyển trưởng môn kế tiếp nằm trong tay hai người Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí. Chỉ là mọi người thật không ngờ nó lại nhanh như vậy. Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí sững sờ, tuy rằng trong lòng hai người đã có dự cảm, thế nhưng giờ phút này cũng có chút ngoài ý muốn. Trưởng môn, chúng ta còn trẻ. Sợ rằng chưa đủ nắm giữ phi linh môn. Sư phụ, trưởng môn phi linh môn trừ sư phụ ra sợ rằng còn chưa có ai có thể đảm nhiệm. Con và đại sư huynh còn chưa đủ. Niếp Phong hành lễ nói. Lục Lâm Thiên nhìn hai người, mỉm cười nói. Ta nói các ngươi làm được là các ngươi làm được. Dứt lời, Lục Lâm Thiên nhìn chúng cường giả phi linh môn, nói. Chư vị tôn sứ hộ môn, cung phụng, trưởng lão. Các ngươi cảm thấy hai người Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí ai thích hợp làm trưởng môn phi linh môn hơn? Chuyện này, mọi người khó xử, Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí mọi người đều biết rõ, thực lực và tâm trí đều là nhân tuyển tốt nhất. Huống chi hai người đều là người thân cận, lúc này bọn họ làm sao có thể mở miệng được? Công tử, nếu như công tử muốn nghe ý kiến của các trưởng lão, tôn sứ hộ môn và cung phụng tiểu nhân cảm thấy mọi người cần phải thương nghị cho kỹ. Chuyện này sợ rằng phải mất một đoạn thời gian, mặt khác còn một việc gấp, có lẽ nên xử lý trước mới tốt. Lục Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt mọi người, do dự một lát rồi tiến lên nói. Cũng tốt, Lục Lâm Thiên gật đầu, suy nghĩ trong lòng mọi người hắn cũng biết một chút. Vừa rồi hắn cũng chỉ thăm dò phản ứng của mọi người mà thôi. 3 năm sau Lục Lâm Thiên phải tiến vào thiên chủng, cho nên có một chút chuyện Lục Lâm Thiên không thể không sắp xếp thỏa đáng. Trưởng môn Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Kiền Hiên Đảo, Thiên Vân Đảo đều truyền tới tin tức, hy vọng có thể thương nghị với trưởng môn về tình hình cổ vực, Đông Hải, Đại Lục Linh Vũ hiện tại. Diệp Phi nói, thông báo cho tất cả các sơn môn lớn nửa tháng sau tới Phi Linh Môn một chuyến. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, cười nhạt một tiếng. Các thế lực còn sót lại của thiên địa minh đều bị quét sạch. Thế nhưng bây giờ hắn không nói gì. Sợ rằng những địa bàn kia các sơn môn lớn cũng không tiện thu vào trong túi mình. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, đây là thực lực. Nếu như hắn không đủ thực lực, coi như có quan hệ với các sơn môn lớn, bọn họ tại sao lại làm như vậy? Đạo lý thực lực phi tôn vĩnh viễn không đổi ở thế giới này. Chúng cường giả phi linh môn vui vẻ, lúc này phi linh môn đã trở thành người đứng đầu trong các sơn môn trên đại lục. Tất cả đều coi phi linh môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây là điều mà lúc trước tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Vâng. Diệp Phi, Diệp Mỹ đáp. Mọi người đi đi. Lục Lâm Thiên nói, hắn đã đồng ý ra ngoài đi dạo với đám người Vô Song, Cảnh Văn. Ca ca, còn có một chuyện khác.
Khi mọi người đang định rời đi thì Lục Tâm Đồng đột nhiên lên tiếng. Tâm Đồng, muội có chuyện gì vậy? Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự nghi hoặc, những chuyện bình thường Lục Tâm Đồng không quản tới. Thế nhưng ngày hôm nay lại có chút hào hứng, ngay cả đại ca Dương Quá cũng vậy, hai người lại cùng đi tới đại điện. Nhị đệ, mẫu thân bảo ta và Tâm Đồng tìm đệ nói một chút. Hôn sự của đệ có phải cũng nên tiến hành rồi hay không? Dương Quá vui vẻ nói. Hôn sự. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, lập tức cười cười, hắn đã quên mình cùng chúng nữ vô song, Cảnh Văn có hôn ước, thế nhưng chưa từng cử hành hôn lễ. Trưởng môn, gần đây trên đại lục có lẽ không có chuyện gì lớn. Cho nên trưởng môn cũng nên cử hành hôn lễ với chư vị phu nhân. Không thể để cho chư vị phu nhân đợi lâu được. Hoa Mãn Ngọc mỉm cười, mặc dù không tới tôn cấp, thế nhưng nàng đã được phục dụng chú nhan đan. Dung nhan vẫn luôn bảo trì ở bộ dáng 26-27 tuổi. Mái tóc dài đen nhánh sau đầu, trên y phục màu tím có những sợi tơ quấn quanh. Trên cổ tay có vòng tay tinh xảo, mắt ngọc mày ngài. Làn da nâu kia không những không làm mất đi vẻ đẹp của nàng, mà còn có cảm giác giống như hạc giữa bầy gà. Càng quyến rũ động lòng người. Chuyện này, nghe vậy khuôn mặt chúng nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đỏ ửng. Ánh mắt có chút dị sắc cúi đầu ngượng ngùng không nói. Thế nhưng ánh mắt lại vụ y gờ trộm nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Cũng tốt, vậy thì việc này giao cho Hoa Phó Đường chủ xử lý. Lục Lâm Thiên mỉm cười, những năm này tu vi của Hoa Mãn Ngọc tiến bộ cực nhanh, đã là linh vương cửu trọng, chỉ kém một bước là có thể đột phá tôn cấp. Nàng đã phục dụng vô số thiên tài địa bảo, đột phá tôn cấp tuyệt đối không thành vấn đề. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Hoa Mãn Ngọc đáp, khí chất của nàng khiến cho người ta liếc nhìn lập tức có cảm giác như một đầu báo mẹ. Trong nhanh nhẹn lại tràn ngập dã tính, muốn thuần phục loại nữ nhân này nam nhân bình thường khó có thể làm được. Đơn giản một chút là được rồi, cũng không cần quá náo nhiệt. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, trong đầu không khỏi nhớ tới hai đạo thân ảnh, một đạo thân ảnh xinh đẹp màu xanh chính là Lăng Thanh Tuyền, mặt khác còn một đạo thân ảnh màu trắng, hấp dẫn vô cùng, yêu mị vô song. Chúc mừng trưởng môn, chúc mừng chư vị phu nhân. Trong đại điện, cơ hồ tất cả đệ tử hạch tâm trong Phi Linh Môn và cường giả chúc mừng Lục Lâm Thiên. Khuôn mặt chúng nữ, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu không nói, thế nhưng trong lòng lại giống như được rót mật, vô cùng ngọt ngào. Thiên Lão, Địa Lão, Cực Lạc Tam Quỷ, Kim Xà Đà Chủ, Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Hoa Mãn Lâu, Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Bàn Hủy Tôn Sứ, Long Linh Tôn Sứ, Lưu Kiếm, An Cát Tú Na. Lục Lâm Thiên đứng dậy, lập tức nói tên mấy cường giả tôn cấp đỉnh tiêm trong Phi Linh Môn rồi nói tiếp. Những người được gọi tên ở lại, những người khác lui xuống đi. Vâng, những đệ tử hạch tâm và trưởng lão hộ pháp không được gọi tên đều có chút thất vọng lui xuống. Nghe thấy chúng cường giả ở lại. Tự nhiên bọn họ hiểu rõ sợ rằng chúng cường giả ở lại đều nhận được chỗ tốt cực lớn. Dựa theo tính cách của trưởng môn mà nói, sau mỗi một lần đại chiến sẽ phân bảo. Lần này sợ rằng càng là trọng bảo. Tuy rằng trong lòng mọi người có chút thất vọng nhỏ, thế nhưng lại không cảm thấy khó chịu, bọn họ tự biết thực lực của mình còn chưa đủ để đạt được trọng bảo. Mà đổi lại, hiện tại tài nguyên tu luyện đã đủ để cho bọn họ dùng không hết. Trọng bảo chỉ có thể là của cường giả. Còn có đệ tử đầy hứa hẹn của Phi Linh Môn mới có được. Kim Xà Tôn Giả cũng ở trong đó, giờ phút này trong lòng hắn âm thầm kích động. Hắn không khó để nhìn ra, giờ phút này người còn lại ở trong đại điện đều là cường giả và những người thân nhất với trưởng môn. Mà hắn cũng ở trong đó, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh hắn đã được trưởng môn xếp vào trong vòng tròn hạch tâm của Phi Linh Môn. Trưởng môn, thuộc hạ tới nhận xử phạt. Sau khi đám người kia rời đi, Kim Xà Tôn Giả quỳ trên mặt đất nói. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lục Lâm Thiên nhìn Kim Xà Tôn Giả rồi cười nhạt một tiếng. Kim Xà Tôn Giả này lần trước đánh chết Doãn Ngạc quả thực có một chút bổn sự. Lại hiểu tâm tư hắn, coi như bất phàm. Không hổ là người có thành tựu như hiện tại trong đám thế lực nhỏ, để có được thành tựu như hiện tại tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Đương nhiên thuộc hạ nhớ rõ, cãi mệnh lệnh trưởng môn tội chết muôn phần. Đa tạ trưởng môn khoan dung. Hiện tại thuộc hạ sẽ nhận xử phạt. Kim Xà Tôn Giả cúi đầu, cung kính nói. Ta phạt ngươi diện bích 3 năm, mặt khác hủy bỏ chức vụ đà chủ phân đà Đông Hải của ngươi,
ngươi có bằng lòng hay không? Lục Lâm Thiên nhìn Kim Xà Tôn giả nói. Thuộc hạ đa tạ trưởng môn nhân từ. Kim Xà Tôn giả sững sờ, chỉ có 3 năm mà thôi. Diện Bích suy nghĩ 3 năm, đối với hắn mà nói ngay cả thời gian cũng không bằng lần bế quan ngắn nhất của hắn. Về phần chức vụ đà chủ này hắn cũng không thèm để ý. Có thể được trưởng môn cho vào trong vòng tròn hạch tâm, so với tất cả mọi thứ còn tốt hơn nhiều. Hắn đương nhiên hiểu phân lượng của hai thứ. Được rồi, cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật này, tự mình Diện Bích suy nghĩ đi. Về phần chức vị đà chủ Đông Hải đã bị hủy của ngươi. Chờ sau khi ngươi đi ra, trước tiên cứ làm tôn sứ hộ môn. Phụ trách hỗ trợ công việc của linh đường. Lục Lâm Thiên vung tay lên, ném một chiếc nhẫn chữ vật cho Kim Xà Tôn giả. Đa tạ trưởng môn. Trong lòng Kim Xà Tôn giả kinh hỉ, hộ môn tôn sứ A. Đó chân chính là một trong những cường giả hạch tâm của phi linh môn. Hắn nghi hoặc một chút, lập tức tiếp nhận nhẫn chữ vật. Phát hiện bên trong nhẫn chữ vật không có bất kỳ một chút cấm chế nào. Tâm thần rót vào bên trong, đột nhiên hắn biến sắc. Toàn thân run lên, bên trong nhẫn chữ vật này chính là thân thể linh đế cùng một kiện thần khí thiên cấp thượng cổ. Đa tạ trưởng môn, đa tạ đại ân của trưởng môn. Kim Xà Tôn giả kích động không ngừng dập đầu, ánh mắt cảm kích vô cùng. Những ngày này hắn nghe nói trên người trưởng môn có không ít truyền thừa đế giả thượng cổ và thần khí thượng cổ. Thế nhưng hắn không ngờ mình cũng nhận được, lựa chọn trước kia của hắn không sai. Đồng thời hắn cũng cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình lúc trước. Kim Xà, chúc mừng. Chúng cường giả phi linh môn nhìn thấy bộ dáng này không khó biết được Kim Xà đã nhận được chỗ tốt cực lớn. Lúc này mọi người đều coi Kim Xà Tôn giả chân chính là người của phi linh môn, cho nên thái độ cũng tốt hơn nhiều. Đây là của mọi người, cầm lấy đi. Lục Lâm Thiên vung tay lên. Từng chiếc nhẫn chữ vật rơi vào trong tay mọi người. Trong nhẫn chữ vật đều là thân thể đế giả và thần khí thượng cổ, cũng có một vài món thần khí bình thường trong tay cường giả thiên địa minh. Còn có trọng bảo khác, lúc trước những thứ này đều nằm trong tay Nam Thúc. Hiện tại giao lại cho Lục Lâm Thiên, những thứ này Lục Lâm Thiên đã xem xét kỹ rồi mới phát cho mọi người. Trong hư không bí cảnh, Lục Lâm Thiên còn nhận được thân thể đế giả của thiên sĩ tuyết sư nhất tộc. Cho nên hắn cố ý để dành cho thiên sĩ tuyết sư, chỉ cần là truyền thừa của tiền bối trong tộc, thực lực của thiên sĩ tuyết sư tự nhiên sẽ tăng lên vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng ở trong bảo khố của thái cổ U Minh Viêm kia Lục Lâm Thiên đã đạt được không ít thân thể linh thú, yêu thú tu vi đế cấp. Trong đó còn có tiền bối Long Linh Mãng, Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ của Long Linh, Bàn Hủy, Bàn Vân. Mà ngay cả thân thể đế giả tiền bối của Như Hoa cũng có. Mặt khác, ngay cả thân thể đế giả của Cửu Thiên Côn Bằng nhất tộc cũng có. Kỳ thật mạnh nhất lại là Thiên Độc Yêu Long, Lục Lâm Thiên lưu lại cho Độc Long một thân thể đế giả Thanh Long Hoàng tộc, cùng với truyền thừa của đế giả Thanh Long Hoàng tộc. Cũng có không ít thân thể đế giả yêu thú, linh thú. Cường giả yêu đường thân là đồng tộc, Lục Lâm Thiên đã sắp xếp cho chúng cường giả thân thể đế giả và truyền thừa thích hợp. Cường giả phi linh môn, Thiên Địa Nhị Lão, Cực Lạc Tam Quỷ, Hỏa Sĩ Tôn giả đều đạt được truyền thừa của đế giả thượng cổ và thần khí thượng cổ. Mà ngay cả Bách Biến Tôn giả Khiên Bách Biến vốn đã đạt được đồ hồn kiếm, lúc này lần nữa nhận được thân thể đế giả, nhận được thêm một truyền thừa của đế giả thượng cổ khác. Ba người Lục Tiểu Bạch, Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí, Lục Lâm Thiên đương nhiên sẽ không bạc đãi. Hắn đã tỉ mỉ chọn lựa cho ba người, đều là truyền thừa của đế giả thượng cổ cùng với thần khí thượng cổ. Những người lưu lại trong đại điện không đạt được trọng bảo thì chính là thần khí thượng cổ và thần khí bình thường. Cả đám đều không có tay không mà về, trừ Lưu Nhất Thủ và Hoàng Đan. Tất cả mọi người dò xét đồ vật trong nhẫn chữ vật, toàn thân run rẩy, ánh mắt run run, kích động không nói nên lời. Ánh mắt nhị nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn khẽ đổi. Các nàng cũng biết thứ trong những chiếc nhẫn chữ vật này. Phi linh môn vốn đã cường giả như mây. Giờ phút này lại nhận được trọng bảo như vậy, thực lực của phi linh môn sau này sợ rằng ngay cả hoàng tộc cũng có thể chính diện chống lại. Huống chi còn có lục gia sau này có thể đứng ngang bằng với tất cả các đại hoàng tộc. Thậm chí còn vượt qua tất cả các đại hoàng tộc. Bởi vì lúc này là lúc huyết mạch lục gia mạnh nhất, những hoàng tộc khác huyết mạch đã càng ngày càng yếu, căn bản không có cách nào so sánh với lục gia. Sợ rằng không bao lâu nữa lục gia có thể vượt qua tất cả các đại hoàng tộc khác. Đến lúc đó trở thành người đứng đầu các đại hoàng tộc.
Giờ phút này chỉ bằng biểu hiện bề ngoài của Phi Linh Môn và Lục Gia, tất cả đều do Lục Lâm Thiên. Trong đôi mắt xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn hiện lên dị sắc. Lúc trước các nàng đã từng nhận định nam tử trước mắt này sớm muộn cũng sẽ bay lên. Thế nhưng thật không ngờ hắn lại bay tới độ cao này. 16. Đa tạ trưởng môn. Tất cả cường giả Phi Linh Môn kích động hành lễ. Người có tu vi dưới tôn cấp bát trọng, yêu thú, linh thú bát giai hậu kỳ hiện tại tiến vào trong thiên trụ giới luyện hóa. Tôn cấp cửu trọng đỉnh phong cất kỹ vật trong tay, yêu thú linh thú bát giai hậu kỳ đỉnh phong cũng vậy. 3 năm sau mới được luyện hóa. Lục Lâm Thiên nói với mọi người. Trưởng môn, tại sao phải làm vậy? Đạt được trọng bảo như vậy thế nhưng lại không thể lập tức luyện hóa khiến cho đám người Cực Lạc Tam Quỷ, Kim Xà Tôn giả buồn bực. Chỉ nhìn trọng bảo mà không được luyện hóa, đây quả thực là tra tấn bọn họ. So với bọn họ, Thiên Địa Nhị Lão và Hắc Phu im lặng, ánh mắt khẽ đổi, dường như hiểu ra được một ít chuyện. Về sau các ngươi sẽ hiểu rõ. Lục Lâm Thiên không giải thích nhiều. 3 năm sau đế giả triệu hoán. Hiện tại Lục Lâm Thiên không thể không đề phòng, cũng nên bảo tồn nguyên khí của Phi Linh Môn. Lập tức Lục Lâm Thiên xuất ra thiên trụ giới, đem chúng cường giả dưới tôn cấp bát trọng. Còn có Bàn Hủy, Hắc Phủ, Thiên Sĩ Tuyết Sư chỉ đạt tới bát giai hậu kỳ đưa tới tầng một thiên trụ giới để luyện hóa. Kim Xà Tôn giả, người cũng đi vào đi. Diện bích 1 năm thì ở bên trong là 10 năm. Là phúc hay là họa thì phải xem vận khí của ngươi. Lục Lâm Thiên nói với Kim Xà Tôn giả, những người khác có thể nhận được bao nhiêu chỗ tốt thì phải xem bản thân họ. 10 năm. Kim Xà Tôn giả nhìn thiên trụ giới trước mặt Lục Lâm Thiên không khỏi nghi hoặc. Cỗ khí tức trường tồn từ cổ chí kim khiến cho trong lòng hắn rung động không thôi. Mau đi đi, lúc ra ngươi sẽ biết chỗ tốt của nó. Lệ quỷ cười nói. Kim Xà Tôn giả mang theo sự nghi hoặc tiến và trong thiên trụ giới, thân ảnh biến mất. Thiên trụ giới cũng lần nữa trở lại trong tay Lục Lâm Thiên. Đương nhiên Lục Lâm Thiên cũng không quên chúng cường giả thánh linh giáo. Hắn đã lưu lại một phần cho cường giả thánh linh giáo. Đối với thánh linh giáo và phi linh môn, Lục Lâm Thiên cũng không phân biệt đối xử. Trong đại điện, trừ 5 người ra những người khác đều là tôn cấp cửu trọng. 5 người kia là Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Hoa Mãn Ngọc, còn có tỉ muội Diệp Phi, Diệp Mỹ. Diệp Phi, Diệp Mỹ còn có Hoa Mãn Ngọc còn chưa tiến vào bên trong. Tuy rằng vừa rồi các nàng nhận được chỗ tốt, thế nhưng chuyện của Phi Linh Môn hiện tại cũng không ít. Đặc biệt là chuyện ám đường, mà Hoa Mãn Ngọc thì phải chịu trách nhiệm hôn lễ của trưởng môn. Tự nhiên không có cách nào dành thời gian luyện hóa bảo vật. Lục Lâm Thiên nhìn 5 người, trong sự kinh ngạc của mọi người Lục Lâm Thiên đem 2 cỗ khôi lỗi bát giai đỉnh phong của thần Kim Các giao cho 2 người. Đối với thiên phú của Lưu Nhất Thủ Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy bất lực. Thiên phú của Hoàng Đan cũng không quá tốt, Lục Lâm Thiên đang suy nghĩ phải làm sao để thực lực bọn họ tăng lên nhanh, gặp phải cường giả cũng không chịu thiệt. Một lát sau, cả Phi Linh Môn bắt đầu sôi trào. Tin tức trưởng môn sắp thành hôn với mấy vị phu nhân truyền ra khiến cho tất cả đệ tử cao hứng không thôi. Nghe nói đến lúc đó các đệ tử sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Mà lúc này trong đình viện ở Hậu Sơn Phi Linh Môn, đám người La Lan Thị, Lục Tâm Đồng Dương Quá đều đang cao hứng không thôi. Khuôn mặt tứ nữ Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song đỏ bừng, thế nhưng nhìn qua lại càng tuyệt mỹ, kiều diễm mị hoặc. Trong thiên trụ giới, Lam Linh đã khôi phục không kém. Được Lục Lâm Thiên chuyển qua thiên trụ giới, thân thể so với khi trước giống như là 2 người khác nhau vậy. Ít nhất bề ngoài đã khôi phục không kém trước kia là bao. Xinh đẹp mà bướng bỉnh, thế nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên lại không có cách nào yên tâm. Tu vi của Lam Linh sau này sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Lam Linh vừa rời khỏi thiên trụ giới đã nghe tin đại hôn của mình sắp được cử hành, trong lòng nàng vô cùng vui mừng, rốt cuộc ngày nàng chờ đợi bấy lâu đã tới. Lúc này Lục Lâm Thiên lại không có mặt ở đình viện trong Hậu Sơn mà đang ở một đình viện nhỏ khác. Đang cùng Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Hoa Mãn Ngọc, Diệp Phi, Diệp Mỹ, còn có sư phụ Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế và phụ thân Lục Trung chuẩn bị cho đại hôn. Lục Lâm Thiên thật không ngờ kết hôn cũng có không ít chuyện rườm rà. Nghe Hoa Mãn Ngọc và đám người Diệp Phi nói, chuyện linh tinh so với kiếp trước còn nhiều hơn, khiến cho Lục Lâm Thiên nhức đầu. Mà riêng xính lễ cũng khiến cho Lục Lâm Thiên đau đầu, nếu như quá keo kiệt cũng không nên. Thế nhưng nếu cao quá, hắn lại nhiều lão bà, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên đau lòng.
tuy rằng xính lễ so với mấy vị kiều thê mà nói tuyệt đối đáng giá. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên đau đầu không thôi, thế nhưng cũng không có biện pháp khác. Cuối cùng hắn quyết định xính lễ đều như nhau, chủ xính lễ đều là một khỏa đan dược đế phẩm, mặc khác còn có vô số trọng bảo. Chuyện này khiến cho Thánh Thủ Linh Đế và Hàn Băng Đại Đế đau lòng, mấy xính lễ, mấy khỏa đan dược đế phẩm a. Cuối cùng thời gian đại hôn cũng quyết định vào nửa năm sau, phải chuẩn bị vô số thứ từ lúc này mới kịp. Về phần những chi tiết khác, Lục Lâm Thiên thật sự cảm thấy đau đầu, toàn quyền giao cho Hoa Mãn Ngọc xử lý, mấy người Hoàng Đan, Lưu Nhất Thủ, Diệp Mỹ hỗ trợ. Hắn thì trốn ra xa, đồng thời Lục Lâm Thiên còn phân phó ám đường toàn lực tìm kiếm nơi hạ lạc của Linh Vũ Giới. Vào đêm, trong phòng, thân thể hoàn mỹ, không mảnh vải che thân xuất hiện. Làn da màu nâu, toàn thân tỏa ra khí tức thành thục mị hoặc, dã tính 10 phần. Tư thái lồi lõm, cân xứng mà bảy bổng, linh lung. Không quá mập mạp, cũng không quá gầy gò, khiến cho mỗi một tấc thân thể đều tràn ngập hấp dẫn, tuyệt đối là vưu vật trời sinh. Nàng đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Những năm này làm khổ nàng rồi. Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử dưới thân, trong mắt tràn ngập áy náy. Giờ phút này có chàng ở bên cạnh, tất cả đã đủ rồi. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên, giờ phút này y phục biến mất, trong mắt thẹn thùng vô hạn. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười tà, không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nữ tử kia. Ánh mắt Lam Linh chuyển động, đôi má đỏ bừng, diễm lệ không gì sánh được, thân thể cực kỳ gợi cảm. Lục Lâm Thiên khó có thể nhìn được nữa, cho nên sách thương ra trận, giống như dã thú không ngừng chạy nước rút. Mấy ngày kế tiếp trong Phi Linh Môn vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều được trang trí, quét dọn. Hoa Mãn Ngọc định sửa chữa một tòa đình viện trước thác nước trong hậu sơn. Lục Lâm Thiên cũng không phản đối, bằng không quả thực tới lúc đó hắn cũng không có chỗ để ở. Cùng một thời gian, tin tức trưởng môn Phi Linh Môn sắp cử hành đại hôn nhanh chóng truyền ra cả đại lục. Sư phụ, con đến rồi. Trong đình viện ở hậu sơn, Lục Lâm Thiên cung kính hành lễ với Thánh Thủ Linh Đế. Mặc kệ tu vi hiện tại của hắn như thế nào, sư phụ chính là sư phụ. Lâm Thiên, vừa hay con đến, ta muốn thương lượng với con một chuyện. Thánh Thủ Linh Đế đang cùng Bách Biến Tôn Giả Khiên Bách Biến nghiên cứu trận pháp. Lúc Lục Lâm Thiên tới mới phát hiện ra, đoạn thời gian này hai người cơ hồ đều giam mình nghiên cứu đại trận. Hai người càng ở lâu càng bội phục đối phương. Nếu không phải Bách Biến Tôn Giả Khiên Bách Biến gọi Lục Lâm Thiên là sư đệ thì có lẽ hai người đã kết nghĩa huynh đệ. Năm đó Thánh Thủ Linh Đế dùng trận pháp, khôi lỗi, khống thú mà tung hoành đại lục. Nếu như không phải năm đó tất cả tinh lực của hắn đặt vào trên trận pháp, khống thú và khôi lỗi thì việc đột phá đế giả cũng không thất bại. Cho dù tiêu tốn non nửa tới gian lĩnh ngộ thì năm đó nhất định sẽ đột phá thành công. Mà Bách Biến Tôn Giả Khiên Bách Biến thì không phải là người bình thường. Có nội tình lưu truyền từ thời viễn cổ tới nay của Tam Thần Động, trên phương diện trận pháp có không ít thủ đoạn nhỏ. Càng quen biết lâu hai người càng cảm thấy đối phương hợp khẩu vị với mình. Thánh Thủ Linh Đế giải thích về trận pháp khiến cho Bách Biến Tôn Giả Khiên Bách Biến càng thêm giật mình. Hai người ở cùng một chỗ đều hưng phấn không thôi. Coi như lần này Lục Lâm Thiên tới, hai người này vẫn cúi đầu nghiên cứu chập bàn, cũng không chú ý tới Lục Lâm Thiên. Mời sư phụ nói. Lục Lâm Thiên nhìn qua hai người khẽ lắc đầu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng cao hứng. Tạo nghệ trên phương diện trận pháp của sư phụ và Khiên Bách Biến lần nữa tăng lên nhiều, đây cũng là một chuyện tốt. Chí ít đối với trận pháp hắn đã không còn thời gian nghiên cứu. Ta muốn xác nhập Thánh Linh Giáo và Phi Linh Môn, con thấy thế nào? Lúc này Thánh Thủ Linh Đế mới quay đầu nhìn Lục Lâm Thiên nói. Sư phụ, Thánh Linh Giáo chính là tâm huyết của ngươi. Huống chi còn tâm huyết của bốn vị sư thúc. Cứ để như vậy không tốt hơn sao? Lục Lâm Thiên giật mình, Thánh Linh Giáo xác nhập với Phi Linh Môn, trước kia không phải Lục Lâm Thiên chưa từng nghĩ qua. Thế nhưng hắn cũng không muốn chiếm tâm huyết của sư phụ thành của mình. Con nghĩ nhiều rồi, Thánh Linh Giáo và Phi Linh Môn xác nhập với nhau, đến lúc đó thực lực của Phi Linh Môn sẽ càng mạnh hơn nữa. Chuyện này đối với Thánh Linh Giáo mà nói trăm lợi không có lấy một hại. Ta và bốn vị sư thục của con kỳ thực đã sớm có ý xác nhập Thánh Linh Giáo và Phi Linh Môn. Hiện tại chỉ cần một câu nói của con, vài ngày sau tất cả các sơn môn lớn tụ tập trong Phi Linh Môn. Tới lúc đó tuyên bố đi. Thánh Thủ Linh Đế nói. Vậy được rồi, đến lúc đó đệ tử sẽ xử lý. Lục Lâm Thiên gật đầu,
Sư phụ đã cân nhắc kỹ như vậy, có lẽ sư phụ và bốn vị sư thúc Bạch Long Đại Đế cũng đã cân nhắc qua. Cho nên lúc này Lục Lâm Thiên cũng không phản đối, chuyện này đối với Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo đều là chuyện tốt. Còn chuyện thành gia lập thất của con, đến lúc đi cầu hôn ta sẽ thông chi tứ sư thúc và ngũ sư thúc của con tới đây. Dù sao hiện tại con là giáo chủ của Thánh Linh Giáo, đi cầu hôn đương nhiên cũng cần người Thánh Linh Giáo đi theo. Không có việc gì thì xuống đi, đừng làm ảnh hưởng tới chúng ta nghiên cứu cổ trận. Dứt lời Thánh Thủ Linh Đế phất tay hạ lệnh đuổi khách. Đệ tử cáo lui. Lục Lâm Thiên cười khổ, thế nhưng cũng chỉ có thể lui xuống. Thánh Linh Giáo cũng muốn đi cầu hôn cùng, phụ thân Lục Trung cũng đã nói bản thân muốn đi, đến lúc đó sợ rằng vô cùng náo nhiệt. Trong một ngọn núi cao VUT trong mây, trên ngọn núi, Đoạn Thiên Mộc thần thụ mà Bắc Cung Vô Song cắm xuống lúc trước đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm, lần nữa có lá cây vươn ra, phóng ra sinh cơ bàng bạc. Lục Lâm Thiên đứng trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn về phía trước. Hắn đã đi tới nơi này mấy chục năm, biến hóa bực này khiến cho lúc này hắn nghĩ lại trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Hắn chưa từng nghĩ trên đời này còn có chuyện kỳ diệu như vậy. Lâm Thiên. Một âm thanh dịu dàng vang lên, mấy đạo thân ảnh mềm mại lập tức phóng tới. Chính là năm người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh. Sao các nàng lại tới đây? Trường bào trên người Lục Lâm Thiên tung bay, khẽ mỉm cười hỏi. Ở thế giới này có năm vị kiều thê như vậy, hắn còn có thể đòi hỏi gì nữa? Ông trời đã cực kỳ chiếu cố hắn rồi. Sắp đại hôn cho nên chúng thiếp định trở về một chuyến, vì vậy chúng thiếp mới tới nói cho chàng một tiếng. Cũng nên xuất phát đi. Lục Lâm Thiên cười cười, mấy ngày này Vô Song và chúng nữ chưa trở về là bởi vì muốn ở lại lâu vài ngày. Lúc này tin tức đại hôn đã truyền ra, chúng nữ cũng nên trở về. Mà hắn cũng nên tự mình đi cầu hôn, đầy đủ lễ tiết mới được. Lâm Thiên, Du Thược và Thanh Tuyền chàng định làm thế nào? Đại hôn của chúng ta có thể rời lại một chút, Lăng cô nương dù sao cũng là mẫu thân của Du Thược. Độc Cô Cảnh Văn nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười khổ, vẻ mặt trầm xuống, nói. Đại hôn không cần lùi lại, trong lòng Du Thược hận ta, Thanh Tuyền sợ rằng cũng giống vậy, không phải trong thời gian ngắn có thể hóa giải. Về sau ta sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Thiên, vậy Bạch Linh Tỷ thì sao? Bắc Cung Vô Song dịu dàng nói. Năm đó thiếp đã nhìn ra được, chỉ là nhân tộc và thú tộc khác nhau. Thế nhưng hiện tại Bạch Linh Tỷ cũng đã đột phá tới đế cấp, dựa theo đạo lý mà nói, đã không còn sự khác biệt. Trong lòng Bạch Linh Tỷ có tình với chàng, chúng ta cũng nhìn ra được. Các nàng không ngại sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong đầu nhớ tới thân ảnh xinh đẹp ưa thích mặc y phục trắng như tuyết kia. Chẳng lẽ chàng hy vọng chúng ta sẽ chú ý sao? Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt của Lữ Tiểu Linh cũng không phải quá tốt. Thế nhưng các nàng đều là nữ nhân thông minh, biết rõ mình nên làm thế nào. Có một ít chuyện không bằng mắt nhắm mắt mở, chuyện không nên quản thì không nên quản, chỉ cần trong lòng hắn có các nàng là được rồi. Lục Lâm Thiên vuốt vuốt mũi, khóe miệng mỉm cười nói. Có các nàng thật tốt. Ít miệng lươi trơn chu đi. Thân thể mềm mại của Lữ Tiểu Linh rung động, bộ ngực ngạo nghễ run run khiến cho ánh mắt Lục Lâm Thiên không khỏi đảo qua bộ ngực của nàng. Sắc quỷ vô sỉ. Lữ Tiểu Linh trừng mắt nhìn Lữ Tiểu Linh, thế nhưng lại cố gắng ưỡn ngực thêm. Lâm Thiên, nếu như có thể thì nên đi tới cửu vĩ yêu hồ nhất tộc đi. Chúng ta đi cùng chàng, có lẽ có thể giúp chàng một chút. Đến lúc đó chúng thiếp cũng tiện đường trở về. Bắc Cung Vô Song nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên suy nghĩ một lát rồi nhìn chúng nữ nói. Đến lúc đó một mình ta đi thôi, mấy ngày nay ta sẽ đi tới nhà các nàng cầu hôn. Hừ, chàng cầu hôn thì chúng ta sẽ gả cho chàng sao? Quá mất mặt. Vân Hồng Lăng chu miệng lạnh nhạt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Thật sao? Lục Lâm Thiên cười cười, lập tức ôm thân thể mềm mại động lòng người kia vào trong ngực. Đôi môi hôn xuống, hai tay hung hăng vuốt ve cặp mông ngạo nghễ, căng tròn của nàng. Cứu mạng, sắc quỷ! Vân Hồng Lăng kêu to. Nếu như không lấy thì ta sẽ không khách khí. Lục Lâm Thiên cười tà, đôi tay di chuyển mặc kệ sự có mặt của chúng nữ bên người. Tiểu Long, Vô Song tỷ, mọi người còn không mau giúp. Vân Hồng Lăng giãy giụa, thế nhưng đôi môi bị che khuất cho nên không có cách nào thoát khỏi ma chướng của Lục Lâm Thiên. Sắc lang, buông tay.
Lữ Tiểu Linh lập tức gia nhập chiến trường. Đám người Lam Linh, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn cũng không đứng nhìn. Hắc hắc, tới vừa vặn. Lục Lâm Thiên nở nụ cười tà, lập tức trên ngọn núi, từng đạo thân ảnh xinh đẹp không thoát khỏi bàn tay của Lục Lâm Thiên. Hôm sau Lục Lâm Thiên dẫn đầu đoàn người đi tới Lam gia cầu hôn, đi theo còn có Lục Trung và không ít trưởng lão, đệ tử Lục gia, cũng đại biểu cho nhân hoàng tộc thứ bảy. Đi cùng mọi người Lục gia còn có thiên địa nhị lão dẫn mấy cường giả phi linh môn cùng một ít trưởng lão, hộ pháp đại biểu cho phi linh môn. Lam gia hiện tại cũng không còn quá nhiều người, tất cả đều ở trong phi linh môn, dưới sự sắp xếp của phi linh môn. Tất cả đệ tử Lam gia còn lại đều được sắp xếp vô cùng tốt. Lục Lâm Thiên tự mình mang theo lễ trọng cầu hôn, Lam gia đương nhiên sẽ không phản đối, chuyện này khiến cho gia tộc khác hâm mộ vô cùng. Tuy rằng Lam gia gặp kiếp số, thế nhưng từ nay về sau ở trên đại lục này, chỉ cần phi linh môn còn thì Lam gia nhất định sẽ hưng thịnh. Sau Lam gia Lục Lâm Thiên đi tới Linh Thiên Môn, nhiều người chậm chân Lục Lâm Thiên đành phải thu mọi người vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, đến bên ngoài Lục Lâm Thiên lúc này mới cho mọi người ra. Cảm nhận khí tức của Lục Lâm Thiên, còn có thân phận hoàng tộc của Lục Trung, tăng thêm Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn đều là thần nữ hai hoàng tộc, lại là cường giả đế cấp cùng nhau tới Phi Linh Môn. Linh Hạo Đại Đế cùng với Lữ Chính Cường tự mình ra bên ngoài Sơn Môn nghênh đón. Đối với hôn sự, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, xính lễ của Lục Lâm Thiên cũng đủ để khiến cho Linh Thiên Môn không nói được gì. Rời khỏi Linh Thiên Môn, Lục Lâm Thiên không thể không tới thẳng Vân Dương Tông. Trong Vân Dương Tông, Dương Đỉnh Thiên và Vân Thủ Đế Tiên tự mình nghênh đón. Lục Lâm Thiên tới Vân Dương Tông, lập tức tự mình đi bái phỏng sư phụ Vũ Ngọc Tiền, lại đem cho sư phụ không ít trọng bảo, khiến cho Vũ Ngọc Tiền cười không ngậm miệng lại được. Những trưởng lão khác trong Vân Dương Tông biết được chuyện này hận không thể chạy tới đánh cho Vũ Ngọc Tiền một trận. Hiện tại mỗi một thứ mà Lục Lâm Thiên cho đều là trọng bảo a. Cả đám trưởng lão Vân Dương Tông đối với Vũ Ngọc Tiền đều vô cùng ghen ghét, oán hận. Hận tại sao lúc trước mình lại không liều mạng cùng Vũ Ngọc Tiền. Nếu sớm biết như vậy, lúc trước coi như là liều cái mạng già bọn hắn cũng phải nhận tên đệ tử này, hiện tại bọn họ có hối hận cũng không kịp. Mà đối với hôn sự, Vân Dương Tông tự nhiên không có phản đối. Dù sao đã là chuyện nước chảy thành sông mà thôi, mà xính lễ cũng đủ để khiến cho các trưởng lão Vân Dương Tông nghẹn họng. Sau khi rời khỏi Vân Dương Tông, Lục Lâm Thiên tiếp tục tới Độc Cô gia tộc. Dùng thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại, lại thêm thân phận người khai sáng hoàng tộc. Độc Cô gia tộc không dám xem thường. Đãi ngộ lúc này Lục Lâm Thiên tới Độc Cô gia tộc so với khi trước quả thực cách biệt một trời một vực. Độc Cô Hồn Long tự mình tới nghênh đón. Ngược lại một ít người trong Lục gia không trở thành hoàng tộc và người của Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo, cả đám đều thừa dịp cơ hội lần này dò xét một phen. Đệ tử Lục gia và trưởng lão biết được hiện tại Lục gia chênh lệch với những hoàng tộc khác, khoảng cách này cực lớn, trong thời gian ngắn sợ rằng khó có thể đuổi kịp. Đến Độc Cô gia, Lục Lâm Thiên vốn định tới gặp nghĩa phụ Nam Thúc, sau khi hỏi thăm một lát hắn mới biết được Nam Thúc đã bế quan, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đi ra được. Trong Bắc Cung gia tộc cũng vô cùng náo nhiệt, đối với hôn sự của Lục Lâm Thiên cùng Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song, tất cả đều là chuyện nước chảy thành sông. Lục Lâm Thiên tới cầu hôn Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc đều không có bất kỳ ý kiến gì. Ngược lại Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ lại nói, Lục Lâm Thiên thành hôn với nữ nhi mình, nhất định không thể để cho nữ nhi của bọn họ chịu ủy khuất. Lục Lâm Thiên cũng hiểu ý của hai người, Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia đều không đồng ý thần nữ của gia tộc mình ở vị trí thấp hơn. Cho nên Lục Lâm Thiên cũng đã sớm có sắp xếp, mọi người đều ngang hàng không phân lớn nhỏ. Chúng nữ đã sớm ở cùng nhau cho nên cũng không xảy ra chuyện khiến cho Lục Lâm Thiên đau đầu. Ngang bằng không phân lớn nhỏ, Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc cũng không quá để ý. Huống chi cũng chỉ có thể như vậy, cho nên bọn họ chỉ có thể đồng ý. Liên tục di chuyển mấy ngày khiến cho Lục Lâm Thiên cười khổ. Xem ra lão bà càng nhiều thì càng mệt mỏi a. Kiếp trước có chế độ một vợ một chồng, hiện tại kỳ thực là quốc gia muốn bảo vệ nam quyền a. Nếu như có nhiều trưởng mẫu và nhạc phụ, quả thực vô cùng khó ứng phó. Sáng sớm, sắc trời vừa sáng, từng đỉnh núi màu xanh hiện lên. Từng dãy núi, rừng cây, dòng sông liên miên có sương mù bốc lên, từ xa nhìn lại khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Lục Lâm Thiên bái phỏng Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Nhìn phía trước, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, tiếng gầm gừ truyền ra.
Sau khi rời khỏi Bắc Các gia tộc Lục Lâm Thiên để cho người Lục gia, Thánh Linh giáo, Phi Linh môn trở lại Phi Linh môn trước. Một mình hắn đi tới Tổ Yêu Lâm, có một ít chuyện hắn phải tự mình đi tới mới được. Đường đường là chủ nhân hoàng tộc, trưởng môn Phi Linh môn sao hôm nay lại rảnh tới tệ xá của chúng ta vậy? Dứt lời, trên ngọn núi phía trước truyền ra chấn động kỳ dị. Một bình chướng không gian cực lớn lập tức xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên. Gợn sóng trong không gian nhộn nhạo, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Người này gầy gò, cao ngất, sau lưng là áo choàng màu đen, khuôn mặt trắng nõn. Khuôn mặt hồng hào, đây chính là Tử Hiên lão tổ của Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc. Bái kiến Tử Hiên sư bá. Lục Lâm Thiên ôm quyền thi lễ. Nghĩa phụ ngươi đâu rồi? Tử Hiên lão tổ hỏi, trong tâm thần của hắn, hắn phát hiện ra Lục Lâm Thiên chỉ đi tới đây một mình cho nên có chút ngoài ý muốn. Lục Lâm Thiên đem chuyện nghĩa phụ Nam Thúc trở lại Độc Cô gia tộc nói qua một lần. Tử Hiên lão tổ dường như cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nói. Lão quái vật khôi phục thần hoàng khí, người Độc Cô gia đương nhiên sẽ dùng trăm phương ngàn kế kéo hắn trở về. Huống chi bằng vào quan hệ của ngươi và lão quái vật. Có lão quái vật trong Độc Cô gia, quan hệ với người càng thêm kiên cố. Dứt lời, ánh mắt Tử Hiên lão tổ nhảy lên, nói. Có lẽ gần đây ngươi có rất nhiều việc a, quét ngang tất cả các sơn môn trong thiên địa minh cũng đủ để khiến cho Phi Linh môn bận rộn một hồi. Hôm nay còn tới chỗ ta, chẳng lẽ là vì chuyện đế giả triệu hoán? Tiểu tử tới tìm Bạch Linh. Lục Lâm Thiên nói, theo lời Tử Hiên lão tổ, dường như hắn cũng nghe tới lệnh cấm của đế giả. Tìm Bạch Linh. Tử Hiên lão tổ sững sờ một lát, lập tức nhìn Lục Lâm Thiên thở dài nói. Ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, cũng may Bạch Linh cũng đột phá tới đế cấp. Theo ta, Bạch Linh đang ở quảng trường truyền vị tộc trưởng cho người khác. Dứt lời, Tử Hiên lão tổ tiến vào trong vòng xoáy không gian, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, lập tức đuổi theo. Ở trong không gian của Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc có sơn mạch liên miên, mây mù lượn lờ, từng dãy núi chập trùng. Trên những ngọn núi đều có không ít kiến trúc, một lát sau, trên ngọn núi khổng lồ nhất, trên đỉnh ngọn núi giống như bị chém ngang tạo thành một quảng trường cực lớn. Lục Lâm Thiên theo Tử Hiên lão tổ đi tới quảng trường này vô cùng náo nhiệt, lúc này bốn phía đều có không ít Cửu Vĩ Yêu Hồ tụ tập. Cấp độ thất cấp đều ở bộ dáng bản thể, cấp cao hơn mới có thể hóa thành hình dáng nhân loại. Cơ hồ tất cả tộc nhân Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc cộng lại cũng chỉ có 4-5 nghìn mà thôi. Số lượng cũng không nhiều, so với yêu tộc khác mà nói tuyệt đối thưa thớt, thế nhưng ở phương diện tu vi lại có không ít cường giả. Lục Lâm Thiên nhìn ra xa, chỉ tính Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc bát giai đã có 30 mấy người. Tỷ lệ như vậy không phải yêu tộc bình thường có thể so sánh, đây cũng là điểm mạnh của Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc. Tử Hiên lão tổ đứng trên không trung, hắn không ngờ chỉ trong nháy mắt Lục Lâm Thiên cũng xuất hiện bên người hắn. Lục Lâm Thiên nhìn quảng trường trước mặt. Hắn nhanh chóng nhìn thấy nữ tử mặc y phục màu trắng, lạnh lùng uy nghiêm mà lại yêu mị tới tận xương tủy, hấp dẫn thiên thành. Bỗng nhiên, trên quảng trường, đạo thân ảnh xinh đẹp, khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt xinh đẹp nhìn lên trên không trung. Xinh đẹp tới tận cùng, uyển chuyển vô song, tràn ngập yêu mị. Lập tức trên quảng trường có vô số cường giả Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc, nam nhân hình dạng tuấn lãng, nữ nhân xinh đẹp nhanh chóng nhìn lên trên không trung. Là Lục Lâm Thiên. Chúng cường giả Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc biến sắc, đối với đạo thân ảnh màu xanh kia cơ hồ tất cả tộc nhân Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc sẽ không quên. Lúc trước chính nam tử áo xanh này mạnh mẽ đánh bại Thanh Ly Vương tử. Làm sao ngươi lại tới đây? Nhìn nam tử áo xanh trên không trung, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh khẽ đổi, yêu mị, xinh đẹp, lạnh lẽ như băng, lại tuyệt mỹ vô cùng. Giống như ngay cả thiên địa cũng phải động lòng, giờ phút này không ngờ nàng lại mỉm cười. Ta nói rồi, ta muốn nàng làm nữ nhân của ta. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười vui vẻ, mắt nhìn nữ tử lạnh lùng uy nghiêm, yêu mị chúng sinh dưới quảng trường. Cái gì? Nghe vậy cả Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc run rẩy, cơ hồ tất cả tộc nhân Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc đều nhìn vào Lục Lâm Thiên và Bạch Linh. Xem ra dự cảm của ta lúc đầu đã đúng. Trong đám người, một lão phụ nhân chừng 70 tuổi khẽ thở dài. Thế nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc còn trẻ lão phụ nhân này tuyệt đối là một nữ tử tuyệt mỹ. Hai mắt thanh thịnh, tựa như một chiếc giếng sâu, vô cùng thâm thúy. Người này chính là đại trưởng lão Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc. Ta là yêu tộc,
ngươi là nhân loại. Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên, vẻ mặt lạnh nhạt, lười nhác, lạnh lùng mà uy nghiêm. Vậy thì sao? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm khiến cho người ta run sợ. Giống như tiên tử cao cao tại thượng, không có ai dám sinh lòng khinh nhờn, thế nhưng lại tựa như đóa băng sơn tuyết liên, mềm mại động lòng người. Tộc trưởng sao vậy? Nhìn Bạch Linh, cơ hồ tất cả người của cửu vĩ yêu hồ nhất tộc đều kinh ngạc, dường như tộc trưởng cũng không có tức giận a. Cùng ta rời đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thẳng về phía Bạch Linh, vẻ mặt thâm tình, nữ tử này đã sớm khắc sâu trong lòng hắn. Lúc trước người yêu khác đường, mà hôm nay hắn làm sao có thể bỏ qua được. Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt trong suốt khiến cho người ta nhìn vào không tự chủ được mà hãm sâu vào bên trong. Ta nói rồi, muốn làm nam nhân của ta thì trước tiên phải đánh bại ta mới được. Bằng không đừng có nghĩ tới. Dứt lời, thân ảnh xinh đẹp nhảy lên trên không trung. Y phục trắng như tuyết, lạnh lùng uy nghiêm tựa như băng sơn nữ thần, khiến cho người ta không dám sinh lòng khinh nhờn. Nàng ra tay trước đi. Trường bào màu xanh trên người Lục Lâm Thiên run lên, thân ảnh lập tức vọt lên phía trước, bình tĩnh đứng đó. Không trung trong lúc vô hình cứng lại, dưới uy áp của kim hoàng khí, cả cửu vĩ yêu hồ nhất tộc đều có cảm giác yêu nguyên bị ảnh hưởng. Đừng tưởng rằng bây giờ ngươi có thể thắng được ta. Siêu. Bàn tay trắng nõn như ngọc nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt trên bàn tay ngọc của Bạch Linh được ngưng tụ ra một đạo trường ấn. Trường ấn xuyên thấu không gian mang theo tàn ảnh trong chốc lát đánh tới trước người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, không có ý tứ tránh né. Ngươi nhanh tránh đi. Bạch Linh yêu kiều quát, ánh mắt đại biến, trường ấn cấp tốc chuyển động, lập tức đánh vào bên cạnh Lục Lâm Thiên. Phanh! Trên không trung lập tức vang lên âm thanh bạo liệt cực lớn. Trường ấn đánh nát không gian quanh thân Lục Lâm Thiên, lực lượng va chạm bắn ra quang mang chói mắt, lực lượng cuồng bạo khuếch tán, gợn sóng trong không gian nứt vỡ từng khúc tựa như pháo hoa rơi rụng. Nàng thua rồi. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, thân ảnh đã xuất hiện bên người Bạch Linh. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh khẽ đổi, thân thể mềm mại đang định nhanh chóng lui lại thì eo đã bị một người ôm vào trong ngực. Nàng ngẩng đầu lên, trước mắt nàng là khuôn mặt quen thuộc kia. Khuôn mặt kiên nghị, dường như lúc nào cũng treo nụ cười tà dị. Ngươi chơi xấu. Ánh mắt Bạch Linh nhảy lên, đôi mắt xinh đẹp động lòng người. Nếu như có thể ở bên cạnh nàng, chơi xấu thì đã sao? Năm đó nàng bảo vệ ta mấy năm, từ hôm nay trở đi ta sẽ bảo vệ nàng cả đời. Lục Lâm Thiên ôm lấy nữ tử trong ngực, nhìn đôi mắt khiến cho người ta không tự chủ được mà hãm sâu vào, âm thanh vang vọng đủ để tất cả mọi người trong quảng trường đều nghe thấy được. Hai người lăng không đứng thẳng, hai đạo thân ảnh một trắng một xanh ôm nhau trên không trung, vô cùng đáng chú ý. Vô số ánh mắt dưới quảng trường đều thất thần nhìn hai người. Tất cả cường giả cửu vĩ yêu hồ nhất tộc lúc này mới biết được, hóa ra vị tộc trưởng lạnh lùng uy nghiêm, trái tim không có cách nào chinh phục đã sớm bị nhân loại có tên Lục Lâm Thiên kia hòa tan. Nhìn khuôn mặt quen thuộc này, ánh mắt Bạch Linh chấn động, mãi một lúc lâu sau nàng mới mở miệng nói. Nếu như ngươi không ngại, ta sẽ gắn bó sinh tử với ngươi. Ha ha, kiếp này có nàng, có Vô Song và Cảnh Văn, Lục Lâm Thiên ta còn đòi hỏi gì nữa? Lục Lâm Thiên cười cười, lập tức quay đầu nhìn Tử Hiên lão tổ trên không trung thi lễ nói. Tiểu tử khẩn cầu Tử Hiên sư bá thành toàn. Bạch Linh xin lão tổ thành toàn. Bạch Linh cũng lập tức khẩn cầu. Hai người các ngươi a, chẳng lẽ hiện tại ta còn có thể phản đối hay sao? Tử Hiên lão tổ bất đắc dĩ cười cười, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ.